Siêu cấp yêu nghiệt tập 113, Huyền Ngọc Bàn chúc các bạn xem video vui vẻ. Lúc này, chúng ta bán tình báo cho Nguyên Lão Đỉnh Tiêm. Nguyên Lão Đỉnh Tiêm đi qua cũng không tìm được gì, có thể hay không sẽ giận lây kiếm tộc chúng ta. Thậm chí, chúng ta còn có thể đắc tội Diệp Thiên, lợi bất cập hại. Tóm lại, chuyện này cũng không cần nói ra ngoài rất nhiều trí đạo cảnh truyền thuyết đáp thân thể phòng chế của Diệp Thiên vẫn sông giáo ở nơi này. Nhưng một cỗ thân thể phòng chế trong đó đã mang truyền thuyết linh vật cùng với một số tài nguyên đi ra ngoài bằng không ngoài ý muốn vẫn lạc ở nơi đây vậy thì thiệt hại quá lớn về phần thân thể phòng chế khác thì phân tán ra tìm kiếm đủ loại tài nguyên thời gian dần qua thu hoạch của diệp thiên tự nhiên là càng ngày càng nhiều tài nguyên tương tự với truyền thuyết cổ nha thạch hắn cũng tìm được một chút nhưng mà ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải nguy hiểm dẫn đến thân thể phòng chế vẫn lạc một cỗ thân thể phòng chế của diệp thiên tại chỗ sâu truyền thuyết bể khổ liền gặp phải nguy cơ trí mạng hắn ở trong quá trình xuyên qua đột nhiên liền bị một cái vòng xoáy dưới đáy biển truyền thuyết bể khổ hút tới tiếp đó trực tiếp liền bị giảo sát. Không có chút lực phản kháng nào gặp phải loại tình huống này, đó chính là xui xẻo, không có biện pháp nào khác hơn nữa. Chỗ sâu nhất truyền thuyết bể khổ cũng tồn tại rất nhiều truyền thuyết khổ thú kinh khủng, lực lượng truyền thuyết bể khổ mà bọn chúng có thể mượn dùng vô cùng kinh khủng. So với truyền thuyết chi linh còn cường đại hơn mấu chốt là, coi như phí hết tâm tư giết bọn chúng, cũng không có đạt được chỗ tốt cho nên, gặp phải những truyền thuyết khổ thú kinh khủng này, Diệp Thiên cũng là tránh đi, không chém giết chiến đấu với bọn chúng Diệp Thiên thu hoạch càng ngày càng nhiều Diệp Thiên bây giờ đã tiêu hao hết kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ hai phẩm chất thấp thứ hai kiếm tộc đưa cho, thành công lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ hai được chín thành cảnh giới, nhưng cách cảnh giới quy tắc trí đạo danh sách thứ hai viên mãn còn kém không cho nên, hắn cần càng nhiều vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ hai, đáng tiếc truyền thuyết bể khổ không dựng dục ra vật phẩm quy tắc trí đạo nhưng mà hắn hoàn toàn có thể lợi dụng lại tài nguyên như truyền thuyết cổ nhà thạch truyền thuyết cổ sa tinh để hối đoái vật phẩm quy tác trí đạo danh sách thứ hai phẩm chất thấp với các nguyên lão hắn nghĩ rằng nhất định sẽ có nguyên lão giao dịch với hắn diệt thiên tuyên bố nhiệm vụ tại trí cao thiên điện dùng truyền thuyết cổ nhà thạch giao dịch vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ hai phẩm chất thấp giao dịch cụ thể gặp mặt thương lượng nhiệm vụ này chính là giao dịch cùng với các nguyên lão các nguyên lão nhất định sẽ biết được liền xem ai sẽ giao dịch với hắn quả nhiên không bao lâu thời gian liền có một vị nguyên lão liên lạc diệp thiên diệp thiên cùng với nguyên lão hải lão gặp mặt hải lão ngài muốn giao dịch truyền thuyết cổ nha thạch của ta hải lão gật gật đầu truyền thuyết thể của ta cách thuế biến chỉ còn một bước nhưng tài nguyên trên tay không đủ mà truyền thuyết cổ nha thạch hữu dụng đối với ta hú hồ ta cũng đích xác nắm giữ vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ hai phẩm chất thấp một kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ hai có thể hối đoái bao nhiêu truyền thuyết cổ nha thạch diệp thiên nói ra giá tiền của mình một kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ hai phẩm chất thấp có thể hối đoái 100 khối truyền thuyết cổ nha thạch hải lão cũng vô cùng dứt khoát không có yêu cầu tăng giá trực tiếp giao dịch với diệp thiên rất nhanh hải lão liền đi tới cứ điểm đông dạ hoàn thành giao dịch với diệp thiên tiếp đó rời khỏi cứ điểm đông dạ trở về bế quan đường đường một vị nguyên lão vậy mà chỉ có một kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ hai phẩm chất thấp có thể thấy được vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ hai là thật sự hiếm thấy cho dù là phẩm chất thấp cũng không dễ dàng tìm được không lâu sau đó lại có một vị nguyên lão giao dịch với hắn cứ như vậy diệp thiên liền thu được càng ngày càng nhiều vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ hai phẩm chất thấp diệp thiên tiếp tục dung nhập pho tượng tiên thiên nguyên bảo tiếp đó lĩnh hội vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ hai bây giờ hắn đã giao dịch 6 kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ hai trong đó có hai kiện ẩn chứa danh sách thứ hai bản nguyên quy tắc trí đạo rất nhiều có khả năng cao có thể lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ hai đến 10 thành cảnh giới tuế nguyệt như thời đưa thời gian thấm thoát trong bất trì bất giác lại là năm tháng dài đằng đẵng qua đi theo một kiện lại một kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ hai phẩm chất thấp tiêu hao hết quy tắc trí đạo danh sách thứ hai của diệp thiên dần dần đạt đến mười thành cảnh giới viên mãn quy tắc trí đạo danh sách thứ hai viên mãn diệp thiên rất kích động thực lực của hắn bây giờ lại mạnh mẽ hơn rất nhiều hơn nữa kim thiền truyền thuyết thể của hắn cũng đã sắp tăng lên đến cảnh giới viên mãn một khi viên mãn hắn liền phải chuẩn bị tu luyện môn truyền thuyết thể trí cường thứ năm lại là một đoạn thời gian dài rằng giặc trôi qua kim thiền truyền thuyết thể của diệp thiên đã đạt đến cảnh giới viên mãn hắn chuẩn bị tu luyện môn truyền thuyết thể trí cường thứ năm môn truyền thuyết thể trí cường thứ năm liền lựa chọn truyền thuyết thể của ám dạ cổ tích diệp thiên lấy ra truyền thuyết chi huyết trí cường của ám dạ cổ tích há miệng nuốt vào tiếp đó chậm rãi luyện hóa nó thời gian dần qua hắn thu được phương pháp tu luyện cổ tích truyền thuyết thể trong truyền thuyết thể trí cường của ám dạ cổ tích sau đó hắn thôi động truyền thuyết huyết bảo hấp thu đủ loại tài nguyên để tu luyện cổ tích truyền thuyết thể sau một khoảng thời gian cổ tích truyền thuyết thể cũng tu luyện đến nhập môn năm môn truyền thuyết thể trí cường thực lực của ta bây giờ đã đạt đến trình độ không có cách nào tưởng tượng nếu lại tu luyện cổ tích truyền thuyết thể đến cảnh giới viên mãn e rằng một tay liền có thể oanh sát nguyên lão thông thường bất quá hiện tại hắn ở vào một loại tình cảnh rất lúng túng thứ nhất chính là truyền thuyết chi huyết trí cường đã sắp hết hơn nữa hắn còn phải lưu một phần cho con trai mình cho nên hắn cần rất nhiều truyền thuyết chi huyết trí cường thứ hai chính là phải nghĩ biện pháp thu được một kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất phẩm chất thấp nhưng e rằng rất khó thu được đoán chừng cũng chỉ có trong tay mười mấy vị nguyên lão đỉnh tiêm liên minh tiên thiên nguyên vực mới có thể sẽ có. Thế nhưng những nguyên lão này, rất nhiều thứ đều coi thường, cũng không khả năng giao dịch với hắn. Vẫn là phải nghĩ biện pháp thu được càng nhiều truyền thuyết chi huyết trí cường về phần vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất. Sau này hãy nói. Sau đó, Diệp Thiên liền thu thập tin tức liên quan tới truyền thuyết chi huyết trí cường đầu tiên, liên minh tiên thiên nguyên vực là không thể nào giao dịch được. Các đại thế lực đều thiếu, coi như thu được, cũng sẽ nhanh chóng dùng hết gần như không có khả năng lấy ra giao dịch trải qua Diệp Thiên lần lượt nhanh ngóng. Còn thật sự biết được một chỗ có thể tồn tại sinh vật cấp truyền thuyết trí cường nơi này chính là đệ lục bảo địa truyền thuyết hư vực, truyền thuyết hạ uyên trong truyền thuyết hạ uyên liền có không ít sinh vật cấp truyền thuyết sinh hoạt, nhưng không có trí đạo cảnh truyền thuyết dám vào truyền thuyết hạ uyên. Chỉ vì truyền thuyết hạ uyên vào tuế nguyệt vô cùng cổ lão trước đó sinh ra một đầu sinh vật cấp truyền thuyết vô cùng kinh khủng, thực lực của đối phương đạt đến cấp nguyên lão, hơn nữa còn không phải nguyên lão thông thường lấy sức một mình cải biến quy tắc truyền thuyết hà uyên đầu sinh vật kia có thể điều động toàn bộ lực lượng truyền thuyết hà uyên ở bên trong truyền thuyết hà uyên nguyên lão đỉnh tiêm cũng đều sẽ bị đối phương chấn sát liên minh tiên thiên nguyên vực cùng với một phương trí đạo hư ma đều muốn dẫn dụ đầu sinh vật cấp truyền thuyết kia đi ra nhưng đối phương chính là không ra cho nên liên minh tiên thiên nguyên vực cùng với trí đạo cảnh truyền thuyết trí đạo hư ma cũng không dám đi vào đầu sinh vật cấp truyền thuyết kia cũng sẽ không phù hộ sinh vật cấp truyền thuyết khác hắn nếu như tiến vào giết các sinh vật cấp truyền thuyết khác cũng sẽ không có vấn đề gì. Trí đạo cảnh truyền thuyết cùng với trí đạo hư ma, một khi đi vào, liền sẽ bị đối phương cảm ứng được, nhưng chỉ cần ta ngưng kết một cỗ thân thể phòng chế sinh vật cấp truyền thuyết sau đó đi vào, vậy thì không có vấn đề gì. Vậy thì đi một chuyến đến truyền thuyết Hà Uyên, Diệp Thiên rời khỏi cứ điểm đông dạ. Tiếp đó một đường không ngừng xuyên thẳng qua Diệp Thiên đi tới truyền thuyết Hà Uyên, truyền thuyết Hà Uyên phảng phất như là một vị nhân vật vô thượng đáng sợ, vuông một kiếm xé rách một đường vết rách tại hư vực vậy lúc này truyền thuyết hà uyên thời thời khắc khắc tàn ra khí tức đáng sợ khiến cho diệp thiên cũng đều có chút kinh hãi không hổ là truyền thuyết Hạ uyên diệp thiên tán dương hắn cũng sẽ không nếm thử đi vào nếu không sẽ kinh động đầu sinh vật cấp truyền thuyết kia vậy thì không ổn đầu sinh vật cấp truyền thuyết kia bình thường đoán chừng đang ngủ say hoặc tu luyện không kinh động nó vậy thì có thể vụng trộm lẫn vào nếu kinh động bị đối phương chú ý đó mới là đại không ổn liền ngưng kết vạn huyết kim viên diệp thiên rất nhanh liền ngưng tụ ra thân thể phòng chế vạn huyết kim viên sau đó hắn dùng quy tắc trí đạo danh sách thứ hai rèn luyện cỗ thân thể này khí tức không ngừng tăng cường vẫn là đi vào trước đi thân thể phòng chế vạn huyết kim viên của Diệp Thiên Tiến vào truyền thuyết Hà Uyên một cỗ dao động đào qua thân thể của hắn nhưng cũng không có đả thương được hắn đây chính là cơ chế kiểm soát tại truyền thuyết Hà Uyên kiểm soát được ta là sinh vật cấp truyền thuyết cũng sẽ không dẫn phát sát trận hắn xuyên thẳng qua truyền thuyết Hà Uyên dọc theo đường đi gặp được không ít sinh vật cấp truyền thuyết ở đây quả nhiên là thiên đường của sinh vật cấp truyền thuyết nhưng thực lực của rất nhiều sinh vật cấp truyền thuyết đều thập phần cường đại hắn muốn xử lý sinh vật cấp truyền thuyết trí cường nhất thiết phải để thăng tu vi của cỗ thân thể phòng chế này hắn vốn dĩ cũng muốn trực tiếp phòng chế xích viêm tam đầu long nhưng tu vi lại không bằng đối phương không có cách nào phòng chế chỉ có thể trước tiên phòng chế vạn huyết kim viên tu vi yếu chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian liền có thể để thăng tu vi cho thân thể sinh vật cấp truyền thuyết này đến lúc đó liền có thể giết những sinh vật cấp truyền thuyết trí cường kia diệp thiên đã tìm được một chỗ khu vực tại truyền thuyết hà uyên đặt chân ở ngay chỗ tiếp đó bắt đầu tu luyện cùng lúc đó hắn cũng sẽ giao lưu cùng với những sinh vật cấp truyền thuyết khác thu thập tình báo ở nơi này theo thời gian dần qua hắn hiểu rõ đối với truyền thuyết hà uyên càng nhiều truyền thuyết hà uyên vậy mà nắm giữ hơn 100 đầu sinh vật cấp truyền thuyết trí cường diệp thiên kinh ngạc vô cùng số lượng này là rất nhiều nếu giết hết mà nói như vậy sẽ thu được hơn 100 phần truyền thuyết chi huyết trí cường mặt khác hắn còn biết được truyền thuyết hà uyên còn có một chỗ cấm khu bất luận sinh vật cấp truyền thuyết nào cũng đều không cho phép tiến vào bằng không chắc chắn phải chết đã từng có một đầu sinh vật cấp truyền thuyết trí cường thực lực vô cùng cường đại xâm nhập đi vào trực tiếp vẫn lạc đó hẳn là chỗ đầu sinh vật cấp truyền thuyết sánh ngang nguyên lão đỉnh tiêm kia bế quan diệp thiên thầm nghĩ tu vi cỗ thân thể phòng chế này của diệp thiên dần dần tăng lên hơn nữa có quy tắc trí đạo danh sách thứ hai không ngừng rèn luyện thân thể thực lực tự nhiên nhanh chóng tăng vọt lại thêm diệp thiên không ngừng cướp đoạt tài nguyên ở nơi này Đề thăng tu vi cũng không khó khăn ước chừng sau 10 vạn trí đạo kỳ nguyên. Cụ thân thể phòng chế vạn huyết kim viên này của Diệp Thiên Đề thăng tu vi tới cấp truyền thuyết hậu kỳ, tương đương với cảnh giới trí đạo cảnh truyền thuyết hậu kỳ, không sai biệt lắm. Bong vào cảnh giới quy tắc trí đạo danh sách thứ hai viên mãn của ta, giết sinh vật cấp truyền thuyết trí cường tầm thường cũng không khó. Hơn nữa, hắn cũng đã nghe ngóng sau những sinh vật cấp truyền thuyết trí cường kia. Hắn trước tiên tìm một đầu yếu nhất tại một chỗ truyền thuyết hạ nguyên đây là lãnh địa của sinh vật cấp truyền thuyết trí cường long hầu. Mà Diệp Thiên lại là lén lèn vào nơi đây Diệp Thiên trực tiếp tập sát Long Hầu tu vi của Long Hầu mới chỉ là truyền thuyết cấp hậu kỳ, thực lực là yếu nhất ở bên trong những sinh vật cấp truyền thuyết này, quy tắc trí đạo danh sách thứ hai bộc phát, trực tiếp chấn sát đối phương ngay sau đó. Diệp Thiên thu hồi thi thể Long Hầu liền chuẩn bị rời đi sau đó, hắn chuẩn bị tập sát đầu sinh vật cấp truyền thuyết trí cường thứ hai Diệp Thiên sinh vật cấp truyền thuyết trí cường thứ hai muốn giết tên là hư không cổ xà. Tu vi cũng là cấp truyền thuyết hậu kỳ, nhưng thực lực cũng chỉ hơi mạnh hơn long hầu một chút rất nhanh diệp thiên liền đi tới chỗ của hư không cổ xà lúc này. Hư không cổ xà đang ngủ trong xào huyệt thân thể hư không cổ xà thập phần to lớn. Trên thân có vô số lần phiến trong suốt, những lần phiến này tản ra tê sáng kỳ dị, ẩn chứa lực lượng phòng ngự đáng sợ hơn nữa. Mỗi một khối lần phiến đều ẩn chứa rất nhiều hư không, công kích lần phiến của nó sẽ bị tầng tầng hư không triệt tiêu cho nên chỗ cường hãn nhất của hư không cổ xà chính là phòng ngự cùng với bảo mệnh khi diệp thiên buông xuống nơi đây đưa tới một chút xíu gợn sóng thu hút sự chú ý của đầu hư không cổ xà này sinh vật cấp truyền thuyết hư không cổ xà mở hai con ngươi ra phong tỏa diệp thiên lập tức nó giận dữ trong chớp mắt công kích của hư không cổ xà buông xuống rất nhiều thời không nhao nhao về ra mà tiết điểm vô số thời không áp xúc chính là vị trí đứng diệp thiên nó muốn nhất cử ánh sát diệp thiên nhưng mà thực lực của nó so sánh với diệp thiên vẫn là chênh lệch rất nhiều phá Quy tắc trí đạo danh sách thứ hai của Diệp Thiên cứng rắn đánh vỡ vô số thời không, trượt đánh một quyền vào trên thân thể hư không cổ xà rất nhiều hư vô lân phiến trên thân thể nó đều bị đánh nát, cho dù trải qua rất nhiều hư không giảm thương, nhưng vẫn như cũ vô dụng một quyền của Diệp Thiên trực tiếp xuyên thủng thân thể của đối phương, tiếp đó công kích liên tiếp buông xuống, cứng rắn đánh nát thân thể nó hư không cổ xà, vẫn lạc, phần truyền thuyết chi huyết trí cường thứ hai tới tay, Diệp Thiên thu hồi thi thể hư không cổ xà, tiếp đó liền rời đi trong những ngày tiếp theo. Diệp Thiên không ngừng tập sát từng đầu sinh vật cấp truyền thuyết trí cường, ước chừng giết sáu đầu. Lúc này mới chuẩn bị đưa sáu cỗ thi thể này ra ngoài dù sao, vạn nhất bị đầu sinh vật cấp truyền thuyết sánh ngang nguyên lão đỉnh tiêm kia phát hiện ra, vậy thì sẽ thất bại trong gang tức tại lối vào truyền thuyết hà nguyên thân thể phòng chế vạn huyết kim viên của Diệp Thiên thành công đi ra từ bên trong tiếp đó. Hắn giao sáu cỗ thi thể sinh vật cấp truyền thuyết trí cường cho thân thể phòng chế chân thân của mình tiếp đó nhanh chóng đưa về cứ điểm đông dạ thân thể phòng chế vạn huyết kim viên của diệp thiên lại trở về truyền thuyết hà uyên vèn vẹn chỉ là sáu phần truyền thuyết chi huyết trí cường hắn tự nhiên là chứng mắt cho nên hắn cần càng nhiều truyền thuyết chi huyết trí cường hơn hắn còn có thể thuận tiện giết chết càng nhiều sinh vật cấp truyền thuyết đỉnh cấp cùng với sinh vật cấp truyền thuyết phổ thông thu thập một lượng lớn truyền thuyết chi huyết đỉnh cấp cùng với truyền thuyết chi huyết phổ thông tại tuế nguyệt vô cùng cổ lão liên minh tiên thiên nguyên vực thu thập truyền thuyết chi huyết đỉnh cấp cùng với truyền thuyết chi huyết phổ thông chắc chắn hết sức dễ dàng chỉ có điều truyền thuyết hạ nguyên sau khi sinh ra sinh vật cấp truyền thuyết kinh khủng kia lúc này mới trở nên khó khăn truyền thuyết chi huyết diệp thiên thu thập được tự nhiên là càng ngày càng nhiều sau này nhân tộc là không cần buồn dầu vì truyền thuyết chi huyết bất quá ngay vào thời điểm diệp thiên giết 29 đầu sinh vật cấp truyền thuyết trí cường lại đưa ra ngoài liền muốn tiếp tục giết chóc sinh vật cấp truyền thuyết trí cường một cỗ khí tức kinh khủng đến mức khiến cho hắn tuyệt vọng buông xuống ở phụ cận thân thể phòng chế vạn huyết kim viên xuất hiện một đầu kim ô kinh khủng hai con mắt màu vàng óng gắt gao nhìn chằm chằm diệp thiên truyền thuyết của ô khí tức của đối phương quá kinh khủng siêu việt xa xa nguyên lão tầm thường hơn nữa hắn không có cách nào nhúc nhích trực tiếp bị khóa cứng vạn huyết kim viên người ở trong đoạn tuế nguyệt này giết nhiều sinh vật cấp truyền thuyết như vậy còn đưa ra khỏi truyền thuyết hà uyên hơn nữa người cũng không phải là sinh vật cấp truyền thuyết truyền thuyết hà uyên chắc hẳn ngươi là sủng vật của những gia hỏa đáng giận ngoại giới kia thân là sinh vật cấp truyền thuyết lại đi nương nhờ những tên kia người đáng chết ngay sau đó cỗ thân thể phòng chế này của diệp thiên bốc cháy trong nháy mắt hóa thành cho tàn ở bên ngoài truyền thuyết hạ uyên diệp thiên khẽ nhíu mày đáng tiếc cư nhiên bị phát hiện ra hơn nữa thu hút sự chú ý của truyền thuyết cổ ô coi như lại phòng chế sinh vật cấp truyền thuyết khác tiến hành lèn vào cũng sẽ bị phát hiện ra quên đi cần phải đi diệp thiên quay trở về cứ điểm đông dạ diệp thiên liền chuyên môn tu luyện truyền thuyết thể trí cường năm tháng dài đằng đẵng sau đó hắn thành công tu luyện cổ tích truyền thuyết thể đến cảnh giới viên mãn liền bắt đầu tu luyện môn truyền thuyết thể trí cường thứ bảy kế tiếp hắn liền nhiều tu luyện thêm một chút truyền thuyết thể trí cường xem bản thân có thể luyện thành bao nhiêu truyền thuyết thể trí cường nhân tộc thánh điện vô cùng náo nhiệt diệp thiên mang rất nhiều truyền thuyết chi huyết đến nơi đây để cho cường giả nhân tộc hối đoái chỉ có điều yêu cầu hối đoái rất cao trí đạo cảnh cửu trọng nhân tộc khó mà hối đoái được nhân tộc có một vị thiên tài mới thăng cấp diệp vô ngân đi tới nhân tộc thánh điện diệp vô ngân là hậu duệ của diệp tinh thần thuộc về hậu nhân không biết bao nhiêu đời nhưng thiên phú cũng rất cao đạt được diệp tinh thần vun trồng bây giờ tu vi cũng đạt tới trí đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong bất quá y đi chỉ là con đường phổ thông y cũng không có nội tình đi con đường trí đạo trí cường bây giờ y đã góp nhặt thật nhiều điểm công hiến tới hối đoái vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ tư cùng với một phần truyền thuyết chi huyết y hối đoái thành công sau đó diệp vô ngân liền đi bế quan tu luyện sau một khoảng thời gian diệp vô ngân lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ tư lại thành công đột phá đến trí đạo cảnh truyền thuyết mà trong tuế nguyệt sau đó Chí đạo cảnh truyền thuyết của nhân tộc càng ngày càng nhiều, tuy nói cũng là chí đạo cảnh truyền thuyết phổ thông, nhưng tốc độ số lượng gia tăng quá nhanh phải biết, như nhóm thế lực tu tộc, kiếm tộc, tần tộc, cũng là trải qua vô số năm tháng, trải qua không biết bao nhiêu ngàn tỷ chí đạo kỳ nguyên mới góp nhặt nhiều chí đạo cảnh truyền thuyết như vậy, mà nhân tộc ở trong khoảng thời gian ngắn liền sinh ra nhiều chí đạo cảnh truyền thuyết như vậy, tin tức truyền ra. Các thế lực khác nhau nhau không ngừng hâm mộ tại chỗ sâu nhân vực trong một cung điện vĩ đại Diệp Thiên ở với vợ ở đây Diệp Tinh Thần tới bái kiến phụ thân Diệp Thiên. Phụ thân, nhân tộc bây giờ đã sinh ra 20 vị trí đạo cảnh truyền thuyết, có phải nên đặt tài nguyên thích hợp với trí đạo cảnh truyền thuyết ở nhân tộc Thánh Điện để cho bọn Hán đi hối đoái? Diệp Tinh Thần hỏi, đích xác cần đặt những tài nguyên kia ở nhân tộc Thánh Điện. Diệp Thiên tiện tay lấy ra một đống tài nguyên, giao cho Diệp Tinh Thần. Tinh Thần, ngươi liền đặt những tài nguyên này ở nhân tộc Thánh Điện. Nhớ kỹ, vẫn như cũ cần điểm cống hiến đầy đủ cao mới có thể hối đoái không thể cho không vào không lâu sau khi diệp tinh thần đi diệp thiên bỗng nhiên thu được đưa tin đến từ tô uyên tô uyên nguyên lão tìm ta còn bảo ta đi trụ sở liên minh tiên thiên nguyên vực một chuyến diệp thiên lập tức để cho một cỗ thân thể phòng chế của chính mình đi qua hẳn là chuyện lớn bằng không sẽ không bảo hắn tự mình đi đến trụ sở liên minh tiên thiên nguyên vực tại trụ sở liên minh tiên thiên nguyên vực diệp thiên đến nơi này gặp được từng vị nguyên lão tô uyên nguyên lão cũng có ở nơi này bất quá sắc mặt của lão có chút tái nhợt tựa hồ bị thương không nhẹ. Tô Uyên Nguyên lão, ngươi sao vậy? Tô Uyên mỉm cười nói, không có việc gì, chỉ là vì phục sinh cháu của ta, bị phản phệ mà thôi, cho đến nay còn chưa có khôi phục, phục sinh. Diệp Thiên hiểu được, đối phương bị phản phệ cũng không nhẹ, cần tuế nguyệt dài đằng đẵng mới có hy vọng khôi phục lại. Đoán chừng Tô Uyên Nguyên lão mượn nhờ nguyên thủy giới hoa giao dịch với hắn, lúc này mới có nắm chắc thành công phục sinh cháu của lão cho nên, hắn cũng không có hỏi nhiều nhưng mà, Tô Uyên đang chữa thương cũng đều bị gọi tới, tất nhiên là chuyện lớn ngay cả tô uyên cũng đều không thể không xuất quan mà diệp thiên cũng nhìn thấy tô hà đối phương cũng tới còn có nhiều vị nguyên lão đều lần lượt đi đến trụ sở liên minh tiên thiên nguyên vực tô uyên nguyên lão rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng tô uyên nguyên lão lại nói diệp thiên đợi lát nữa liền biết nghe vậy diệp thiên cũng không có hỏi lại ngoại trừ hắn ra chỉ còn mười mấy vị trí đạo cảnh truyền thuyết cũng là tồn tại gần như vô địch tại trí đạo cảnh truyền thuyết có một số thậm chí ngay cả hắn cũng đều chưa từng gặp qua đã bế quan vô số năm tháng kết quả cũng đều xuất quan sau khi mọi người đến đông đủ một vị nguyên lão xuất hiện bái kiến nguyên lão đệ nhất đông đảo nguyên lão nhao nhao cung kính nói diệt thiên cũng hô theo nhưng trên thực tế hắn cũng là lần đầu tiên gặp vị nguyên lão đệ nhất này vị nguyên lão đệ nhất này chính là những một trong người thành lập liên minh tiên thiên nguyên vực cũng là nguyên lão cổ lão nhất thực lực cụ thể đạt đến tầng thứ gì ai cũng không rõ ràng nguyên lão đệ nhất là một loại sinh mệnh đặc thù đàn sinh ở bên trong hư vực về sau mới đi đến liên minh tiên thiên nguyên vực trợ giúp liên minh tiên thiên nguyên vực phát triển cho nên Nguyên lão đệ nhất cũng không có tộc đàn liên lụy, một mình lão chính là một cái tộc đàn cho nên nguyên lão đệ nhất mới chế định một loạt chính sách tương đối hữu hảo đối với kẻ yếu. Bằng không liên minh tiền thiên nguyên vực đã sớm bị những tộc đàn kỳ trưởng khống nguyên lão đệ nhất sau khi tới nói các vị sự tình có chút đột nhiên, có một số nguyên lão thậm chí đang ở bên trong chuyện rất trọng yếu cũng bị ta gọi trở về, nhưng chuyện này quá trọng yếu cho nên mới đều gọi các người tói nhóm trí đạo cảnh truyền thuyết không rõ chân tướng sự tình còn đang lắng nghe. Muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nguyên lão đệ nhất tiếp tục nói. Cách đây không lâu, cổ uyên giới hiện thân, có lẽ trong các người có một số người không biết về cổ uyên giới, ta liền nói cho các người một chút. Bên trong cổ uyên giới ẩn chứa rất nhiều cơ duyên, cổ uyên giới xuất thế lần trước, đã bồi dưỡng ra nguyên lão đệ thập, nguyên lão đệ thập nhất, nguyên lão đệ thập nhị cùng với nguyên lão đệ thập lục cho liên minh tiên thiên nguyên vực, còn bồi dưỡng nhiều vị nguyên lão đỉnh tiêm bên trong cổ uyên giới không chỉ có ẩn chứa tiên thiên nguyên bào mà còn là nhiều kiện còn ẩn chứa rất nhiều vật phẩm quy tắc trí đạo thậm chí là vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất đương nhiên quan trọng nhất là cổ uyên giới còn tồn tại một món bảo vật cổ uyên quả bây giờ cổ uyên quả cũng đã thành thục cổ uyên quả có một thành tỷ lệ trợ giúp loại tồn tại như ta tiếp tục đột phá cũng sẽ trợ giúp ma tồn đệ nhất ma đệ nhất mạch của trí đạo hư ma khi đột phá thực lực của gã vốn là ở trên ta gã nếu như đột phá toàn bộ liên minh tiên thiên nguyên vực chúng ta đều sẽ bị phá hủy vừa nghe được lời này sắc mặt của tất cả nguyên lão đều kịch biến nếu như thật sự bị trí đạo hư mà cướp đoạt được cổ uyên quả như vậy liên minh tiên thiên nguyên vực liền nguy hiểm nguyên lão đệ nhất ngài là muốn chúng ta cướp đoạt cổ uyên quả một vị nguyên lão hỏi nguyên lão đệ nhất lắc đầu tự nhiên không phải các ngươi cho dù cướp đoạt được cổ uyên quả mà tôn đệ nhất cũng sẽ không để cho ta có cơ hội luyện hóa tuyệt đối là dốc toàn lực xâm lấn liên minh tiên thiên nguyên vực thậm chí gã đều sẽ đích thân động thủ một khi như thế một phương chí đạo hư ma có lẽ sẽ trọng thương chỉ còn lại một số ít chí đạo hư ma nhưng chúng ta sẽ diệt phong các nguyên lão khác không có phản bác liên minh tiền thiên nguyên vực bọn hắn đích xác ở vào yếu thế không dám thật sự nhấc lên dạng chiến tranh diệt tộc này như vậy ý tứ của nguyên lão đệ nhất là gì lại có một vị nguyên lão hỏi không tức bất cứ giá nào phá hủy cổ uyên quả nguyên lão đệ nhất cũng là hơi động tâm nói ai không muốn đột phá chứ nhưng mà lão biết mình không có cơ hội đạt được cổ uyên quả thà rằng như vậy, còn không bằng phá hư nó, để cho tất cả mọi người đều không có hy vọng đột phá. Nguyên lão đệ nhất, nguyên lão tự hồ không có cách nào tiến vào cổ uyên giới. Nguyên lão đệ nhất mỉm cười nói, ta tự nhiên biết nguyên lão các ngươi vì sao muốn tiến vào cổ uyên giới, nhưng đánh đổi khá nhiều, vẫn là có thể che đậy quy tắc cổ uyên giới, để cho nguyên lão tiến vào bên trong, chỉ có điều không có cách nào chờ ở bên trong thời gian quá dài, hơn nữa không thể chiến đấu toàn lực, sau một quãng thời gian, vẫn sẽ bị bài xích đi ra nói xong, nguyên lão đệ nhất lấy ra một kiện vật phẩm đây là thiên cơ lệnh ta luyện chế vận dụng vô số tài liệu chân quý chỉ vì lần này nhưng chỉ có thể để cho trí đạo cảnh thần thoại sơ kỳ tiến vào trí đạo cảnh thần thoại trung kỳ liền không có cách nào lợi dụng thiên cơ lệnh tiến vào nguyên lão đệ nhất nói tu vi cảnh giới của nguyên lão liền xưng là trí đạo cảnh thần thoại giống như mấy vị nguyên lão tô uyên cũng là trí đạo cảnh thần thoại sơ kỳ muốn đạt đến trí đạo cảnh thần thoại trung kỳ là rất khó khăn cho nên rất nhiều nguyên lão cũng là tu vi này là có thể mượn nhờ thiên cơ lệnh đi vào các vị, ta tổng cộng chỉ luyện chế ra 26 tấm thiên cơ lệnh, sẽ do 20 vị nguyên lão trí đạo cảnh thần thoại sơ kỳ mạnh nhất trong các ngươi đi vào. Đây là mệnh lệnh, nguyên lão đệ nhất ra lệnh việc này quan hệ đến sinh tử tồn vong của liên minh tiên thiên nguyên vực. Lão không cho phép lúc này còn có nguyên lão vì giữ tính mạng mà trốn ở sau lưng nếu như vậy. Lão không ngại tự tay chém giết đối phương Tô Hà đứng ra nói Tô Uyên muốn ngăn cản, nhưng cũng biết Tô Hà đích xác có thực lực, coi như không đi, cũng sẽ bị lựa chọn từng vị từng vị nguyên lão cũng đứng ra mà có một số nguyên lão không muốn đứng ra, cũng bị nguyên lão đệ nhất điểm danh mà ai mạnh ai yếu, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều biết, muốn giấu giếm cũng là không được chỉ chốc lát thời gian sau, 20 vị nguyên lão đã được chọn ra, thực lực của nguyên lão sẽ bị áp chế, trí đạo cảnh truyền thuyết đứng đầu nhất cũng phải đi vào, hơn 10 người được tuyển chọn các người cũng nhất thiết phải đi vào. Nguyên lão đệ nhất nhìn chăm chăm bọn người hơn 10 vị trí đạo cảnh truyền thuyết diệp thiên gia lệnh nhóm trí đạo cảnh truyền thuyết diệp thiên đáp, nguyên lão đệ nhất ta có thể điều động sáu cỗ phân thân đi vào hay không? Cho phép, nguyên lão đệ nhất đáp đối với nguyên lão đệ nhất. Nhóm trí đạo cảnh truyền thuyết diệp thiên chỉ là tăng thêm một chút hy vọng, chân chính vẫn là phải dựa vào những nguyên lão này. Những nguyên lão này riêng phần mình cầm một tấm thiên cơ lệnh, mà bọn người diệp thiên cũng đã chuẩn bị xong nguyên lão đệ nhất từ mình hộ tống đi qua. Để cho những nguyên lão này cùng với hơn 10 vị trí đạo cảnh truyền thuyết diệp thiên đi tới cổ uyên giới mà cổ uyên giới cách liên minh tiên thiên nguyên vực rất xa xôi, cho dù là nguyên lão đệ nhất, cũng phải tốn không ít thời gian mới có thể đưa bọn họ tới trên bảo tọa vĩ đại một đầu trí đạo hư ma toàn thân đen như mực trên đầu có sáu cái sừng màu đen ngồi ở phía trên gã chính là ma tôn đệ nhất ma cổ nhất mạch ma cổ ma cổ nhất mạch trí đạo hư ma cơ hồ cũng là gã căn cứ vào huyết dịch của chính mình sáng tạo dần dần phát triển mở rộng trở thành ma cổ nhất mạch bây giờ ra ma cổ nhất mạch cùng với rất nhiều ma tôn ma chủ đỉnh tiêm mạch khác đều hội tụ ở đây cổ uyên giới xuất hiện bản ma tôn nắm chắc phần thắng đối với cổ uyên quả nếu đạt được cổ uyên quả bản ma tôn liền có thể tiếp tục tiến thêm một bước. Đây là 32 tấm ma cổ lệnh bản ma tôn luyện chế, có thể để cho 30 vị ma tôn thần thoại sơ cấp tiến vào, liền chọn 32 vị ma tôn các ngươi, đơn này đi vào đi. Ma cổ ra lệnh, 32 vị ma tôn kia không dám phản bác chút nào, nhào nhào đáp, vâng, ma tôn đệ nhất đại nhân, ma chủ đứng đầu, cũng đi vào toàn bộ cho ta, ma cổ ra lệnh hơn 10 vị ma chủ kia, cũng đều không dám phản kháng, cho dù biết đi vào sẽ rất dễ tử vong nhưng cũng nhất định phải đi vào nếu như không đi vào ma cổ liền sẽ chấn sát bọn hắn tại chỗ một phương trí đạo hư ma nhưng không có nhân từ như liên minh tiên thiên nguyên vực bọn hắn muốn giết ai liền giết người đó nhất thiết phải không tiếc bất cứ giá nào thu hoạch cổ uyên quả cho ta nếu trí đạo hư ma truyền thuyết thu được cổ uyên quả sẽ có thể trở thành ma tôn hơn nữa còn là ma tôn đỉnh tiêm nếu ma tôn thu được cổ uyên quả sẽ có thể trở thành ma tôn trong mười hạng đầu ma cổ bảo đàm nói đông đảo ma tôn biết ma tôn đệ nhất chưa từng nói đùa nói giết ai liền giết, nhưng cũng nói cho chỗ tốt liền cho chỗ tốt cho nên, bọn hắn bây giờ vô cùng kích động, nếu thu được cổ uyên quả, hiến tặng cho ma tôn đệ nhất, chính mình liền sẽ trở thành ma tôn 10 hạng đầu, thực lực sẽ kinh khủng bậc nào, dù sao ma tôn 10 hạng đầu, ngoại trừ ma tôn đệ nhất ma cổ. Thực lực của chín vị ma tôn khác sai biệt không lớn ma tôn đệ nhất ma cổ đưa những ma tôn cùng với ma chủ đình tiêm này đi tới cổ uyên giới gã và nguyên lão đệ nhất cũng là không sai biệt lắm cùng một thời gian cảm ứng được cổ uyên giới hiện thân tiếp đó lập tức triệu tập thủ hạ khoảng cách cổ uyên giới cũng là xa như vậy không xa biệt lắm cùng một thời gian đến cổ uyên giới ma tôn đệ nhất ma cổ cùng với những ma tôn này đều rời khỏi nơi đây đi tới cổ uyên giới theo tuế nguyệt trôi qua sau một khoảng thời gian nguyên lão đệ nhất cùng với ma tôn đệ nhất đều đi tới cổ uyên giới cơ hồ xem như đồng thời đến nơi đây đi vào đi bạn đang xem siêu cấp yêu nghiệt tại kênh youtube di các phim nguyên lão đệ nhất vung tay lên nhóm trí đạo cảnh truyền thuyết diệp thiên cùng với các nguyên lão nhao nhau rơi vào trong cổ uyên giới mà đổi thành một bên ma tôn đệ nhất cũng là như thế trực tiếp ném những ma tôn này cùng với ma chủ vào nguyên liên minh tiên thiên nguyên vực các người chỉ đưa bọn hắn vào số lượng quá ít người cho rằng người có thể cướp đoạt được cổ nguyên quả sao ma tôn đệ nhất cười lạnh nói ma cổ cũng chưa biết chừng nguyên lão đệ nhất thời thời khắc khắc cảnh giác lão mặc dù đánh không lại ma cổ nhưng cũng có thủ đoạn làm bị thương ma cổ hơn nữa chạy trốn là không có vấn đề gì nếu lão liều mạng cũng có thủ đoạn trọng thương ma cổ mà ma cổ tuyệt đối không dám bị lão trọng thương dù sao mười vị ma tôn trí đạo hương ma khác cũng đang chờ cơ hội, nói không chừng liền sẽ vây giết ma cổ bị thương nặng dù sao ma cổ quá bá đạo, ma tôn nhìn gã khó chịu chắc chắn có không ít chỉ có điều ma cổ thời kỳ toàn thịnh quá kinh khủng. Ma tôn mười hạng đầu liên thủ cũng đều không phải là đối thủ của gã tại cổ uyên giới diệp thiên vừa mới tiến vào, liền cảm nhận được áp chế sáu cỗ thân thể phòng chế của hắn phân tán ra, không thể tụ tập cùng một chỗ, bằng không một khi gặp phải nguy hiểm, sẽ vô cùng có khả năng vẫn lạc từng vị từng vị nguyên lão đều phân tán rời đi đi tìm cổ uyên quả cổ uyên quả sinh trưởng ở trên cổ uyên giới thụ mà cổ uyên giới thụ cũng là một loại sinh linh hệ thực vật là có thể di động ai cũng không rõ ràng vị trí của nó ở đâu cho nên nguyên lão đệ nhất cũng chỉ là để bọn hắn đi vào tìm kiếm chứ không có cách nào đưa ra vị trí chính xác nguyên lão đệ nhất nói cổ uyên giới có rất nhiều cơ duyên vật phẩm quy tắc trí đạo tiên thiên nguyên bảo cơ duyên rất nhiều hy vọng có thể nhiều thu được mấy món tiên thiên nguyên bảo cùng với thu được vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất ở đây Diệp Thiên âm thầm mong đợi nói hắn liền gặp phải một đầu sinh vật cấp truyền thuyết, hơn nữa là sinh vật cấp truyền thuyết thực lực sánh ngang nguyên lão. Không, loại sinh vật này nên gọi là sinh vật cấp thần thoại. Chỉ có điều, rất nhiều trí đạo cảnh căn bản cũng không biết cảnh giới nguyên lão xưng là gì. Hơn nữa sinh vật cấp truyền thuyết nổi danh hơn, cho nên mới không có trí đạo cảnh nào xưng hô sinh vật cấp thần thoại trên thực tế. Bá chủ tại truyền thuyết Hạ Uyên cũng chính là một đầu sinh vật cấp thần thoại đỉnh tiêm giao lân huyết mãng đây là tên của đầu sinh vật cấp thần thoại này. Thực lực của nó vô cùng cường hãn, coi như là nguyên lão bình thường gặp phải nó cũng không phải là đối thủ diệp thiên không sợ chút nào từng môn truyền thuyết thể trí cường được diệp thiên thôi động lực lượng quy tắc trí đạo danh sách thứ hai viên mãn bộc phát chém giết với nó diệp thiên chém giết với dao lần huyết mãng hoàn toàn áp chế đối phương sinh vật cấp thần thoại lại như thế nào vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn rất nhanh diệp thiên liền chém giết đầu dao lần huyết mãng này chỉ tiếc là thần thoại chi huyết năng lượng quá hùng hậu siêu việt xa xa truyền thuyết chi huyết trí đạo cảnh cửu trọng là không có cách nào luyện hóa nếu không sẽ bạo thể mà chết giá trị cũng không lớn. Diệp Thiên lắc lắc đầu nói nếu là thần thoại chi huyết trí cường mà nói, hắn ngược lại là có nắm chắc luyện hóa, nhưng đây vẻn vẹn chỉ là thần thoại chi huyết phổ thông, hắn cũng chướng mắt bất quá, nếu xem nó như tài nguyên phổ thông để thăng cấp tu vi, vậy cũng có thể tiếp tục tìm kiếm cổ uyên quả cùng với bảo vật khác. Diệp Thiên tiếp tục đi tới theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên gặp phải phiền phức không ít tại cổ uyên giới, nhưng cũng tìm được không ít tài nguyên lại còn tìm được một kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ hai phẩm chất trung đẳng cùng với hai kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ hai phẩm chất thấp chỉ tiếc hắn vẫn là không có tìm được vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất cùng với tên thiên nguyên bảo tìm được thứ đồ chơi này phải cần vận khí về phần cổ uyên quả hắn càng là nửa điểm cái bóng cũng không có nhìn thấy bất quá hắn cũng không có gấp cổ uyên giới không có biến mất nhanh như vậy hắn còn có đầy đủ thời gian đi tìm diệp thiên gặp phải một vị ma tôn đây vẫn là lần đầu diệp thiên đụng phải ma tôn có không ít ma tôn tiến vào cổ uyên giới đụng phải ma tôn tự nhiên vô cùng bình thường mà vị ma tôn này chính là huyết hồ ma tôn của thiên huyết nhất mạch còn có chút ngọn nguồn cùng với diệp thiên hán đã từng lèn vào thiên huyết nhất mạch ám sát tử quang mà mạch chủ của thiên huyết nhất mạch chính là huyết hồ ma tôn huyết hồ ma tôn cũng nhận ra diệp thiên trước đây diệp thiên lèn vào thiên huyết nhất mạch giết chết tử quang chuyện này gã còn nhớ rõ cũng muốn giết chết diệp thiên bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội chỉ là trí đạo cảnh truyền thuyết để xem như đi con đường trí đạo trí cường ta cũng có thể giết người đương nhiên gã cũng hết sức rõ ràng đây là một trong những phân thân của diệp thiên nhưng giết thêm một cỗ phân thân cũng sẽ khiến cho diệp thiên tổn thất nặng nề tâm tình của gã cũng sẽ tốt đẹp toàn thân huyết hồ ma tôn tràn ngập quy tắc trí đạo danh sách thứ ba một tay đánh tới diệp thiên bất quá gã không có cách nào chiến đấu toàn lực nếu không sẽ không có cách nào chờ lâu tại cổ huyên giới liền sẽ bị cổ huyên giới cưỡng ép đuổi ra ngoài nhưng trong một cái chớp mắt tiếp theo gã trực tiếp trợn tròn mắt trên thân diệp thiên hiện lên từng loại truyền thuyết thể chí cường hơn nữa cũng là cảnh giới viên mãn khí tức kinh khủng bạo phát ra hơn nữa diệp thiên càng là bạo phát lực lượng quy tắc trí đạo danh sách thứ hai viên mãn một thương đâm xuống huyết hồ ma tôn trực tiếp bị đánh bay cho dù tu vi đạt đến trí đạo hư ma thần thoại sơ kỳ đỉnh phong nhưng thực lực của gã so sánh cùng với diệp thiên vẫn là kém rất nhiều một cỗ phân thân làm sao có thể có nhiều truyền thuyết thể trí cường viên mãn như vậy huyết hồ ma tôn cả kinh nói chẳng lẽ đây là bản thể của diệp thiên nghĩ đến đây có thể là bản thể của diệp thiên gã thiêu đốt lực lượng huyết mạch chém giết cùng với Diệp Thiên nếu như có thể xử lý bản thể của Diệp Thiên. Hết thầy đều đáng giá nhưng trên thực tế, đây vẻn vẹn chỉ là thân thể phòng chế của Diệp Thiên mà thôi. Hắn muốn phòng chế liền phòng chế song phương ở dưới chém giết, huyết hổ ma tôn vẫn là bị treo lên đánh liền xem như gã toàn lực ứng phó, vẫn không có tác dụng, chiến lược trình lệch không nhỏ mấu chốt là quy tắc trí đạo danh sách thứ hai của Diệp Thiên quá cường đại, đã đến cảnh giới viên mãn, huyết hổ ma tôn làm sao so được, chỉ chốc lát thời gian sau, huyết hồ ma tôn liền bị đả thương nặng thân thể huyết hồ ma tôn bị đánh xuyên vết thương không có cách nào khắp lại đó là lực lượng quy tắc trí đạo danh sách thứ hai lấy quy tắc trí đạo danh sách thứ ba của gã căn bản là không có cách xua tan lực lượng quy tắc trí đạo danh sách thứ hai sau một quãng thời gian thương thế của huyết hồ ma tôn tăng thêm ở vào trạng thái trọng thương gã sợ chuẩn bị chạy trốn nhưng mà tốc độ của gã cũng không bằng diệp thiên hoàn toàn bị treo lên đánh diệp thiên quá yêu nghiệt liên minh tiên thiên nguyên vực làm sao lại sinh ra yêu nghiệt như thế huyết hồ ma tôn tuyệt vọng đã từng có lúc diệp thiên ngay cả trí đạo cảnh truyền thuyết cũng đều không phải liền lèn vào thiên huyết nhất mạch kết quả trải qua tuế nguyệt ngắn ngủi liền đã mạnh hơn so với gã sớm biết như vậy đã liền trả giá giá thật lớn đi liên minh tiên thiên nguyên vực ám sát diệp thiên có lẽ liền có thể giết chết diệp thiên cũng sẽ không xảy ra cục diện như hôm nay diệp thiên ta muốn đồng quy vô tận với ngươi huyết hồ ma tôn thiêu đốt hết thảy sinh mệnh thì triển bí thuật tuyệt sát một đạo huyết quang đánh tới diệp thiên đạo huyết quang này phảng phất như có thể xuyên thủng thế gian vạn vật từng tầng từng tầng truyền thuyết thể trí cường của diệp thiên bị xỏ xuyên đến một tầng truyền thuyết thể trí cường cuối cùng mới bị ngăn trở thân thể của diệp thiên cũng bị đánh bay chịu một chút vết thương nhẹ nhưng ở giữa mấy hơi thở một chút thương thế này liền khôi phục một kích cuối cùng của huyết hồ ma tôn rất không tệ nếu gã có thể liên tục thi triển chiêu này ta còn thực sự không phải đối thủ của gã hắn lục soát thi thể của huyết hồ ma tôn tìm được một chút bảo vật còn có mấy kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ hai phẩm chất thấp đáng tiếc không có tiên thiên nguyên bảo diệp thiên sau khi thu hồi lại tiếp tục đi tới ở một chỗ cổ nguyên giới tô hà gặp phải phiền toái nàng vừa mới thu được một kiện tiên thiên nguyên bảo còn chưa kịp rời đi liền bị một vị ma tôn thấy được sau một ven giao thủ nàng phát hiện ra mình không phải là đối thủ bắt đầu chạy trốn ma tôn giao thủ với nàng rõ ràng là cửu huyền ma tôn ma đệ nhất mạch thành danh đã lâu tu vi mặc dù chỉ vèn vẹn là thần thoại sơ kỳ nhưng lại nắm giữ trí cường huyết mạch cùng với truyền thuyết thể trí cường hơn nữa thành công khiến cho truyền thuyết thể trí cường thuế biến thành thần thoại thể trí cường hơn nữa còn thành công thuế biến hai lần mà tô hạc ngay cả một lần thuế biến cũng chưa có đạt đến tu vi cũng chỉ là vừa mới đạt đến thần thoại sơ kỳ mà thôi cho nên thực lực của nàng không bằng cửu huyền ma tôn ở bên trong nhóm ma tôn tiến vào này thực lực của cửu huyền ma tôn tuyệt đối có thể xếp trong 10 hạng đầu thậm chí là 5 người đứng đầu tô hạc ngươi trốn không thoát cửu huyền ma tôn lạnh lùng nói rất nhanh Tô Hà một lần nữa bị đổi kịp. Sau một phen giao thủ, thân thể Tô Hà bị đánh xuyên, bị thương rất nặng ngay tại lúc Tô Hà lúc tuyệt vọng. Một đạo công kích xuyên qua tầng tầng hư không đánh về phía cửu huyền ma tôn, cửu huyền ma tôn trực tiếp bị đánh bay, nhưng cũng không có bị thương cửu huyền ma tôn tức giận rất nhanh. Gã liền phong tỏa vị trí của kẻ tập kích Diệp Thiên biết mình bị phát hiện ra, cũng không có ẩn tàng. Đi ra, Diệp Thiên, ngươi đi mau, ngươi không phải là đối thủ của gã. Tô Hà vội vàng nói, ta biết, hắn biết mình xác thực không phải đối thủ của cửu huyền ma tôn một vị ma tôn nắm giữ thần thoại thể trí cường mà còn đã thuế biến hai lần thực lực của đối phương kinh khủng bực nào hắn mặc dù trồng chất nhiều loại truyền thuyết thể trí cường nhưng cuối cùng cũng không phải là thần thoại thể nhiều lắm là sánh ngang nhục thân của nguyên lão tầm thường cũng chỉ dựa vào cảnh giới quy tắc trí đạo danh sách thứ hai viên mãn mới có thể nghiền ép nguyên lão tầm thường nhưng so với cửu huyền ma tôn thực lực vẫn là tranh lệch không ít nhưng luận thủ đoạn bảo mệnh có quy tắc trí đạo danh sách thứ hai bảo hộ thủ đoạn bảo mệnh của hắn lại lợi hại hơn tô hà một chút hơn nữa cỗ thân thể phòng chế này của hắn vẫn lạc liền vẫn lạc, ảnh hưởng không lớn nhưng Tô Hà nếu như vẫn lạc, vậy thì sẽ thật sự vẫn lạc. Tô Hà nguyên lão, người đi trước đi, ta đây là phân thân, cho dù vẫn lạc cũng không sao. Diệp Thiên nói Tô Hà biết mình đã bị thương nặng, cũng không giúp được một tay, liền đào tàu cửu huyền Ma Tôn muốn chặn lại, nhưng lại bị Diệp Thiên ngăn chặn hắn bộc phát nhiều loại truyền thuyết thể trí cường, thì hiện ra quy tắc trí đạo danh sách thứ hai cảnh giới viên mãn, sức chiến đấu bạo phát ra, cũng thực sự chấn kinh cửu huyền Ma Tôn ngươi vậy mà tu luyện nhiều truyền thuyết thể trí cường như vậy cũng đều viên mãn quy tắc trí đạo danh sách thứ hai còn đạt đến cảnh giới viên mãn cử huyền ma tôn chuẩn bị xử lý diệp thiên trước nếu như diệp thiên đột phá đến trí đạo cảnh thần thoại cử huyền ma tôn cũng không dám tìm diệp thiên phiền phức tuyệt đối sẽ bị diệp thiên miểu sát nhưng bây giờ đã cũng không sợ diệp thiên cửu huyền ma tôn không ngừng công kích diệp thiên mà diệp thiên hoàn toàn bị áp chế bất quá năng lực phòng ngự của hắn quá cường đại cứng rắn chặn công kích của cửu huyền ma tôn cho dù bị thương nhưng vẫn là có thể chống đỡ một hồi nhưng sau một quãng thời gian mà nói, hắn khẳng định vẫn là không ngăn được sau khi chém giết một thời gian dài, cỗ thân thể phòng chế này của Diệp Thiên vẫn là không có đỡ được, bị cửu huyền ma tôn chém giết, nhưng bây giờ Tô Hà không biết đã sớm chạy đi đâu, cửu huyền ma tôn tự nhiên không tìm thấy Tô Hà, Diệp Thiên, người không sao chứ, Tô Hà đưa tin Diệp Thiên trả lời, thiệt hại một cỗ phân thân, không có việc gì, đa tạ, nếu không phải người cứu ta, cũng không cần thiệt hại một cỗ phân thân, Tô Hà nói xin lỗi, Diệp Thiên, ta ở một chỗ cổ uyên giới tìm được xào huyệt của một đầu sinh vật cấp thần thoại trí cường thực lực của đầu sinh vật cấp thần thoại kia không thua gì ta ta không có cách nào chém giết nó người có tương đối nhiều phân thân có lẽ có hy vọng vây giết nó ồ vị trí nào diệp thiên đối với thần thoại chi huyết của sinh vật cấp thần thoại trí cường vẫn rất có hứng thú nhiều thêm một phần thần thoại chi huyết trí cường hắn liền có thể nhiều thêm một loại truyền thuyết thể trí cường thậm chí còn có hiệu quả tốt hơn. Trong tương lai có thể càng thêm dễ dàng hoàn thành thuế biến thành thần thoại thể trí cường thứ tốt như vậy. Nếu thuận tay có được, hắn tự nhiên vui lòng Tô Hà lập tức thông báo vị trí cụ thể Diệp Thiên liền đi qua tại một chỗ cổ uyên dưới đây là một chỗ sơn mạch. Ở sâu trong sơn mạch có một chỗ xào huyệt, bên trong có một sinh vật cấp thần thoại thực lực cường đại sinh sống một thân ảnh hiện lên, thinh linh lại là Diệp Thiên, quả nhiên là sinh vật cấp thần thoại trí cường, thái hà kim ô điều, Diệp Thiên rất nhanh ngưng tụ hai cỗ thân thể phòng chế tiếp đó bắt đầu vây công đầu thái hà kim ô điều này chém giết thảm thiết bắt đầu thực lực của đầu thái hà kim ô điều này rất cường đại không thua gì tô hà cũng chênh lệch không nhiều với thực lực của diệp thiên công kích của diệp thiên còn chưa nhất định cường đại bằng tô hà hắn chỉ là lực phòng ngự viễn siêu tô hà mà thôi cho nên đối mặt với thái hà kim ô điều ba cỗ thân thể phòng chế của diệp thiên vây công đầu thái hà kim ô điều này còn có thể kiên trì rất lâu nhưng ở trong vây công thời gian dài thái hà kim ô điều cuối cùng vẫn là không gánh được thái hà kim ô điều bị oanh giết thi thể rơi xuống xào huyệt bị diệp thiên thu vào trật diệp thiên bắt đầu lục soát xào huyệt thái hà kim ô Điểu, xem có đồ tốt gì không kết quả hắn còn thật sự phát hiện ra đồ tốt diệp thiên thấy được một khối kim loại màu đỏ thắm trên thân tản ra một cỗ khí tức quy tắc trí đạo kinh khủng đây là vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất hắn một mực tìm kiếm vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất nhưng cũng không tìm được cũng không có biện pháp giao dịch được không nghĩ tới lần này lại tìm được hắn lúc này để cho hai cỗ thân thể phòng chế ở lại nơi này Tiếp đó luyện hóa kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất này kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất bị hắn nuốt vào trong bụng, bắt đầu luyện hóa ông. Bản nguyên quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất hiện ra nhưng ngay sau đó, một ngọn lửa kinh khủng đốt cháy thân thể Diệp Thiên cho dù hắn nắm giữ nhiều loại truyền thuyết thể trí cường viên mãn, vẫn như cũ không cánh được ngọn lửa này. Thân thể dần dần đổ nát Diệp Thiên lại không thèm để ý chút nào, tiếp tục tham ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất, không mất thời gian bao lâu, thân thể của hắn liền bị đốt cháy thành cho bụi. Mà kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất kia một lần nữa rơi ở trên mặt đất đây tuyệt đối là vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất phẩm chất thấp diệp thiên khẳng định tác dụng phụ quá lớn chẳng thể trách đầu thái hà kim ô điều kia cũng không dám luyện hóa kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất này cũng là vì cảm giác được nguy cơ tử vong không dám tiến hành luyện hóa lúc này mới để ở trong nội bộ sao huyệt diệp thiên cũng không để ý dạng tác dụng phụ này hắn tiếp tục ngưng tụ một cỗ thân thể phòng chế một lần nữa lĩnh hội quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất lại rất nhanh một cỗ thân thể phòng chế của hắn bị đốt cháy thành cho bụi tiếp đó hắn tiếp tục luyện hóa tiếp tục tham ngộ diệp thiên ở dưới lần lượt lĩnh hội khoảng cách lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất càng ngày càng tiếp cận một khi lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất thực lực của hắn sẽ thuế biến đến trình độ sánh ngang cửu huyền ma tôn chém giết ở bên trong cổ uyên giới diễn ra vô cùng thường xuyên nguyên lão cùng với ma tôn đều có thiệt hại mà trí đạo cảnh truyền thuyết đỉnh tiêm cùng với ma chủ đỉnh tiêm thiệt hại càng lớn rất nhiều đều vẫn lạc mà chết trên thân diệp thiên tràn ngập ra lực lượng quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất thành công đã lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất thực lực tăng vọt diệp thiên hương phấn nói bất quá hắn vẫn tiếp tục tham ngộ kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất này dù sao còn chưa có hào hết bản nguyên của nó một vị ma chủ diệp thiên cảm ứng được một vị ma chủ trực tiếp xuyên qua vị ma chủ kia gặp được diệp thiên liền muốn đào tàu dù sao gã cũng nhận ra diệp thiên quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất hóa thành sợi tơ xuyên thấu thân thể đối phương trong nháy mắt thân thể đối phương sụp đổ mà trước khi chết đối phương lộ ra thần sắc bất khả tư nghị quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất cho dù là ma tôn đứng đầu cũng đoán chừng cũng đều chưa có lĩnh ngộ ra đế diệp thiên vậy mà lại lĩnh ngộ đây quả thực quá bất khả tư nghị ma chủ đình tiêm quá yếu đoán chừng ngay cả nguyên lão tầm thường gặp phải ta cũng sẽ bị ta miểu sát nhưng nguyên lão hoặc ma tôn tiến vào nơi này không có quá yếu, loại giống như huyết hồ ma tôn kia, đã là đếm ngược trong bất trì bất giác, lại là một đoạn thời gian đi qua lúc này, ma tôn cùng với nguyên lão còn sống đều giảm bớt, đại bộ phận đều đang chữa thương mà trong đoạn thời gian này, dược thiên thu hoạch cũng không ít hắn là có sáu cỗ phân thân, đi sàn khắp nơi, tài nguyên cùng với thần thoại chi huyết tìm được cũng không ít bất quá, tiên thiên nguyên bảo vẫn là rất thưa thớt, vận khí của hắn không tốt lắm, cho đến nay vẫn chưa tìm được một kiện mà ma chủ cùng với ma tôn bị hắn giết trên thân cũng không có tiên thiên nguyên bảo nhưng vào một ngày vận khí của hắn tới hắn gặp một đầu sinh vật cấp thần thoại nắm giữ tiên thiên nguyên bảo thần dư quyết kiến diệt thiên sở dĩ liếc mắt liền nhìn ra đối phương nắm giữ tiên thiên nguyên bảo là bởi vì ánh mắt của đối phương không bình thường tản ra tia sáng kỳ dị khí tức giống như tiên thiên nguyên bảo mà trong quá trình chiến đấu thần dư quyết kiến tựa hồ có thể thấy rõ thủ đoạn của hắn một cách hoàn mỹ tìm được chỗ thiếu sót của hắn từ đó làm ra phản kích đây tất nhiên là một trong những năng lực của tiên thiên nguyên bảo một đầu thần dược quyết kiến nắm giữ tiên thiên nguyên bảo tuy nói rất khó đối phó nhưng nếu như vậy giết mà nói cũng là có hy vọng cũng may là hắn gặp được nếu là mấy vị nguyên lão tô hà gặp phải có khả năng sẽ phải chết dù sao đầu thần dược quyết kiến này không chỉ có thực lực cường đại còn thấy rõ hết thảy thiếu sót muốn chạy trốn cũng không có cơ hội diệt thiên chém giết với nó không ngừng kéo dài thời gian để ác thân thể phòng chế khác đã đuổi tới sau một khoảng thời gian thân thể phòng chế khác cuối cùng cũng chạy tới chờ cùng nhau vây giết đầu thần dược quyết kiến này ước chừng sáu cỗ thân thể phòng chế tiến hành vây giết đầu thần dược quyết kiến này liền xem như nắm giữ tiên thiên nguyên bảo cũng là không chống đỡ được không có khả năng tránh đi toàn bộ công kích mà tổn thương do quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất tạo thành rất khó khôi phục thần dược quyết kiến dần dần tăng thêm thương thế sức chiến đấu không ngừng giảm xuống đã sắp xử lý nó một khi đánh chết đầu thần dược quyết kiến này hắn liền có thể thu được kiện tiên thiên nguyên bảo thứ ba thần dược huyết kiến ngã xuống hóa thành một cỗ thi thể hoàn toàn chết đi trượt. Diệp Thiên từ hư không bên trong hai con người của nó lấy ra một kiện vật phẩm, đây là một kiện tiên thiên nguyên bảo trong suốt hình dạng thấu kính, xem ra tựa hồ có thể dung nhập vào trong ánh mắt các thân thể phòng chế khác của Diệp Thiên rời đi. Cỗ thân thể phòng chế này tiến hành nghiên cứu kiện tiên thiên nguyên bảo này ngay tại chỗ lúc này hắn luyện hóa kiện tiên thiên nguyên bảo này, dung nhập nó vào trong ánh mắt, xem thử tác dụng của kiện tiên thiên nguyên bảo này là cái gì vốn cho rằng kiện tiên thiên nguyên bảo này rất phức tạp, nhưng không nghĩ tới rất nhanh liền tìm hiểu được ảo diệu kiện tiên thiên nguyên bảo này có hai loại tác dụng tác dụng thứ nhất chính là thu thập tin tức phụ trợ chiến đấu chính là năng lực mà thần dực huyết kiến trước đó lợi dụng chiến đấu với hắn từ đó nhiều lần nắm bắt tiên cơ có trợ giúp rất lớn trên phương diện phụ trợ chiến đấu cho dù là gặp phải địch nhân cường đại cũng có thể chiến thắng nếu như không có năng lực này thần dực huyết kiến liền sẽ dễ dàng bị hắn giết chết trên thực tế loại tác dụng này cũng không phải quá lớn tác dụng lớn chân chính chính là năng lực thứ hai giám đỉnh kiện tiên thiên nguyên bảo này có thể giám định vạn vật cho dù là vật phẩm hán chưa từng thấy qua kiện tiên thiên nguyên bảo này cũng có thể giám định ra được diệp thiên lấy ra một khối kim loại chưa từng thấy qua để cho kiện tiên thiên nguyên bảo này giám định một đạo quang mang loái lên khối kim loại này được giám định hoàn thành huyết long minh kim có thể rút ra huyết long minh dịch phối hợp với vạn cổ long hoa có thể xúc tiến thần thoại thể thuế biến trời ạ à, năng lực của kiện tiên thiên nguyên bảo này thật kinh khủng lại còn có thể giám định ra tác dụng cụ thể Diệp Thiên tiến hành giám định từng kiện tài liệu nhưng bởi vì tài liệu trên người cỗ thân thể phòng chế này có hạn, không có cách nào giám định quá nhiều, chờ sau khi ra ngoài, liền tiến hành giám định tất cả tài nguyên mà trước đó chưa biết rõ tác dụng, không biết liệu có thể giám định tiên thiên nguyên bảo khác hay không. Nếu như có thể giám định mà nói, vậy hắn cũng không cần chậm rãi nghiên cứu tác dụng của mỗi loại tiên thiên nguyên bảo, trực tiếp giám định ra toàn bộ tác dụng của chúng, lập tức liền có thể sử dụng, đáng tiếc hai kiện tiên thiên nguyên bảo khác đều ở bên ngoài chỉ có thể chờ đợi sau khi ra ngoài lại giám định có kiện tiên thiên nguyên bảo này thực lực của ta tăng mạnh gặp phải cửu huyền ma tôn cũng có thể dễ dàng áp chế gã thậm chí gặp phải ma tôn kinh khủng hơn cũng có thể miễn cưỡng chống lại thậm chí đào tẩu lúc này lòng tin của diệp thiên tăng mạnh trợt, hắn rời khỏi nơi này tiếp tục tìm kiếm tài nguyên nếu như có thể lại tìm được tiên thiên nguyên bảo vậy thì quá tốt rồi ở bên ngoài cổ nguyên giới nguyên lão đệ nhất còn đang lo lắng chờ đợi trong tay cầm một kiện tiên thiên nguyên bảo loại thôi diễn đang thôi diễn tình huống trong cổ uyên giới tuy nói không có cách nào hiểu rõ tình huống cạn kẽ nhưng phe mình vẫn lạc bao nhiêu nguyên lão vẫn là có thể suy tính ra đã vẫn lạc bảy vị nguyên lão Chỉ đạo cảnh truyền thuyết vẫn lạc mười vị nguyên lão đệ nhất cũng có chút đau lòng dĩ vãng vẫn lạc một vị nguyên lão chính là tổn thất to lớn nhưng bây giờ lại lập tức vẫn lạc bảy vị nguyên lão hơn nữa đều là nguyên lão nắm giữ tiềm lực vô cùng to lớn Tổn thất như vậy trải qua năm tháng dài đằng đẵng cũng đều khó mà bù đắp lại nhưng mà nhất định phải làm như vậy. Bằng không một khi cổ uyên quả bị ma cổ thu được, để cho ma cổ đột phá, toàn bộ liên minh tiền thiên nguyên vực đều sẽ bị hủy đi. Tất cả nguyên lão cũng đều sẽ chết trận đáng ăn mừng chính là một phương trí đạo hư ma vẫn lạc 12 vị ma tôn. Ma chủ vẫn là càng nhiều hơn so sánh với nhau mà nói. Một phương trí đạo hư ma thiệt hại càng lớn mà thiệt hại của một phương trí đạo hư ma có một chút công lao là quy về Diệp Thiên theo thời gian trôi qua Diệp Thiên thu hoạch càng ngày càng nhiều, ngay cả vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất cũng lại tìm thêm được một kiện đương nhiên, kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất này cũng là phẩm chất thấp tại một chỗ cổ uyên dưới một vị ma chủ đi tới một chỗ khu vực, ngoài ý muốn gặp được một gốc thần thụ khổng lồ, trên gốc thần thụ này còn mọc ra một quả trái cây, quả trái cây này tràn đầy khí tức hắc ám, lại ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng, cổ uyên quả, vị ma chủ này kích động không nghĩ tới cổ uyên quả là bị gã tìm được trước nhất đây là công lao khổng lồ bực nào chờ sau khi ra ngoài tất nhiên sẽ nhận được ma tôn đệ nhất coi trọng sẽ bồi dưỡng gã thành ma tôn đỉnh tiêm ở nội tâm của gã cũng có ý nghĩ chiếm giữ cổ uyên quả có thể hay không bởi vậy mà siêu việt ma tôn đệ nhất nhưng rất nhanh gã liền dập tắt ý nghĩ này nếu gã dám chiếm giữ cổ uyên quả có khả năng cao không gạt được ma tôn đệ nhất sẽ bị ma tôn đệ nhất trực tiếp bóp chết vẫn là hái đi cổ uyên quả lập tức ra ngoài hiến tặng cho ma tôn đệ nhất đại nhân vị ma chủ này sau khi nghĩ như vậy liền muốn cướp đoạt khỏa cổ uyên quả này, gốc cổ uyên giới thụ này lại nắm giữ chiến lược cực kỳ mạnh mẽ. Tại thời điểm vị ma chủ này tới gần, một nhánh cây của cổ uyên giới thụ hóa thành vũ khí thời gian kinh khủng nhất, trong nháy mắt đâm xuyên tới vị ma chủ này kinh hãi, muốn ngăn cản, nhưng truyền thuyết thể bị xuyên thủng, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ở trong thân thể gã, phá hủy sinh cơ của gã trước khi chết, gã truyền tin tức ra ngoài cho dù gã chết, nhưng gã nếu như truyền tin tức ra, cũng là lập xuống đại công lao hậu duệ tộc đàn của mình cũng sẽ nhận xem trọng đây là điều duy nhất gã có thể làm từng vị ma tôn lấy được tin tức lập tức chạy tới nơi này nguyên lão đệ nhất thôi diễn ra một chút xíu không thích hợp lại toàn lực thôi diễn lúc này mới phát hiện ra cổ uyên giới thụ bị một phương chí đạo hương ma tìm được lão lợi dụng phương thức đặc thủ đưa tin cho từng vị nguyên lão tại cổ uyên giới để cho bọn hán theo dõi các ma tôn khác tìm được cổ uyên giới thụ một phương chí đạo hưng ma đã tìm được cổ uyên giới thụ diệp thiên cũng đã nhận được tin tức lúc này sáu cỗ thân thể phòng chế của hắn đều không đi tìm kiếm tài nguyên mà là toàn lực tìm kiếm bóng dáng ma tôn tìm được một vị liền vụng trộm đi theo liền có thể tìm được cổ uyên giới thụ huyền ảnh nguyên lão đang theo dõi một vị ma tôn thực lực của vị ma chủ này mạnh mẽ hơn y không ít nhưng huyền ảnh nguyên lão lại có thể khiến cho đối phương không có cách nào cảm giác được bản thân chỉ vì trên người y có một kiện tiên thiên nguyên bảo vô hình diệp kiện tiên thiên nguyên bảo này rất đặc thù không có uy năng chiến đấu có lẽ là y còn chưa khai phá ra nhưng y khai phá ra một loại năng lực đó chính là lợi dụng vô ảnh diệp để cho chính mình siêu việt thời không cùng với hết thảy quy tắc bên ngoài hư vực cho dù là mặt đối mặt cũng đều không thể cảm giác được y tồn tại nhưng mà y không có cách nào động thủ, một khi động thủ cũng sẽ không có biện pháp ẩn tàng mặt khác, loại nhìn trộm này cũng có hạn chế thời gian, không có cách nào ẩn tàng thời gian dài, hơn nữa công kích cường đại cũng sẽ khiến cho y bại lộ tóm lại, có chút gân gà nhưng tại thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng ví dụ như bây giờ, y liền theo dõi vị ma tôn này, vị ma tôn này chắc chắn muốn đi đến chỗ cổ nguyên giới thụ, đi theo gã, liền có thể tìm được vị trí của cổ nguyên giới thụ. Huyền ảnh nguyên lão thầm nghĩ sau một khoảng thời gian, vị ma tôn này đã đến chỗ cổ uyên giới thụ huyền ảnh nguyên lão lập tức thông báo vị trí nơi này cho các nguyên lão khác cổ uyên giới thụ biết di động, tuy nói tốc độ di chuyển không nhanh, nhưng thực lực vẫn là rất cường đại, nó một mực đang trốn mà nhóm ma tôn nhao nhao ra tay, muốn chém giết cổ uyên giới thụ lấy đi cổ uyên quả nhưng mà nhóm ma tôn cũng lo lắng sẽ phá hư cổ uyên quả cho nên lúc công kích đều có chức kiên kỵ dẫn đến trong lúc nhất thời chưa thể bắt lại cổ uyên giới thụ diệp thiên cũng thu được tin tức cũng đang chạy về phía cổ uyên giới thụ sau một khoảng thời gian diệp thiên đụng phải tô hà cùng với các nguyên lão khác lúc này bọn hắn đã tới chỗ cổ uyên giới thụ hơn nữa phát hiện ra những ma tôn kia cùng với cổ uyên giới thụ bất quá bọn hắn cũng không có lập tức động thủ mà là sau khi đợi các nguyên lão khác đều đến mới chuẩn bị động thủ rất nhanh các nguyên lão khác đến, nhưng còn thiếu một số nguyên lão, những nguyên lão kia đã vẫn lạc, nhất định phải động thủ, cổ nguyên giới thụ không gánh được, một khi bị bọn hắn lấy đi cổ nguyên giới, lại muốn phá hủy sẽ rất khó khăn. Nói chuyện chính là cổ mạc nguyên lão, là nguyên lão cổ tộc, thực lực thập phần cường đại, cũng là một vị cường đại nhất ở trong nhóm nguyên lão, ai đi phá hủy cổ nguyên quả, huyền ảnh nguyên lão hỏi, để ta đi, diệp thiên, thực lực của ngươi không đủ để phá hủy cổ nguyên quả, đây cũng không phải là chuyện đùa. Bạn đang xem siêu cấp yêu nghiệt tại kênh youtube Di Cáp Phim. Một vị nguyên lão nói Diệp Thiên thể hiện ra từng loại truyền thuyết thể trí cường cảnh giới viên mãn. Trên thân lại tràn ngập ra quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất. Cái gì? Quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất. Đông đảo nguyên lão vô cùng chấn động. Ngay cả Tô Hà cũng đều kinh hãi. Nàng cũng không biết Diệp Thiên lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất. Ta dám hy sinh phân thân là người thích hợp nhất các nguyên lão khác cũng không có ý kiến bọn hắn xuyên qua nhóm ma tôn đã sớm biết đám nguyên lão này tới nhưng chỉ cần không trở ngại chính mình, bọn hắn cũng sẽ không phân ra mà tôn nhân thủ đi công kích đám nguyên lão này nhưng bây giờ, các nguyên lão đánh tới, nhất định phải ngăn cản, phân ra một bộ phận ma tôn đi ngăn cản bọn hắn. Huyền áp ma tôn ra lệnh huyền áp ma tôn là một vị cường đại nhất bên trong nhóm ma tôn, các ma tôn khác đều nghe theo mệnh lệnh của gã lúc này, mấy người cử huyền ma tôn đi chặn lại các nguyên lão hai cỗ thân thể phòng chế của Diệp Thiên thì đi phá hủy cổ nguyên quả, những thân thể phòng chế khác của hắn thì phụ trách đối phó với những ma tôn này dù sao một mình hắn cũng tương đương với sáu vị nguyên lão như vậy liền có thể bù đắp quẫn cảnh chiến lược thiếu hụt lại đảng ngươi cử Huyền Ba Tôn gặp được Diệp Thiên giận dữ không thôi gã chuẩn bị lại giết chết một cỗ phân thân của Diệp Thiên nhưng vừa mới giao thủ gã liền phát mậu cử Huyền Ba Tôn bị Diệp Thiên đâm trúng một thương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài thực lực của ngươi cử Huyền Ba Tôn có chút khó có thể tin trước đó Diệp Thiên căn bản không phải đối thủ của gã chỉ là phòng ngự cường đại cuối cùng bị gã tiêu diệt kết quả bây giờ lực công kích của Diệp Thiên tăng vọt, Diệp Thiên tại sao lại đột nhiên lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất? Chẳng lẽ hắn tìm được vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất phẩm chất cao đẳng trở lên, thừa dịp thời gian này lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất? Vận khí này cũng quá tốt rồi, ngoại trừ nguyên nhân này, gã không nghĩ ra nguyên nhân khác lúc này, từng cỗ thân thể phòng chế của Diệp Thiên đều đang thiêu đốt bản nguyên chiến đấu, điên cuồng liều mạng một vị ma tôn yếu kém, tính toán chặn lại Diệp Thiên, trực tiếp bị Diệp Thiên liều mạng không quan tâm thương thế chém giết trong thời gian ngắn mà ở trong dạng đại chiến này, một vị ba tôn chết đi, căn bản sẽ không gây nên gợn sóng gì hại cỗ thân thể phòng chế khác của Diệp Thiên cũng đã đến gần cổ uyên giới thụ. Nhóm ma tôn biết được mục đích của Diệp Thiên, tự nhiên không dám để cho Diệp Thiên tiếp cận cổ uyên giới thụ. Nếu để cho Diệp Thiên thật sự tiếp xúc cổ uyên giới thụ, không tiếc bất cứ giá nào phá hủy cổ uyên quả thì làm sao bây giờ? Huyền áp ma tôn tự mình động thủ, chuẩn bị chấn sát Diệp Thiên huyền áp ma tôn rất nhanh liền chấn kinh, gã công kích Diệp Thiên lại không nghĩ rằng bị Diệp Thiên tìm được một điểm yếu nhất, lấy tổn thương nhỏ nhất tiếp nhận công kích của gã, cứng rắn chặn lại ngay sau đó, gã không ngừng công kích Diệp Thiên, đều không thể trọng thương Diệp Thiên, mà công kích của Diệp Thiên mặc dù cũng không đả thương được gã, lại chế tạo một chút phiền phức cho gã. Tiên Thiên Nguyên Bảo, Huyền Áp Ma Tôn thông qua quan sát ánh mắt của Diệp Thiên, nhìn ra một điểm manh mối đó tất nhiên là Tiên Thiên Nguyên Bảo. Huyền Áp Ma Tôn chỉ có thể chặn lại một cỗ thân thể phòng chế của Diệp Thiên, một cỗ thân thể phòng chế khác đã từ một bên khác đánh tới cổ Uyên giới thụ nhanh chóng chặn hắn lại. Huyền áp ma tôn giống to hai vị ma tôn khác cũng không có ngăn được Diệp Thiên, bị Diệp Thiên sau khi thiêu đốt bản nguyên, mạnh mẽ đánh qua hắn đã tới gần cổ uyên giới thụ trượt. hắn không tiếc bất cứ giá nào, xông về phía cổ uyên quả trên cổ uyên giới thụ mặc cho cổ uyên giới thụ công kích hắn như thế nào, hắn cũng đều quan tâm, chỉ muốn phá hủy cổ uyên quả quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất hóa thành vô số sợi tơ công kích, đánh tới cổ uyên quả ở dưới lần lượt công kích, cổ uyên giới thụ cuối cùng không có ngăn được, một sợi tơ quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất xuyên qua cổ uyên quả lập tức cổ uyên giới thụ kêu thảm nhưng chỉ vèn vẹn một kích vẫn là không có cách nào triệt để phá hủy cổ uyên quả diệp thiên lại tiếp tục liều mạng công kích khiến cho cổ uyên quả không ngừng bị phá hư lúc này huyền áp ma tôn cũng trở nên điên cuồng muốn ngăn cản diệp thiên nhưng các nguyên lão khác cùng với thân thể phòng chế khác của diệp thiên đều đang liều mạng ngăn cản gã ở dưới ánh mắt của rất nhiều ma tôn cùng với nguyên lão khỏa cổ uyên quả này bị phá hủy hóa thành vô số mảnh vỡ diệp thiên cướp đi một chút mảnh vỡ liền trốn chạy những mảnh vỡ này cũng hẳn là có chút tác dụng các ma tôn khác cũng đang cướp đoạt mảnh vỡ mảnh vỡ cũng hẳn là hữu dụng nhưng tuyệt đối không có cách nào làm cho ma cổ đột phá cướp các nguyên lão khác cũng không có nhàn rỗi tham dự ở bên trong cướp đoạt những ma tôn kia thấy cổ uyên quả đã bị đánh nát chỉ có thể cướp đoạt mảnh vỡ còn lại sau một phen cướp đoạt mảnh vỡ bị chia cắt xong các nguyên lão đều đang chạy trốn nhóm ma tôn mặc dù đang đuổi giết nhưng rõ ràng không có hiệu quả gì cũng không thể giết được những nguyên lão này diệp thiên cũng chạy trốn rất nhanh liền biến mất không thấy bất quá những thân thể phòng chế này của hắn cơ hồ đều hao hết bản nguyên dù sao vì phá hủy cổ uyên quả hắn tự nhiên phải hy sinh tương đối lớn chờ sau khi đi tới vị trí an toàn diệp thiên một lần nữa ngưng tụ thân thể phòng chế lúc này mới khôi phục chiến lực đỉnh phong ở bên ngoài cổ uyên giới thanh âm tức giận của ma tôn đệ nhất mà cổ truyền ra rất nhiều khu vực nguyên gã giống giận mà nguyên lão đệ nhất lại hết sức vui vẻ bởi vì cổ uyên quả bị đánh nát tuy nói một phương trí đạo hư ma còn cấp đoạt được một chút mảnh vỡ thế nhưng một chút mảnh vỡ đó là không có tác dụng gì căn bản là không có cách trợ giúp ma tôn đệ nhất đột phá đây cũng xem như giải trừ nguy cơ cho liên minh tiên thiên nguyên vực ma cổ làm sao ngươi muốn đánh nhau sao ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi nhưng ở phía dưới liều mạng cũng có thể trọng thương ngươi nguyên lão đệ nhất nói ma cổ vẫn rất phẫn nộ nhưng cũng không có chân chính ra tay gã hử lạnh một tiếng liền không lại nói chuyện cổ huyên giới bắt đầu run rẩy đây là dấu hiệu sắp biến mất nguyên lão đệ nhất cùng với ma tôn đệ nhất vẫn có biện pháp kéo dài thời gian cổ huyên giới hiện thân thế nhưng đã không cần thiết từng vị từng vị nguyên lão trí đạo cảnh truyền thuyết đều bị nazi đi ra từng cỗ thân thể phòng chế của diệp thiên cũng bị nazi đi ra nguyên lão đệ nhất che lại những nguyên lão cùng với trí đạo cảnh truyền thuyết này mang bọn hắn trở về liên minh tiên thiên nguyên vực từ đầu đến cuối ma tôn đệ nhất vẫn là không có động thủ tại liên minh tiên thiên nguyên vực sau khi trở về những nguyên lão này mới thở dài một hơi nếu vừa mới bộc phát đại chiến chân chính bọn hắn e rằng đều không sống nổi đã trở về lần này thu hoạch rất lớn lần này hắn thu được một lượng lớn tài nguyên còn tìm được vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất phẩm chất thấp tiên thiên nguyên bảo cùng với nhiều loại tài nguyên có trợ giúp chuyển thuyết thể thuế biến hơn nữa tại thời gian sau cùng hắn còn giết một vị ma tôn từ trên thân vị ma tôn kia tìm được một kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất cùng với nhiều loại tài nguyên còn có một phần tiên thiên nguyên bảo đối phương đoán chừng còn chưa kịp nghiên cứu liền rơi vào trên tay của hắn hắn dùng kiện tiên thiên nguyên bảo có thể giám định kia giám định chi nhãn tiến hành giám định biết được kiện tiên thiên nguyên bảo chính mình lấy được kia tên là thần quỳnh châu tác dụng của nó chính là phụ trợ tu luyện có thể để thăng gấp trăm lần tốc độ tu luyện cùng với năng lực nhanh chóng luyện hóa tài nguyên có kiện tiên thiên nguyên bảo thần quỳnh châu này tu vi của hắn đề thăng liền sẽ rất nhanh có thể tiết kiệm gấp trăm lần thời gian càng quan trọng hơn chính là có thể nhanh chóng luyện hóa tài nguyên sẽ khiến cho tu vi đề thăng vô cùng nhanh ha ha ha, có thần Quỳnh Châu, ta đoán trường rất nhanh liền có thể đề thăng tu vi tới cảnh giới trí đạo cảnh truyền thuyết đỉnh phong, lại giám định một chút truyền thuyết huyết bảo cùng với pho tượng kia. Diệp Thiên lấy ra truyền thuyết huyết bảo, giám định nó trước rất nhanh, kết quả giám định đi ra truyền thuyết huyết bảo, có thể phụ trợ tu luyện truyền thuyết thể, thần thoại thể, có thể dùng bảo vật này ngưng kết truyền thuyết huyết tùy có thể cải thiện tư chất tiềm lực của nhất tộc nhìn kết quả giám định thấy diệp thiên kích động không thôi năng lực phía trước hắn đã nghiên cứu ra được, nhưng năng lực phía sau, hắn còn chưa có nghiên cứu ra được. Truyền thuyết huyết bảo vậy mà có thể ngưng tụ truyền thuyết huyết tùy, có thể cải thiện tư chất tiềm lực của nhất tộc, đây đối với nhân tộc mà nói, là chuyện tốt. Nhân tộc bây giờ mặc dù cường đại, nhưng tiềm lực tư chất vẫn là không bằng một số tộc đàn đỉnh tiêm liên minh tiên thiên nguyên vực nếu như có thể ngưng tụ ra truyền thuyết huyết tùy, như vậy nhân tộc mới thật sự là sẽ bay lên, giám định chi nhãn, kiện tiên thiên nguyên bảo này quá chân quý, tuyệt đối siêu việt các tiên thiên nguyên bảo khác nhưng làm thế nào nghiên cứu ra cách ngưng kết truyền thuyết huyết tùy vẫn là phải tốn không ít thời gian tạm thời không gấp được hắn lại dùng giám định chi nhãn giám định pho tượng kia kết quả giám định rất mau đi ra di pho tượng có thể dung nhập vào thân thể bộc phát ra chiến lược cường đại có thể phụ trợ lĩnh hội quy tắc trí đạo cũng có thể tạo thành di la chi vực để cho đông đảo sinh linh lĩnh hội phụ trợ lĩnh hội quy tắc trí đạo hóa ra tên là Zila pho tượng ta không có đặt tên cho nó cho nên giám định ra tên thật mà truyền thuyết huyết bảo là ta đặt tên trực tiếp cải biến tên thật của nó hay năng lực phía trước của Zila pho tượng, hắn đã nghiên cứu ra được, nhưng Zila chi vực, hắn lại không có nghiên cứu ra được nếu nghiên cứu ra Zila chi vực, sẽ có thể giúp giúp đỡ những người khác nhanh chóng lĩnh ngộ quy tắc trí đạo nhưng năng lực này coi như nghiên cứu ra được, cũng không thể bại lộ, nhiều lắm là để cho người thân của mình lĩnh hội quy tắc trí đạo, bằng không tin tức truyền đi, những nguyên lão kia biết được sẽ ngồi không yên, sẽ bắt hắn cống hiến ra Zila chi vực, tối thiểu nhất, tại thời điểm thực lực của ta sánh ngang nguyên lão mười hạng đầu mới sẽ đem Zila chi vực cho những nhân tộc khác sử dụng. Diệp Thiên dùng Zila pho tượng lĩnh hội vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất, tăng cường cảnh giới quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất của chính mình, đồng thời cũng đang nghiên cứu Zila chi vực cùng với truyền thuyết huyết tùy, tranh thủ khai phá hai năng lực này hơn nữa. Sau khi có thần Quỳnh Châu, tốc độ đề thăng tu vi của Diệp Thiên rất nhanh, lại thêm đủ loại tài nguyên. Tu vi quả thực là đang cất cánh trong bất tri bất giác, mấy chục vạn trí đạo kỳ nguyên thời gian trôi qua tu vi của Diệp Thiên đạt đến trí đạo cảnh truyền thuyết đỉnh phong hơn nữa hắn đã luyện thành 8 loại trí đạo cảnh truyền thuyết trí cường, hơn nữa đều tăng lên tới cảnh giới viên mãn không chỉ có như thế, hắn còn nghiên cứu ra một năng lực khác của truyền thuyết huyết bảo truyền thuyết huyết tủy, truyền thuyết huyết tủy là lợi dụng truyền thuyết huyết bảo hấp thu đủ loại tài nguyên, thai nghén ở trong nội bộ nó, hóa thành từng giọt truyền thuyết huyết tủy, nhưng trong đó cần lực lượng quy tắc trí đạo danh sách thứ hai tiến hành phụ trợ có thể nói, nếu không có cách nào lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ hai, cũng liền không có cách nào nghiên cứu ra năng lực này, truyền thuyết huyết tủy nên dùng ở trên thân nhân tộc diệp thiên ngưng tụ ra một lượng lớn truyền thuyết huyết tủy trở về nhân vực tiếp đó pha loãng truyền thuyết huyết tủy cho nhóm trí đạo cảnh nhân tộc sử dụng không đạt đến trí đạo cảnh cũng không có biện pháp luyện hóa truyền thuyết huyết tủy tại nhân tộc thánh điện từ vị trí đạo cảnh nhân tộc đến nơi này xếp hàng nhận lấy một phần truyền thuyết huyết tủy dịch ngay cả trí đạo cảnh nhất trọng cũng đều có một phần ngay từ đầu bọn hắn rất nghi hoặc đây là vật gì nhưng rất nhanh cả đám bọn hắn đều bị khiếp sợ một vị trí đạo cảnh nhân tộc nhận lấy truyền thuyết huyết tủy dịch đang luyện hóa một chút ở ngay chỗ này căn cơ của y không ngừng tăng cường từ chất cùng với tiềm lực đều đang nhanh chóng tăng vọt hơn nữa ngay cả tu vi cũng đều bỗng nhiên tăng vọt một đoạn bảo vật nghịch thiên vị trí đạo cảnh nhân tộc này chấn kinh bảo vật như vậy nhân tộc thánh điện vậy mà phát miễn phí hơn nữa tất cả trí đạo cảnh nhân tộc cũng có thể nhận được một phần đây là cần lấy ra bao nhiêu truyền thuyết huyết tùy dịch đây tất nhiên là diệp lão tổ vĩ đại lấy ra cảm tạ lão tổ từng vị từng vị trí đạo cảnh nhân tộc thầm nghĩ trong lòng theo tin tức truyền ra các trí đạo cảnh khác cũng nhao nhao đi ra từ bên trong bế nhau đi tới nhân tộc thánh điện nhận lấy truyền thuyết huyết tùy dịch mà thế lực bên ngoài nhân tộc chỉ có thể hâm mộ quan nhau có một số trí đạo cảnh tính toán cướp đoạt truyền thuyết huyết tùy dịch của trí đạo cảnh nhân tộc sau khi bị phát hiện ra trí đạo cảnh nhân tộc truyền thuyết trực tiếp ra tay chấn sát vị trí đạo cảnh kia lại xóa đi gia tộc sau lưng đối phương sau khi chuyện này xảy ra các thế lực khác liền không còn dám làm như vậy thời gian dần qua nhóm trí đạo cảnh nhân tộc đều luyện hóa truyền thuyết huyết tùy dịch căn cơ tiềm lực đều tăng vọt có tiềm lực vô hạn trong tương lai, lại đàn sinh dòng dõi, sau này cũng sẽ trở nên vô cùng cường đại với phần những nhân loại bình thường kia, bởi vì số lượng quá nhiều, lại thêm trải rộng toàn bộ nhân vực, hắn cũng không có biện pháp để cho bọn hắn cũng có truyền thuyết huyết tùy dịch bất quá, hắn pha loãng vô hạn truyền thuyết huyết tùy dịch, để cho người phía dưới phân phát tiếp, tuy nói không có cách nào làm cho tất cả mọi người đều hưởng thụ được truyền thuyết huyết tùy dịch pha loãng vô hạn, nhưng ít nhất có thể khiến cho đại bộ phận nhân loại hưởng thụ được, như vậy là đủ rồi, trong tương lai nhân tộc e rằng sẽ sinh ra không ít trí đạo cảnh cửu trọng cùng với trí đạo cảnh truyền thuyết sẽ trở thành đại tộc đỉnh tiêm chân chính trong liên minh tiên thiên nguyên vực điều kiện tiên quyết là hắn trở thành nguyên lão lại để cho nhân tộc sinh ra thêm mấy vị nguyên lão diệp thiên liền tiếp tục bế quan tu luyện hắn đã tiêu hao hết vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất lĩnh ngộ đến một thành chính cảnh giới cũng coi như là rất tốt nội dung hắn tu luyện chủ yếu bây giờ chính là không ngừng trồng chất đủ loại truyền thuyết thể trí cường chờ đến sau khi không có cách nào tiếp tục trồng chất hắn liền sẽ xung kích trí đạo cảnh thần thoại trở thành một vị nguyên lão truyền thuyết thể trí cường của diệp thiên càng ngày càng nhiều trí loại 10 loại 11 loại 12 loại nếu không phải lần trước hắn đi truyền thuyết hà uyên cướp đoạt không ít truyền thuyết chi huyết trí cường bằng không truyền thuyết chi huyết trí cường còn thật sự không đủ dùng diệp thiên tu luyện loại truyền thuyết thể trí cường thứ 18 tới cảnh giới viên mãn cảm thấy thân thể đã đạt đến cực hạn không có cách nào lại luyện thành loại truyền thuyết thể trí cường thứ 19, đã đến cực hạn hơn nữa tu vi của hắn cũng đạt tới cực hạn trước mặt có thể tiến hành xung kích trí đạo cảnh thần thoại, trí đạo cảnh truyền thuyết đột phá thành trí đạo cảnh thần thoại, đặc biệt là trí đạo cảnh truyền thuyết đi con đường trí đạo trí cường, cần lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ hai, lại còn phải thuế biến lực lượng bản nguyên truyền thuyết trong cơ thể thành lực lượng bản nguyên thần thoại, đột phá như thế mới xem như bước vào đến trí đạo cảnh thần thoại. Bất quá, dạng đột phá trí đạo cảnh thần thoại này, vẻn vẹn chỉ là tu vi đạt đến trí đạo cảnh thần thoại sơ kỳ mà thôi, nhưng trên thực tế còn không tính là trí đạo cảnh thần thoại chân chính mà là cần tu luyện truyền thuyết thể tới viên mãn, lại thuế biến thành thần thoại thể, mới xem như chân chính đạt đến trí đạo cảnh thần thoại cho nên, giống như Tô Hà, cũng không tính là trí đạo cảnh thần thoại chân chính nhưng ở trong hư vực, tu vi đột phá, liền đã xem như nguyên lão, là một vị trí đạo cảnh thần thoại chân chính mà lực lượng bản nguyên truyền thuyết muốn đột phá quá khó khăn, liền xem như có quy tắc trí đạo danh sách thứ hai trợ giúp, cũng là vô cùng khó khăn rất nhiều trí đạo cảnh truyền thuyết, rõ ràng thỏa mãn yêu cầu cũng chỉ có một phần ngàn tỷ lệ thành công diệp thiên là lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất xác suất hắn đột phá thành công sẽ khá cao nhưng nhiều lắm là cũng chỉ là một phần mấy chục mà thôi cho nên hắn cũng nhất thiết phải mượn nhờ tài nguyên mới có thể đột phá giống như tô hà trước đó cấp đoạt được nguyên thủy hắc liên mà nguyên thủy hắc liên là bảo vật có trợ giúp đột phá có thể để thăng gần như bảy thành xác suất thành công mà loại bảo vật trợ giúp đột phá này hắn cũng là diệp thiên lấy ra từng mảnh vỡ đây là mảnh vỡ cổ uyên quả hắn cấp đoạt được mảnh vỡ cổ uyên quả ăn vào có thể thúc đẩy lực lượng bản nguyên truyền thuyết thuế biến trăm phần trăm thuế biến thành lực lượng bản nguyên thần thoại đây là kết quả mà giám định chi nhãn giám định ra liền xem như mảnh vỡ cũng là đồ tốt đương nhiên thứ đồ chơi này có thể khiến cho người ta đột phá nhưng đến cùng cần bao nhiêu mảnh vỡ còn phải trải qua thí nghiệm mới biết được diệp thiên bắt đầu bế quan xung kích trí đạo cảnh thần thoại hắn nuốt vào một mảnh vỡ cổ uyên quả liền bắt đầu xung kích trí đạo cảnh thần thoại oanh lực lượng bản nguyên truyền thuyết trong cơ thể và sau khi hấp thu mảnh vỡ cổ uyên quả lại thêm dung nhập quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất, dần dần bắt đầu phát sinh thuế biến, nhưng lực lượng bản nguyên truyền thuyết của Diệp Thiên quá nồng đậm lại thêm hắn đã luyện thành một lượng lớn truyền thuyết thể trí cường, cho nên độ khó đột phá cũng lớn hơn một chút bất quá, sau khi hắn luyện hóa từng mảnh vỡ cổ nguyên quả, một tên lực lượng bản nguyên thần thoại sinh ra một tên lực lượng bản nguyên thần thoại sinh ra, liền điên cuồng hấp thu lực lượng bản nguyên truyền thuyết càng ngày càng nhiều lực lượng bản nguyên truyền thuyết chuyển hóa thành lực lượng bản nguyên thần thoại lúc này hắn liền không cần tiêu hao mảnh vỡ cổ uyên quả liền có thể chậm rãi để cho lực lượng bản nguyên thần thoại hoàn toàn thuế biến ra cứ như vậy hết trí đạo kỳ nguyên này đến trí đạo kỳ nguyên khác trôi qua ước chừng sau mấy vạn trí đạo kỳ nguyên toàn bộ lực lượng bản nguyên truyền thuyết của diệp thiên thuế biến thành lực lượng bản nguyên thần thoại thân thể cũng ngành đón thuế biến, khi tất cả người cũng đều xảy ra biến hóa nhưng trời lệch đất diệp thiên không còn là trí đạo cảnh truyền thuyết mà là một vị nguyên lão trí đạo cảnh thần thoại động tĩnh diệp thiên đột phá tự nhiên không gạt được từng vị nguyên lão liên minh tiên thiên nguyên vực đều biết tô hà mở hai con người ra nhìn về phía vị trí nhân vực diệp thiên đã đột phá thực lực của hán vốn đã rất cường đại bây giờ đột phá thực lực áp đảo xa xa nguyên lão phổ thông tô hà thầm nghĩ bất quá lúc này diệp thiên còn chưa có xuất quan chờ sau khi diệp thiên xuất quan nàng lại đi chúc mừng một chút tu vi của diệp thiên ổn định lại cũng liền tuyên bố xuất quan sau đó từng vị từng vị nguyên lão tới tặng lễ chúc mừng mà diệp thiên tự nhiên là chiêu đãi một chút cử hành thịnh yến tại nhân vực cũng đang tuyên cáo với ngoại giới nhân vực cuối cùng cũng sinh ra một vị nguyên lão từ đây địa vị tại liên minh tiên thiên nguyên vực cũng khác biệt quyền hạn tại liên minh tiên thiên nguyên vực đạt đến cấp nguyên lão diệp thiên tại trí đạo hư không tiến vào nguyên lão điện ở đây hắn hưởng thụ quyền hạn cấp nguyên lão, có thể thẩm tra bất luận tư liệu cùng với tình báo gì tại trí cao hư không 613 vị nguyên lão. Đây là số lượng nguyên lão tại nguyên lão điện trước mắt, cũng là toàn bộ nguyên lão trong liên minh tiên thiên nguyên vực, lại có nhiều nguyên lão như vậy. Bất quá, đại bộ phận nguyên lão đều đang ở bên trong ngủ say, cơ hồ cũng là nguyên lão tại thời đại của nguyên lão đệ nhất kia, tu vi không có cách nào tiến bộ, lại rảnh rỗi đến nhàm chán, liền từng người ngủ say, trừ phi gặp phải đại sự mới có thể tỉnh lại cho nên. Diệp Thiên mới không có gặp qua những nguyên lão này còn có một số nguyên lão ở vào địa phương đặc thù, không có cách nào đi ra, cho nên lần trước mới không có cách nào triệu tập đến dù sao chạy tới cần thời gian, nguyên lão đệ nhất cũng không khả năng chờ đợi bọn hắn trở về. Nếu như vậy, căn bản không kịp đi cố nguyên giới sau khi tiến vào nguyên lão điện, hắn cũng biết phân chia nguyên lão nguyên lão cấp bậc thứ nhất là 36 nguyên lão liên minh tiên thiên nguyên vực, cũng là có hạng nguyên lão cụ thể nguyên lão cấp bậc thứ hai chính là nguyên lão tu vi đạt đến trí đạo cảnh truyền thuyết trung kỳ hoặc hậu kỳ thần thoại thể đạt đến nhiều lần thuế biến kia cấp bậc thứ ba chính là nguyên lão thông thường thực lực sai biệt cũng tương đối lớn giống như tô hà tô uyên đều thuộc về nguyên lão cấp bậc thứ ba đại bộ phận nguyên lão cũng là ở vào cấp bậc thứ ba thực lực của ta hẳn là đạt đến cấp bậc thứ hai bất quá hắn mới đột phá đến trí đạo cảnh thần thoại còn có không gian tiến bộ rất lớn ví dụ như để cho mười loại truyền thuyết thể trí cường kia lần lượt thuế biến thành thần thoại thể trí cường nếu làm được thực lực của hắn còn có thể nghênh đón thuế biến để thăng to lón diệp thiên lấy ra truyền thuyết cổ nha thạch hắn tìm được không ít loại tài nguyên tại truyền thuyết bể khổ có trợ giúp truyền thuyết thể thuế biến thành thần thoại thể trước hết để cho long lân truyền thuyết thể thuế biến thành long lân thần thoại thể diệp thiên trực tiếp nốt rất nhiều truyền thuyết cổ nha thạch tiếp đó mượn nhờ truyền thuyết huyết bảo để tu luyện có đầy đủ truyền thuyết cổ nha thạch lại thêm truyền thuyết huyết bảo có thể phụ trợ tu luyện thần thoại thể hắn để cho long lân truyền thuyết thể thuế biến thành long lân thần thoại thể tự nhiên không khó long lân truyền thuyết thể của diệp thiên bắt đầu thuế biến tiến hóa thành long lân thần thoại thể thuế biến diệp thiên cảm thấy thân thể trở nên càng cường đại hơn thực lực tăng vọt một đoạn bất quá long lân thần thoại thể của hắn vẻn vẹn chỉ là thuế biến một lần đằng sau còn có thuế biến lần hai thuế biến lần ba thuế biến bốn lần vân vân mỗi một lần thuế biến độ khó sẽ càng lớn tài nguyên hao phí cũng là khó có thể tưởng tượng nhưng Diệp Thiên nắm giữ truyền thuyết huyết bảo, liền có hy vọng thuế biến từng lần ngay sau đó. Diệp Thiên lại lần lượt thuế biến 17 loại truyền thuyết thể thành thần thoại theo sau khi mấy chục vạn trí đạo kỳ nguyên trôi qua, 18 loại truyền thuyết thể trí cường của Diệp Thiên đều biến thành thần thoại thể trí cường, thực lực cả người tăng vọt rất nhiều bất quá. Muốn hoàn thành thuế biến những thần thoại thể này lần thứ hai, thời gian tốn hao cùng với tài nguyên là rất nhiều hơn nữa, hắn cũng không có nhiều tài nguyên đặc thù như vậy chỉ có thể sử dụng tài nguyên bình thường cùng với truyền thuyết huyết bảo để tu luyện cho nên chỉ có thể chậm rãi tăng lên quỳnh tương giới đây là một chỗ bảo địa đặc thù bên trong hư vực các nguyên lão có thể ngưng kết quỳnh tương trí đạo kim dịch cùng với quỳnh tương kim vũ dịch ở đây diệp thiên sau khi trở thành nguyên lão cũng liền biết được nơi này diệp thiên liền đi tới nơi đây hắn chuẩn bị để luyện ra một chút quỳnh tương trí đạo kim dịch cùng với quỳnh tương kim vũ dịch tại quỳnh tương giới quỳnh tương giới khắp nơi đều là dung nham nơi này cũng không phải là dung nham thông thường mà là dung nham ẩn chứa lực lượng kinh khủng các nguyên lão cần lợi dụng quy tắc trí đạo danh sách thứ hai từ trong những dung nham này rút ra từng giọt quỳnh tương trí đạo kim dịch mà nguyên lão vừa mới lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ hai cần một vạn trí đạo kỷ nguyên mới có thể ngưng tụ ra một giọt quỳnh tương trí đạo kim dịch nhưng diệp thiên thì không giống hắn lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất hiệu suất ngưng kết quỳnh tương trí đạo kim dịch tự nhiên sẽ cao hơn thử xem ngưng kết quỳnh tương trí đạo kim dịch cần thời gian bao lâu diệp thiên đứng ở trong một chỗ dung nham bắt đầu lợi dụng quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất rút ra quỳnh tương trí đạo kim dịch hết trí đạo kỳ nguyên này đến trí đạo kỳ nguyên khác trôi qua 300 trí đạo kỳ nguyên sau đó một giọt quỳnh tương trí đạo kim dịch ngưng tụ ra chỉ vẻn vẹn 300 trí đạo kỳ nguyên liền ngưng tụ ra một giọt quỳnh tương trí đạo kim dịch tốc độ rất nhanh như vậy một vạn trí đạo kỳ nguyên có thể ngưng tụ ra hơn 30 giọt quỳnh tương trí đạo kim dịch. Nếu để cho năm cỗ thân thể phòng chế ở đây ngưng kết quỳnh tương trí đạo kim dịch, liền có thể ở trong một vạn trí đạo kỳ nguyên thời gian ngưng tụ ra hơn 100 giọt quỳnh tương trí đạo kim dịch. Diệp Thiên chuẩn bị tiêu tốn 100 vạn trí đạo kỳ nguyên tuế nguyệt thời gian ngưng kết quỳnh tương trí đạo kim dịch ở đây như vậy liền có thể ngưng tụ ra hơn một vạn giọt quỳnh tương trí đạo kim dịch một giọt quỳnh tương trí đạo kim dịch liền có thể làm cho một vị trí đạo cảnh cửu trọng phổ thông nhanh chóng để thăng tu vi tới trí đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong có thể tưởng tượng một vạn giọt quỳnh tương trí đạo kim dịch sẽ có thể bồi dưỡng được bao nhiêu trí đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong hắn còn chuẩn bị trường kỳ để cho một cỗ thân thể phòng chế ở đây ngưng kết quỳnh tương kim vũ dịch chuyện này cần xâm nhập chỗ sâu hạch tâm quỳnh tương giới chậm rãi ngưng luyện một giọt quỳnh tương kim vũ dịch ở nơi đó ở trong thời kỳ thực lực không có cách nào nhanh chóng tăng lên này Hắn liền muốn để nhân tộc sinh ra thêm một số trí đạo cảnh truyền thuyết, cùng với Nguyên Lão Diệp Thiên cuối cùng cũng lợi dụng Zila pho tượng nghiên cứu ra Zila chi vực. Zila chi vực đã nghiên cứu ra được. Diệp Thiên mở ra một tòa hư không ở đây. Tiếp đó một cỗ thân thể phòng chế chuẩn bị trường kỳ tọa chấn trong mảnh hư không này chỉ thấy trên người hắn hiện lên Zila pho tượng. Từng cỗ lực lượng lan tràn ra từ Zila pho tượng, Zila chi vực. Ngưng trong chốc lát, Zila chi vực được tạo thành. Chỉ để dung hợp với mảnh hư không này chỉ cần Zila phò tượng không rời khỏi nơi này chi vực cũng sẽ không sụp đổ, để cho vợ, con trai, con gái tiến vào nơi đây lĩnh hội quy tắc trí đạo, hắn cũng chỉ cho phép bọn họ tiến vào ở đây, những người khác, liền xem như cháu trai cũng đều không cho phép tiến vào, bằng không tin tức truyền ra, ảnh hưởng cũng quá lớn, hắn bây giờ còn không che giấu được tiêu nguyệt, diệp tinh thần, diệp tinh nguyệt tiến vào mảnh hư không này diệp tinh thần, diệp tinh nguyệt hô, các người lĩnh hội quy tắc trí đạo ở đây thử xem hiệu quả, diệp tinh thần hơi nghi hoặc một chút, không có vật phẩm quy tắc trí đạo, lĩnh hội quy tắc trí đạo gì ở đây. Bất quá, mệnh lệnh của phụ thân, bọn họ vẫn là làm theo diệp tinh thần ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội quy tắc trí đạo danh sách thứ ba vừa mới lĩnh hội, y liền chấn kinh, phụ thân, lĩnh hội ở đây, hiệu suất tàn lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ ba tăng lên rất nhiều lần. Diệp tinh thần vô cùng chấn động phải biết, nếu như không mượn nhờ vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ ba, bình thường lĩnh hội quy tắc trí đạo danh sách thứ ba là gần như không có một chút phản ứng nào, cho dù là lĩnh hội 10 vạn trí đạo kỳ nguyên. Trong vạn trí đạo kỳ nguyên cũng không có bao nhiêu tiến bộ nhưng ở đây lại không giống, rõ ràng có thể cảm ứng được một chút xíu tiến bộ. Đây là Zila chi vực, các người lĩnh hội quy tắc trí đạo ở đây, tốc độ tiến bộ viễn siêu ở ngoại giới, nếu như lĩnh hội vật phẩm quy tắc trí đạo tại đây, hiệu quả cũng sẽ siêu việt xa xa ngoại giới, có khả năng một kiện vật phẩm quy tắc trí đạo liền tương đương với hiệu quả mấy chục lần ngoại giới Diệp tinh thần chấn kinh trượt Y lại hỏi: "Phụ thân, Zila chi vực lớn như thế, phải chăng có thể để cho rất nhiều người cùng nhau lĩnh hội?" không ảnh hưởng đến hiệu quả lĩnh hội một lượng lớn trí đạo cảnh đi vào lĩnh hội là cũng có thể không ảnh hưởng đến hiệu quả lĩnh hội chỉ cần cung ứng năng lượng là được nhưng mà tạm thời không thể để cho những người bên ngoài khác đi vào lĩnh hội cho dù là dòng dõi của các người cũng không được diệp thiên bất đắc Dĩ nói bởi vì di la chi vực quá bất khả tư nghị đối với cá nhân mà nói không tính là gì nhưng đối với một thế lực mà nói giá trị của nó là khó có thể tưởng tượng nếu để cho một thế lực không ngừng dùng di la chi vực bồi dưỡng năm tháng dài đằng đẵng sau đó sẽ bồi dưỡng được bao nhiêu trí đạo cảnh truyền thuyết thậm chí sẽ bồi dưỡng được một số nguyên lão cho nên một khi di la chi vực bại lộ cho dù nhóm nguyên lão sẽ không cưỡng ép cướp đoạt nhưng cũng sẽ đề nghị để cho các trí đạo cảnh thế lực khác tiến vào nơi đây lĩnh hội dạng này nhân tộc liền không có cách nào chiếm giữ ưu thế phụ thân ta hiểu được thực lực của nhân tộc bây giờ còn chưa đủ còn khó có thể giữ được dạng di la chi vực này chỉ có thực lực của phụ thân càng cường đại hơn sau khi không sợ các nguyên lão khác mới có thể công bố di chi vực cho nên tạm thời liền chỉ có các người tu luyện ở đây ta sẽ chuẩn bị một chút vật phẩm quy tắc trí đạo cho các người đặc biệt là tinh thần ngươi mau chóng lĩnh bộ quy tắc trí đạo danh sách thứ ba đến cảnh giới viên mãn ta sẽ cho ngươi một kiện truyền thuyết linh vật để cho ngươi đột phá đến trí đạo cảnh thần thoại trở thành một vị nguyên lão đa tạo phụ thân diệp tinh thần kích động trong tuế nguyệt sau đó bọn người diệp tinh thần lĩnh hội quy tắc trí đạo ở ngay chỗ này mà diệp thiên cũng lấy được một chút vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ ba vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ tư phẩm chất cao phẩm chất đỉnh cấp cho bọn hắn nhưng hắn đều nghĩ biện pháp xóa đi tác dụng phụ của chúng thời gian dần qua cảnh giới quy tắc trí đạo của bọn hắn không ngừng tăng lên diệp tinh nguyệt cùng với tiêu nguyệt nhao nhao lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ tư đến cảnh giới viên mãn lại mượn nhờ một kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ ba lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ ba trên lý luận trí đạo cảnh truyền thuyết phổ thông lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ ba cũng là có hy vọng đột phá đến trí đạo cảnh thần thoại nhưng xác suất tương đối thấp tốt nhất cần lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ 3 đến 7 thành cảnh giới trở lên mới có tỷ lệ đột phá rất lớn thế là các nàng tiếp tục tham ngộ ngược lại có di la chi vực tồn tại lại thêm diệp thiên không ngừng cung cấp đủ loại vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ ba đủ để bảo đảm các nàng có thể lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ ba đến cảnh giới rất cao diệp thiên còn lấy ra kiện tiên thiên nguyên bảo thần quỳnh châu này để cho ba người diệp tinh thần phân biệt sử dụng tiến hành tăng cao tu vi tranh thủ sớm ngày để thăng tu vi tới trí đạo cảnh truyền thuyết đỉnh phong cũng chỉ có diệp thiên mới nguyện ý lấy tiên thiên nguyên bảo ra cho người nhà sử dụng nếu đổi thành những người khác cũng không dám tiết lộ ra ngoài chỉ sợ bại lộ trong bất trì bất giác trăm vạn trí đạo kỳ nguyên tuế nguyệt chưa qua diệp tinh thần đã để thăng tu vi tới trí đạo cảnh truyền thuyết đỉnh phong hơn nữa cũng lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ ba đến 10 thành cảnh giới viên mãn chỉ kém lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ hai liền có thể tiến hành xung kích trí đạo cảnh thần thoại biết được quy tắc trí đạo danh sách thứ ba của diệp tinh thần đã viên mãn diệp thiên lấy ra một kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ hai phẩm chất cao đẳng duy nhất mà chính mình tìm được vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ hai phẩm chất cao đẳng này tên là huyền la thạch trải qua giám định chi nhãn giám định chỉ cần có thiên tủy dịch tăng thêm long lân cổ huyết cùng với quang minh huyết tủy liền có loại trừ tác dụng phụ của nó tinh thần cho ngươi mấy món vật phẩm này ngươi cầm lấy đi lĩnh hội vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ hai chờ lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ hai liền lại tới tìm ta đà tạ phụ thân bạn đang xem siêu cấp yêu nghiệt tại kênh youtube di các phim diệp tinh thần lập tức tiến hành lĩnh hội quy tắc trí đạo danh sách thứ hai ở dưới sự giúp đỡ của di la chi vực diệp tinh thần tiêu tốn mấy vạn trí đạo kỷ nguyên tuế nguyệt liền thành công lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ hai diệp thiên liền tiêu phí đủ loại tài nguyên để thăng chuyển thuyết thể trí cường của diệp tinh thần tới cảnh giới viên mãn lúc này mới lấy ra một kiện truyền thuyết linh vật đây là truyền thuyết linh vật hắn tìm được tại truyền thuyết về khổ có thể trăm phần trăm trợ giúp diệp tinh thần đột phá thành trí đạo cảnh thần thoại có hiệu quả không sai biệt lắm với cổ uyên quả chỉ có điều truyền thuyết linh vật còn có hiệu quả để thăng ngộ tính để thăng căn cơ vĩnh cửu cho nên diệp thiên mới lấy ra kiện truyền thuyết linh vật này cho diệp tinh thần diệp tinh thần lập tức đi bế quan đột phá mấy vạn trí đạo kỷ nguyên sau đó diệp tinh thần cuối cùng cũng hoàn thành đột phá lực lượng bản nguyên truyền thuyết trong cơ thể thuế biến thành lực lượng bản nguyên thần thoại phá vỡ bình cảnh trở thành một vị trí đạo cảnh thần thoại mà dị tượng diệp tinh thần đột phá chấn kinh toàn bộ nhân vực cũng tự nhiên chấn kinh liên minh tiên thiên nguyên vực lại là nhân vực nguyên lão nhân vực diệp thiên không phải đã đột phá sao còn có ai lại đột phá trở thành trí đạo cảnh thần thoại chưa nghe nói qua nhân vực có trí đạo cảnh truyền thuyết lợi hại làm sao đột nhiên liền đột phá rồi kỳ quái sẽ không phải là phân thân của diệp thiên đột phá đó chứ không có khả năng phân thân của diệp thiên là luyện chế ra phía trước ta đã thấy cũng đã là trí đạo cảnh thần thoại không cần lại đột phá vậy thì kỳ quái không bằng đi hỏi một chút diệp thiên nguyên lão thế là một đám nguyên lão hỏi thăm diệp thiên tại trí cao hư không mà diệp thiên cũng hiện thân tại trí cao hư không nói các vị là con trai ta đột phá trí đạo cảnh thần thoại lời này vừa ra tất cả nguyên lão đều kinh hãi diệp thiên đột phá trở thành nguyên lão thì cũng thôi đi con trai của diệp thiên là người nào chưa từng nghe nói qua làm sao đột nhiên cũng liền trở thành trí đạo cảnh thần thoại trở thành một vị nguyên lão chúc mừng Diệp Thiên Nguyên Lão, một đám Nguyên Lão chúc mừng mặc kệ Diệp Tinh Thần là đột phá thế nào. Bây giờ con trai của Diệp Thiên đột phá trí đạo cảnh thần thoại, vậy thì đại biểu cho nhân vực nhiều thêm một vị Nguyên Lão. Chuyện này tự nhiên phải chúc mừng một phen. Diệp Thiên nắm giữ lại bí mật, một số Nguyên Lão âm thầm suy nghĩ bọn hắn đều phán đoán ra, nhưng bây giờ Diệp Thiên đã quật khởi, bọn hắn cũng không có biện pháp nhìn trộm bí mật của hắn, nhưng trong lòng biết được nhân tộc quật khởi đã là không có cách nào ngăn trở Diệp Tinh Thần chính thức đột phá lại xuất quan hơn nữa thu được quyền hạn nguyên lão mà không lâu sau đó vợ của diệp thiên tiêu nguyệt cũng là đạt đến yêu cầu đột phá diệp thiên cũng trợ giúp nàng đột phá ngay sau đó dị tượng đột phá hiện lên ánh mắt của không ít nguyên lão một lần nữa nhìn về phía nhân vực tuy nói dị tượng đột phá lần này nhỏ hơn rất nhiều chỉ sinh ra một vị nguyên lão phổ thông nhưng đại bộ phận liên minh tiên thiên nguyên vực cũng là nguyên lão phổ thông không ít nguyên lão lại tới hỏi thăm biết được người đột phá là vợ của diệp thiên bọn hắn lập tức cảm thấy khiếp sợ bọn hắn rất là chấn kinh diệp thiên nguyên lão đến cùng là giàu có cỡ nào lại có thể cưỡng ép trợ giúp người khác đột phá đến cấp bậc nguyên lão quả thực là không thể tưởng tượng nổi nhân vực sẽ không phải sẽ còn có người đột phá trở thành trí đạo cảnh thần thoại trở thành nguyên lão đó chứ một số nguyên lão thầm nghĩ như thế lại là một khoảng thời gian đi qua diệp tinh nguyệt thành công đột phá trí đạo cảnh thần thoại trở thành một vị nguyên lão đến nước này nhân tộc liền có bốn vị nguyên lão hơn nữa một mình diệp thiên tương đương với nhiều vị nguyên lão hơn nữa số lượng trí đạo cảnh truyền thuyết nhân tộc cũng đang không ngừng gia tăng không chỉ có là cấp bậc nguyên lão, ngay cả cấp độ trí đạo cảnh truyền thuyết, trí đạo cảnh, nhân tộc cũng đều siêu việt xa xa các loại đại tộc như tô tộc, tần tộc, kiếm tộc Diệp Thiên cũng đang suy xét dự định di chuyển thế lực bên ngoài nhân tộc ra ngoài nhân vực, chuẩn bị chế tạo nhân vực thành địa bàn chỉ thuộc về nhân tộc, tiếp đó cải tạo nhân vực một phen, đủ để ngăn chặn công kích cấp bậc nguyên lão nhưng mà, các thế lực khác, như là Thái Tố Cung, cũng phải tìm một địa phương tốt, dù sao sinh linh ngoài nhân tộc bên có nhiều lắm, nếu như không có một địa phương tốt, cũng không thể giết bọn hắn nếu thật sự làm như vậy. So với diệt tuyệt một tòa tiên thiên nguyên vực không có gì khác nhau, đội bộ liên minh tiên thiên nguyên vực chắc chắn cũng sẽ có âm thanh bất mãn đối với hắn huống hồ. Diệp thiên chắc chắn sẽ không làm như vậy, ngay cả vũ cực thiên cung trước đây cũng không có làm như vậy. Hắn sao lại làm loại chuyện này bất quá vào một ngày, một tin tức tốt chuyển đến, liên minh tiên thiên nguyên vực lại dựng dục ra một tòa tiên thiên nguyên vực. Tại một chỗ hư vực một tòa tiên thiên nguyên vực đang ở trong thai ngén, một một số trí đạo cảnh cửu trọng đến nơi này vẻn vẹn chỉ là một tòa tiên thiên nguyên vực, tự nhiên không thể khiến cho nhóm trí đạo cảnh truyền thuyết chú ý chớ nói chỉ là khiến cho các nguyên lão chú ý nhưng rất nhiều thế lực nhỏ lại để mắt tới tòa tiên thiên nguyên vực này muốn chiếm giữ tòa tiên thiên nguyên vực này Khi tức nguyên lão buông xuống khiến cho đám trí đạo cảnh cửu trọng này sợ hãi không thôi trong chớp mắt diệp thiên buông xuống đám trí đạo cảnh cửu trọng này nhận ra diệp thiên bọn hắn có lẽ không biết nguyên lão khác nhưng diệp thiên là nguyên lão mới tấn thăng tốc độ phát triển quá nhanh đã từng là cường giả cùng cảnh giới với bọn hắn bọn hắn tự nhiên nhận ra diệp thiên nguyên lão một đám chí đạo cảnh cửu trọng vội vàng hô tòa tiên thiên nguyên vực này ta muốn diệp thiên dùng ngữ khí mệnh lệnh nói một đám chí đạo cảnh cửu trọng xám xỉ rời đi không dám dừng lại nơi đây diệp thiên muốn tòa tiên thiên nguyên vực này bọn hắn làm sao còn dám tranh đoạt lại là sau một khoảng thời gian tòa tiên thiên nguyên vực này sắp thay nghén thành công trượt diệp thiên bắt đầu bố trí trận pháp kiến tạo cứ điểm ở bên ngoài tòa tiên thiên nguyên vực này bảo vệ nơi đây nối liền cùng một chỗ với những tòa tiên thiên nguyên vực khác nên trở về nói chuyện với cung chủ thái tố cùng rồi tại nhân vực thái tố cung diệp thiên hàng lâm nơi này cung chủ thái tố cung nhìn thấy diệp thiên tới cung kính nói hiện nay nàng vẫn như cũ chỉ là trí đạo cảnh bát trọng ngay cả trí đạo cảnh cửu trọng cũng đều không phải mà diệp thiên đã là nguyên lão cao cao tại thượng chênh lệch địa vị quá xa diệp thiên sau khi đến không có quanh co lòng vòng nói thẳng cung chủ thái tố cung ta hy vọng thái tố cung có thể di chuyển đến một tòa tiên thiên nguyên vực mới dựng dục ra do thái tố cung chấp trưởng tòa tiên thiên nguyên vực kia hơn nữa ta sẽ đưa ra một bộ phận tài nguyên xem như đền bù thậm chí còn có thể cho ngươi một kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ năm thế thế nào vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ năm cung chủ thái tố cung động lòng có lẽ tại nhân tộc một kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ năm có thể dễ dàng đổi được nhưng nàng không phải nhân tộc một tòa tiên thiên nguyên vực mới hoàn cảnh tu luyện chắc chắn không bằng nhân vực bây giờ nhưng diệp thiên nguyện ý đền bù tài nguyên tùy tiện cho một chút tài nguyên cũng đủ khiến cho thái tố cung cất cánh bây giờ nàng cũng gần như đoán ra mục đích của diệp thiên nàng cũng là trí đạo cảnh bát trọng đã đi ra ngoài nhân vực biết được tiên thiên nguyên vực của tô vực tần vực cơ hồ cũng là một tộc trưởng khống một vực thậm chí không cho phép ngoại nhân đi vào rõ ràng diệp thiên cũng muốn triệt để trưởng khống nhân vực chỉ cho phép nhân tộc ở trong nhân vực nếu như không đồng ý không thể nghi ngờ sẽ khiến cho diệp thiên khó chịu thế là cung chủ thái tố cùng đồng ý diệp thiên nguyên lão ta đồng ý cung chủ thái tố cùng đáp được những vật này liền cho ngươi Diệp Thiên tiện tay ném cho cung chủ Thái Tố cung một quả cầu hư, không cung chủ Thái Tố cung nhận lấy, chờ Diệp Thiên sau khi rời đi, lúc này mới kiểm tra một hồi, nhiều bảo vật như vậy. Cung chủ Thái Tố cung kích động, những tài nguyên này so với toàn bộ gia sản của Thái Tố cung cộng lại, còn nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần, có lẽ đây là tài nguyên Diệp Thiên giết một vị trí đạo cảnh truyền thuyết lấy được nhưng đối với trí đạo cảnh bát trọng như cung chủ thái tố cung mà nói những tài nguyên này đủ để cho thực lực của nàng cùng với thái tố cung tăng vào thái tố cung liền chuẩn bị rút lui ra khỏi nhân vực lại ở dưới sự an bài của nhân tộc tiến vào tiên thiên nguyên vực mới thậm chí cường giả nhân tộc còn nguyện ý giúp cải tạo tiên thiên nguyên vực mới hơn nữa tòa tiên thiên nguyên vực mới kia đổi tên thành thái tổ vực thái tố cung vốn là thế lực đỉnh tiêm ngoại trừ nhân tộc có hy vọng cao tại nhân vực thái tổ cung vừa đi các thế lực khác cũng liền đi theo đương nhiên mỗi một cái thế lực chủ động đi nhân tộc đều sẽ cho một chút chỗ tốt quà. Thế lực rời đi càng ngày càng nhiều thấy tình hình này, những thế lực bình thường kia cũng đều đi về phần những thế lực nhỏ xíu kia, nhóm trí đạo cảnh cùng với nhóm trí đạo cảnh truyền thuyết nhân tộc liền ra tay, đa di bọn hắn ra khỏi nhân vực, đưa đến thái tố vực, phủ kín toàn bộ thái tố vực trải qua một phen thao tác của nhân tộc, những sinh linh chủng tộc nhân vực kia đều na di đến thái tố vực, phỏng phất như là đổi vô cực vực thành thái tổ vực trong quá khứ vậy mà nhân tộc thì triệt để chiếm cứ nhân vực, Phu tận cung vực đều là một phần của nhân tộc cũng không còn thế lực cùng với chủng tộc khác sau này chắc chắn còn có thể dựng dục ra một số chủng tộc nhưng chỉ cần hơi cải tạo một chút liền không có khả năng sinh ra chủng tộc mạnh mẽ khác cho dù sinh ra cũng chỉ là biến thành đối tượng nhỏ yếu cho nhân tộc bồi luyện trên toàn thể toàn bộ nhân vực đã triệt để thuộc về nhân tộc diệt thiên bắt đầu cải tạo nhân vực xem như nguyên lão quyền hạn của hắn rất cao tuy nhiên biết một loại phương pháp cải tạo của liên minh tiên thiên nguyên vực vạn trọng tạo giới trận đây là đại trận do không ít nguyên lão tiêu tốn năm tháng dài đằng đẵng nghiên cứu ra được, cần một lượng lớn tài nguyên, một khi kiến tạo, liền có thể nhanh chóng để thăng bản nguyên của một tòa tiên thiên nguyên vực, lại còn có thể tạo thành phòng ngự kinh khủng một nhóm trí đạo cảnh truyền thuyết liền có thể điều động vạn trọng tạo giới trận, ngăn cản công kích của nguyên lão phổ thông, để cho tiên thiên nguyên vực không đến mức bị phá hủy giống như kiếm tộc liền bố trí vạn trọng tạo giới trận, cho dù nguyên lão kiếm tộc vẫn lạc, nhưng có dạng trận pháp này, kiếm tộc cũng không sợ nguyên lão phổ thông Diệp Thiên có thân gia phong phú bố trí một tòa vạn trọng tạo giới trận tự nhiên không có vấn đề gì rất nhanh diệp thiên liền chuẩn bị xong tài liệu bắt đầu bố trí vạn trọng tạo giới trận sau một khoảng thời gian vạn trọng tạo giới trận được bố trí xong diệp thiên bắt đầu kiến tạo từng tòa cứ điểm ở bên ngoài nhân vực dùng những cứ điểm này để bảo vệ nhân vực giống như tô vực cũng là kiến tạo từng tòa cứ điểm ở bên ngoài tô vực những cứ điểm này sẽ giao cường giả nhân tộc tọa trấn lại qua một khoảng thời gian vạn trọng tạo giới trận cùng với từng tòa cứ điểm kia liền được bố trí xong liên tộc bây giờ phát triển ổn định ta cũng sẽ không cần quan tâm, kế tiếp liền phải cố gắng tăng cao thực lực, mà từng cỗ thân thể phòng chế của Diệp Thiên cũng đi sông sáo đủ loại bảo địa, như các loại bảo địa truyền thuyết bể khổ, hắn cũng là một mực ở bên trong tìm kiếm tài nguyên, dùng để tăng cường thực lực của chính mình tuy nói thu hoạch đều không phải là quá nhiều, nhưng sau một quãng thời gian, góp nhặt tài nguyên cũng là vô cùng phong phú một cỗ thân thể phòng chế của Diệp Thiên tìm kiếm tài nguyên tại truyền thuyết bể khổ, dần dần đi tới chỗ sâu nhất truyền thuyết bể khổ, truyền thuyết khổ thú ở nơi này thập phần cường đại, Nguyên lão tầm thường tiến vào nơi đây cũng là tự tìm cái chết nhưng Diệp Thiên coi như bây giờ bị truyền thuyết bể khổ áp chế. Nhưng hắn lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất, lại nắm giữ nhiều thần thoại thể như vậy. Nhục thân kinh khủng bực nào, lúc này mới có thể sinh tồn ở đây thiên phú sao chép của Diệp Thiên cảm ứng được một vị nguyên lão tồn tại. Nguyên lão đệ tam, ảnh trần nguyên lão đệ tam cũng cảm ứng được Diệp Thiên tồn tại, đưa mắt nhìn tới, bái kiến nguyên lão đệ tam. Nguyên lão đệ tam ảnh trần nhìn Diệp Thiên, mỉm cười nói, ngươi hẳn là nguyên lão liên minh tiên thiên nguyên vực mới tấn thăng diệp thiên nguyên lão đệ tam tuy nói một mực chờ ở truyền thuyết bể khổ nhưng đối với tin tức tình báo ngoại giới vẫn là một mực nắm giữ chỉ có điều không có cách nào kịp thời biết được tình báo mới nhất diệp thiên gật gật đầu chợt nhìn về phía trước nguyên lão đệ tam chỉ thấy nơi đó có một đầu truyền thuyết khổ thú cổ quái cố hóa một hòn đảo trên thân thể tạo thành phòng ngự bền chắc không thể phá mà nguyên lão đệ tam cũng vây khốn đối phương không để cho đối phương đào tàu lại một mực công kích đầu truyền thuyết khổ thú này nguyên lão đệ tam ngài một mực vây khốn đầu truyền thuyết khổ thú này ở nơi đây nguyên lão đệ tam nói bên trong xào huyệt của đầu truyền thuyết khổ thú này có một kiện vật phẩm ta cần đáng tiếc phòng ngự của đầu truyền thuyết khổ thú này quá cường đại ta chỉ có thể dựa vào năm tháng dài đằng đẵng ma diệt nhục thân của nó từng chút một có thể làm cho nguyên lão đệ tam một mực đợi ở chỗ này ma diệt đầu truyền thuyết khổ thú này có thể thấy được đồ vật trong xào huyệt của nó chân quý bực nào nhưng nơi đây đã bị nguyên lão đệ tam chiếm cứ nguyên lão khác cũng sẽ không đến cướp đoạt huống hồ rất nhiều nguyên lão đều biết nguyên lão đệ tam ở đây cũng không cần thiết giấu giếm đúng rồi diệp thịnh nguyên lão tuyệt đối không nên đi đến vị trí truyền thuyết về khổ kia nguyên lão đệ tam chỉ về một phương hướng nói nơi đó tồn tại một đầu truyền thuyết khổ thú vô cùng kinh khủng ở trong lãnh địa của đối phương lực lượng truyền thuyết bể khổ có thể điều động là rất nhiều cho dù là ta cũng không phải đối thủ hơn nữa đối phương am hiểu thủ đoạn phong ấn có ba vị nguyên lão bị đối phương phong ấn cho đến nay còn chưa có cách nào thoát khổn ba vị nguyên lão bị phong ấn chẳng lẽ ngay cả nguyên lão đệ nhất cũng đều không có biện pháp đối phó đó cũng không phải nguyên lão đệ nhất có thực lực rất cường đại cũng có thể đối phó đầu truyền thuyết khổ thú kia nhưng vạn nhất có biến cố thì sao nguyên lão đệ nhất cũng sẽ không tới đây cũng sẽ không vì ba vị nguyên lão mà mạo hiểm đa tặng nguyên lão đệ tam nhắc nhở tại chỗ sâu truyền thuyết bể khổ diệp thiên lại trực tiếp đi tới vị trí mà nguyên lão đệ tam nói hắn bây giờ là tràn ngập tò mò tuy nói nơi đó rất nguy hiểm nhưng hắn cũng không sợ gặp phải nguy hiểm cùng lắm thì thiệt hại một cỗ thân thể phòng chế mà thôi rất nhanh hắn liền đi tới lãnh địa của đầu truyền thuyết khổ thú nắm giữ năng lực phong ấn kia diệp thiên vừa bước vào vùng này một đầu truyền thuyết khổ thú tướng mạo vô cùng cổ quái xuất hiện trên người đối phương nắm giữ rậm rạp chẳng chỉ trận văn phong ấn còn mắt thâm thúy đáng sợ như vực sâu vực sâu vạn khô đây là tên của đối phương trong chốc lát bốn phía diệp thiên bị phong tỏa lại ngay sau đó từng đạo phong ấn đánh tới mà những phong ấn này rõ ràng là do quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất tổ hợp mà thành diệp thiên lấy quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất chống lại nhưng lực lượng cũng không bằng đối phương hơn nữa đối phương điều động nhiều lực lượng truyền thuyết bề khổ lắm dễ dàng liền phong ấn lại cỗ thân thể phòng chế này của diệp thiên chỉ thấy cỗ thân thể phòng chế này của diệp thiên hóa thành một tòa pho tượng rơi vào đáy biển truyền thuyết bể khổ tại đáy biển truyền thuyết bể khổ nơi này diệp thiên gặp được pho tượng ba vị nguyên lão pho tượng sáu vị ba tôn lại thanh hoán mà nói đó chính là mười vị trí đạo cảnh bị phong ấn bây giờ thân thể của hán bị phong ấn nhưng ý thức vẫn còn tương đối rõ ràng thậm chí còn có thể giao lưu cùng với ngoại giới lại thêm một vị nguyên lão xui xẻo ngoại giới hẳn phải biết tình báo tại nơi này làm sao sẽ còn có nguyên lão tới đây tự tìm cái chết có thể là hiếu kỳ cho rằng nơi này có cơ duyên cho nên lại tới lại nói vị nguyên lão này hẳn là nguyên lão mới tấn thăng chưa bao giờ thấy qua ha 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 liên minh tiên thiên nguyên vực các ngươi lại bị phong ấn một vị nguyên lão những người này nói chuyện Diệp Thiên tự nhiên nghe được, các vị, chào các ngươi, hắn không vội tán đi thân thể. Muốn nhìn một chút nơi này có những cơ duyên khác hay không cỗ thân thể phòng chế này của Diệp Thiên tuy nói bị phong ấn, nhưng vẫn là rũi ra một chút xíu cảm giác, cảm giác hoàn cảnh bốn phía, đừng cảm giác, ở đây ngoại trừ vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất phẩm cấp thấp, vực sâu khô lâu thạch, liền không có những vật khác, vực sâu khô lâu thạch, Diệp Thiên rất nhanh cũng cảm giác được nó, nơi đó lại có một đống vực sâu khô lâu thạch, trồng chất ở nơi đó phảng phất như là từng cái đầu lâu trồng chất cùng một chỗ, nhưng trên thực tế đó là tảng đá có hình dáng đầu lâu, nhiều vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất như vậy. Nếu hắn thu được nhiều vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất như vậy, không phải là có thể lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất đến 10 thành cảnh giới viên mãn. Nhưng bây giờ phiền phức chính là, đầu vực sâu vạn khô kia quá cường đại, hắn cũng đều bị phong ấn trong nháy mắt, ngoại trưởng nguyên lão đệ nhất tới có chút hy vọng, các nguyên lão khác tới cũng là chịu chết, các người có biện pháp thoát khốn không? Diệp Thiên hỏi thăm mấy vị nguyên lão cùng với ma tôn này, thoát khốn không được. Một vị nguyên lão trả lời, nếu không phải người bị phong ấn, chúng ta tạm thời thức tỉnh, bằng không đều sẽ tiến vào ngủ say, dù sao quá nhàm chán, không ngủ say, chúng ta đều sẽ phát điên. Ở đây chỉ có chúng ta bị phong ấn, chẳng lẽ các truyền thuyết cổ thú khác tiến vào nơi đây sẽ không bị phong ấn sao? Diệp Thiên hỏi vấn đề này nếu như không bị phong ấn, hắn chuẩn bị phòng chế thân thể một đầu truyền thuyết khổ thú lèn vào nơi đây một vị nguyên lão nói, Thủ đoạn lợi hại nhất của đầu truyền thuyết khổ thú này là phong ấn nếu bỏ qua thủ đoạn phong ấn thực lực của nó cũng không cường đại chúng ta còn thật sự không sợ nó nó sở dĩ phong ấn chúng ta cũng là bởi vì không nắm chắc giết chúng ta truyền thuyết khổ thú phổ thông tiến vào nơi đây sẽ trực tiếp bị nó giết chết mà truyền thuyết khổ thú cường đại cũng sẽ không quả thực tiến vào lãnh địa của nó hơn nữa cái này năm tháng dài đằng đẵng cũng không có truyền thuyết khổ thú tiến vào ở đây tự tìm cái chết diệp thiên cảm thấy có chút khó làm nhiều vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất như vậy hắn thế nhưng là không nỡ từ bỏ sau khi lần lượt trò chuyện diệp thiên từ đầu đến cuối không có cách nào thu được tình báo hữu dung không lâu sau đó những nguyên lão cùng với ma tôn này nhao nhao tiến vào ngủ say mặc cho diệp thiên kêu gọi cũng không có phản ứng diệp thiên trải qua lần lượt suy tính cảm thấy chỉ có một cái biện pháp có khả năng cao có thể thực hiện đó chính là nghiên cứu năng lực phong ấn của vực sâu vạn khô từ đó sáng tạo ra thần thông trí đạo có thể ngăn cản năng lực phong ấn của vực sâu vạn khô hơi ngăn cản một chút, từ đó ngăn chặn một chút thời gian, để cho những thân thể phòng chế khác cướp đoạt vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất dạng này, có lẽ sẽ có hy vọng cướp đi những vực sâu khô lâu thạch kia, vậy liền bắt đầu nghiên cứu. Hắn đang bị phong ấn, cho nên đối với thủ đoạn phong ấn này, tự nhiên có đầy đủ năng lực nhiên chỉ có điều các nguyên lão ma tôn khác bị phong ấn, mặc dù muốn nghiên cứu, cũng là không có biện pháp thao tác thực tế. Nhưng thân thể phòng chế khác của Diệp Thiên chính là tự do đó, ngược lại là có thể thao tác trên thực tế từ đó nghiên cứu một chút thủ đoạn phong ấn 100 vạn trí đạo kỳ nguyên. Dần dần, Diệp Thiên nghiên cứu thủ đoạn phong ấn ước chừng hơn 2 triệu trí đạo kỳ nguyên tuế nguyệt, cuối cùng cũng nghiên cứu ra một chút ảo diệu, lại thành công sáng tạo ra một môn thần thông trí đạo danh sách thứ nhất. Môn thần thông trí đạo danh sách thứ nhất này có khả năng cao có thể kiên trì một hồi, qua một thời gian mới có thể bị phong ấn, ít nhất có thể ngăn chặn một chút thời gian, có thể đi thử xem. Hai cỗ thân thể phòng chế của Diệp Thiên tiến vào truyền thuyết bể khổ, đi đến phụ cận lãnh địa vực sâu vạn khô sau khi đến đây hai cỗ thân thể phòng chế tách ra một cỗ thân thể phòng chế trong đó trực tiếp xâm nhập vào bên trong lãnh địa vực sâu vạn khô anh vực sâu vạn khô cảm giác được diệp thiên đến trực tiếp tức giận thì triển bí thuật phong ấn mà lúc này diệp thiên điều động quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất thì triển ra thần thông trí đạo danh sách thứ nhất phản phong ấn chính mình sáng tạo trong năm tháng dài đằng đẵng kia trong chốc lát thần thông trí đạo danh sách thứ nhất tạo thành kết giới đặc thù bọc lại diệp thiên mà lực lượng phong ấn của vực sâu vạn khô bị kết giới đặc thù này ngăn chặn cho dù kết giới sắp vỡ nát nhưng ít nhất cũng ngăn chặn được thân thể phòng chế của Diệp Thiên nhanh chóng xuyên thẳng qua, đi tới đáy biển truyền thuyết bể khổ, thẳng đến những vực sâu khô lâu thạch kia đầu vực sâu vạn khô này cảm ứng được, lập tức tức giận, liền muốn trở về mà cỗ thân thể phòng chế kia của Diệp Thiên ra tay, dùng thần thông chí đạo danh sách thứ nhất công kích vực sâu vạn khô, quả nhiên khiến cho vực sâu vạn khô đình chỉ động tác, nó chuẩn bị xử lý cỗ thân thể phòng chế này của Diệp Thiên trước rồi lại nói kế hoạch thành công một nửa, ở trong một cái chớp mắt tiếp theo, Diệp Thiên đã đi tới chỗ vực sâu khô lâu thạch những nguyên lão ma tôn kia lại thức tỉnh gặp được diệp thiên lập tức chấn kinh lại một vị diệp thiên mẹ kiếp người lại có phân thân mau cứu chúng ta ra ngoài mà diệp thiên tự nhiên không có để ý bọn hắn hắn trực tiếp lấy đi những vực sâu khô lâu thạch kia tiếp đó lập tức chạy trốn bởi vì cỗ thân thể phòng chế khác của hắn đã không kiên trì nổi ngay tại sát na diệp thiên bỏ chạy kia cỗ thân thể phòng chế kia đã không kiên trì nổi thần thông trí đạo phản phong ấn bị phá ra phong ấn chi thuật của vực sâu vạn khô bao trùm diệp thiên triệt để phong ấn hắn trở thành một pho tượng rơi xuống đáy biển nhưng Diệp Thiên trực tiếp giải trừ hai cỗ thân thể phòng chế bị phong ấn này răng rắc, hai pho tượng trực tiếp tan rã, khiến cho vực sâu vạn khô ngây ngẩn cả người ngay sau đó. Nó bắt đầu truy sát cỗ thân thể phòng chế Diệp Thiên đào tàu kia nhưng lúc này nó đuổi giết đã muộn một bước lực công kích, tốc độ của vực sâu vạn khô đều không phải là rất cao, cho nên trong lúc nhất thời không có đuổi kịp Diệp Thiên, cho nên nó cũng không có truy kích bao xa, liền trở lại chỉ vì nó ở lãnh địa của mình mới nắm giữ thực lực cường đại như vậy đương nhiên sẽ không muốn rời đi lãnh địa của mình tại một chỗ truyền thuyết về khổ Diệp Thiên dừng lại vực sâu vạn khô không có tiếp tục đuổi giết quả nhiên nó sẽ không đuổi ra khỏi lãnh địa của mình Diệp Thiên thở dài một hơi trời thương phấn không thôi nhiều vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất như vậy bây giờ cũng là của hắn rồi thu hoạch của quả thực là không thể tưởng tượng tiếp đó Diệp Thiên liền trở về ngoại giới quay về nhân vực chỉ có sau khi trở về hắn mới có thể chân chính yên tâm tại nhân vực Diệp Thiên trở về lúc này mới thở dài một hơi nhiều vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất như vậy đã đầy đủ cho ta dùng diệp thiên lấy ra vực sâu khô lâu thạch tiếp đó mượn nhờ di la pho tượng bắt đầu lĩnh hội quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất vực sâu khô lâu thạch là vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất phẩm chất thấp ẩn chứa tác dụng phụ rất lớn căn cứ vào kiện tiên thiên nguyên bảo giám định chi nhãn này giám định luyện hóa vực sâu khô lâu thạch sẽ bị một loại lực lượng đáng sợ ăn mòn nhục thân cùng với bản nguyên thần thoại có tác hại rất lớn diệp thiên không thèm quan tâm chút nào trong tuế nguyệt sau đó Diệp Thinh liền không ngừng luyện hóa từng khoảng vực sâu khô lâu thạch. Lợi dụng những vực sâu khô lâu thạch này lĩnh hội quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất dần dần, cảnh giới quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất của Diệp Thiên càng ngày càng cao mà trong khi cảnh giới quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất của Diệp Thiên tăng lên, thần thoại thể trí cường của hắn cũng bắt đầu hoàn thành lần thuế biến thứ hai, long lân thần thoại thể bắt đầu thuế biến lần thứ hai. Đây đều là hắn dùng truyền thuyết huyết bảo hấp thu một lượng lớn tài nguyên, dùng để đề thăng, còn dùng đủ loại tài nguyên có trợ giúp để thăng thần thoại thể tiến bộ mới có thể nhanh như vậy lông lân thần thoại thể hoàn thành lần thuế biến thứ hai khiến cho thân thể của diệp thiên càng cường đại hơn thực lực cũng tăng lên một chút trong tuế nguyệt sau đó từng loại thần thoại thể hoàn thành lần thuế biến thứ hai thực lực càng ngày càng cường đại khi 18 loại thần thoại thể trí cường của diệp thiên đều hoàn thành lần thuế biến thứ hai đã là rất lâu tuế nguyệt sau đó mà lúc này quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất của hắn cũng cuối cùng tăng lên tới 10 thành cảnh giới viên mãn. Có thể nhanh như vậy để thăng quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất tới cấp độ này, xila La pho tượng có tác dụng rất lớn nguyên lão đệ nhất phát tới văn kiện thông chi. Sau năm triệu trí đạo kỳ nguyên nữa, sẽ tiến hành sắp xếp nguyên lão một lần nữa xếp hạng chân chính trong liên minh tiên thiên nguyên vực chỉ có 36 vị nguyên lão, mà nguyên lão lại có rất nhiều, muốn đi vào xếp hạng này. Vậy thì phải khiêu chiến 36 vị nguyên lão đứng đầu, đương nhiên nếu là nguyên lão ở trong 36 vị nguyên lão đứng đầu này, muốn để cho mình có xếp hạng cao hơn cũng có thể tiến hành khiêu chiến nhưng ở dưới tình huống bình thường vì mấy vị trí đứng đầu đã vô tận tuế nguyệt không có thay đổi chủ yếu là vì thực lực của bọn hắn cơ hồ đều đã đạt đến cực hạn muốn lại tăng lên nữa là rất khó trừ phi thu được một kiện tiên thiên nguyên bảo kinh người mới có thể khiến cho thực lực tăng vọt rất nhiều nguyên lão thu được đưa tin này lại không có quá mức quan tâm ngược lại cũng không có quan hệ với bọn hắn bọn hắn cũng biết chính mình không có khả năng trở thành 36 vị nguyên lão đứng đầu cho nên chuyện này không có quan hệ với bọn hắn nên làm gì thì làm cái đó Diệp Thiên lại rất xem trọng, có lẽ ta có hy vọng tiến vào 36 vị nguyên lão đứng đầu, hắn bây giờ là chắc chắn không có tư cách, dù sao thực lực còn chưa tính cường đại, coi như lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất cảnh giới viên mãn, nhưng tu vi còn chưa có tăng lên, thần thoại thể trí cường cũng chỉ mới hoàn thành hai lần thuế biến, tuy nói trồng chất rất nhiều thần thoại thể trí cường, nhưng cũng nhiều lắm là tương đương với thần thoại thể trí cường thuế biến năm sáu lần ở bên trong 36 vị nguyên lão đứng đầu cũng có nguyên lão đi con đường trí đạo trí cường, cũng đều hoàn thành 7-8 lần thuế biến thần thoại thể, lại tu vi cơ hồ đều đạt đến trí đạo cảnh thần thoại hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong so sánh với nhau mà nói, hắn bây giờ không có ưu thế gì, còn có 5 triệu trí đạo kỳ nguyên thời gian, thời gian còn rất phong phú. Nếu dùng thần Quỳnh Châu hấp thu đủ loại tài nguyên chân quý, không quan tâm giá cao mà nói, khả năng cao có thể để thăng tu vi tới trí đạo cảnh thần thoại trung kỳ, quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất đã viên mãn, phương diện này là không có cách nào tiến bộ vậy cũng chỉ có thể để thăng thần thoại thể trí cường hẳn là có hy vọng hoàn thành thuế biến thần thoại thể trí cường lần thứ ba nhưng cũng phải hao phí vô số tài nguyên chân quý diệp thiên hoàn toàn không quan tâm tiêu hao tài nguyên đủ loại tài nguyên đỉnh cấp đều không ngừng luyện hóa chỉ vì để cho thực lực của mình tăng lên cũng có mấy vị nguyên lão thực lực tiếp cận với 36 vị nguyên lão đứng đầu cũng đang liều mạng tăng cao thực lực đều muốn tiến vào hàng ngũ 36 vị nguyên lão đứng đầu đây không chỉ là danh vọng danh dự cũng là chỗ tốt có một số tài nguyên chỉ có 36 vị nguyên lão đứng đầu mới có cơ hội hưởng thụ. Đây cũng là nguyên nhân bọn hắn đều muốn trở thành 36 vị nguyên lão đứng đầu hơn nữa. Rất nhiều hội nghị bí mật, 36 vị nguyên lão này cũng sẽ không thông báo cho nguyên lão phổ thông cho nên, nếu có thực lực liền phải tranh thủ danh ngạch này Diệp Thiên là một chút thời gian dành cũng không có. Từng cỗ thân thể phòng chế đều đang khổ tu, còn sáng tạo đủ loại thần thông trí đạo danh sách thứ nhất đỉnh tiêm, tăng thêm một chút thực lực cũng đã rất tốt. Thời gian dần qua thực lực của Diệp Thiên chậm rãi tăng cường một triệu chí đạo kỳ nguyên hai triệu trí đạo kỳ nguyên ba triệu trí đạo kỳ nguyên cuối cùng thời gian năm triệu trí đạo kỳ nguyên sắp đi qua tu vi của diệp thiên cuối cùng ở dưới sự giúp đỡ của tiên thiên nguyên bảo thần quỳnh châu đột phá đến cảnh giới trí đạo cảnh thần thoại trung kỳ sau đó không lâu long lân thần thoại thể của hắn cũng hoàn thành lần thuế biến thứ ba bởi vì toàn bộ thần thoại thể của hắn cũng là tu hành cùng lúc cho nên các thần thoại thể trí cường khác cũng lục tục ngo ngoe hoàn thành lần thuế biến thứ ba vào trước khi chiến đấu bài danh nguyên lão toàn bộ thần thoại thể của hắn đều hoàn thành lần thuế biến thứ ba không sai biệt lắm, lần này ta tất nhiên có thể bắt được một danh ngạch trong 36 vị nguyên lão đứng đầu, một cỗ thân thể phòng chế của Diệp Thiên đến nơi này, còn mang đến giám định chi nhãn cùng với Di La pho tượng bởi vì mang theo Di La pho tượng, Di La chi vực tạm thời biến mất, sau khi được trả về, mới có thể lại một lần nữa mở ra Di La chi vực mà vợ con trai con gái của Diệp Thiên cũng đều đi theo hắn, sẽ không bởi vì không có Di La chi vực mà chậm trễ tu hành gia đình bốn người Diệp Thiên đi tới trụ sở Liên Minh Tiên Thiên Nguyên vực, vẫn là khiến cho không ít nguyên lão hâm mộ. Diệp Tinh Thần Nguyên lão, Tiêu Nguyệt Nguyên lão, Diệp Tinh Nguyệt Nguyên lão, đông đảo Nguyên lão tiến hành chào hỏi mà gia đình Diệp Thiên cũng hồi đáp, tâm sự vài câu đơn giản mấy người Tô Uyên, Tô Hà Tô tộc cũng đều tới, bây giờ Tô Uyên trung quy đã khôi phục thương thế bất quá, những Nguyên lão bọn hắn chỉ là đến xem náo nhiệt, cũng không phải tham dự, dù sao không có thực lực, báo danh chính là mất mặt, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhiều Nguyên lão đều tới, nhưng vẫn như cũ có Nguyên lão không đến Nguyên lão đệ nhất tới, các vị Nguyên lão Ai muốn khiêu chiến 36 vị nguyên lão đứng đầu, bây giờ liền có thể đến báo danh nguyên lão đệ nhất nói xong. Liền có vài vị nguyên lão đi báo danh mà Diệp Thiên cũng đi báo danh, Diệp Thiên nguyên lão cũng báo danh. Tô Hà Chấn Kinh nàng thừa nhận thực lực của Diệp Thiên mạnh hơn nàng, sau khi đột phá trở thành nguyên lão, thực lực rất cường đại. Nhưng nguyên lão thứ 36 đứng đầu xa xa không phải nguyên lão bình thường có thể so sánh, nắm giữ thực lực vô cùng kinh khủng thực lực của Diệp Thiên hẳn là cách nguyên lão thứ 36 đứng đầu rất xa, không chỉ là Tô Hà. Các nguyên lão khác đều rất khiếp sợ, nhào nhao nhìn về phía Diệp Thiên nhưng mỗi một vị nguyên lão cũng đều có quyền lợi báo danh, cho nên bọn hắn cũng không có nói cái gì cuối cùng. Có sáu vị nguyên lão xin khiêu chiến, Ly Hoàng nguyên lão, người muốn khiêu chiến vị nguyên lão nào? Nguyên lão đệ nhất hỏi Ly Hoàng nguyên lão cung kính nói, nguyên lão đệ nhất, ta muốn khiêu chiến nguyên lão thứ 36, Kim Hiền nguyên lão. Kim Hiền nguyên lão hiện tại không có ở đây, người nếu như muốn khiêu chiến y, ta cần thông chi y cho y, đại khái phải cần một khoảng thời gian. Y mới có thể trở về đây cũng không phải là nguyên lão thứ 36 cố ý tránh né khiêu chiến, mà là có chuyện trọng yếu, trong lúc nhất thời không trở về được trừ phi có người khiêu chiến Y, Y mới có thể trở về. Vậy ta khiêu chiến nguyên lão thứ 35, ảnh canh nguyên lão. Bạn đang xem siêu cấp yêu nghiệt tại kênh youtube di các phim. Ly Hoàng Nguyên Lão nói Nguyên Lão đệ nhất đồng ý ảnh canh Nguyên Lão đi tới, đón nhận lời khiêu chiến của Ly Hoàng Nguyên Lão, đi hư vực giao thủ, ảnh canh Nguyên Lão cùng với Ly Hoàng Nguyên Lão đi vào bên trong hư vực nguyên lão đệ nhất vẽ ra một cái khu vực để cho bọn hắn giao thủ ở trong khu vực này ly hỏa nguyên lão bạo phát ra tu vi trí đạo cảnh thần thoại hậu kỳ quy tắc trí đạo danh sách thứ hai chín thành cảnh giới hơn nữa y cũng là đi con đường trí đạo trí cường hoàn thành bảy lần thuế biến một thân thực lực vô cùng cường đại mà ảnh canh nguyên lão cũng thập phần cường đại tu vi đạt đến trí đạo cảnh thần thoại đỉnh phong lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ hai mười thành cảnh giới thần thoại thể hoàn thành tám lần thuế biến chỉ có điều ảnh canh nguyên lão cũng không phải là đi con đường trí đạo trí cường nhưng y cũng luyện hóa truyền thuyết linh vật, căn cơ trở nên thập phần cường đại, tiếp cận với con đường trí đạo trí cường cho nên, thực lực của y là cường đại hơn một chút song phương chém giết, khiến cho các nguyên lão khác thấy vô cùng đã nghiền thực lực của Ly Hoàng Nguyên lão vô cùng tiếp cận ảnh canh nguyên lão, bằng không y cũng sẽ không lựa chọn khiêu chiến nhưng mà, thực lực của Ly Hoàng Nguyên lão cuối cùng vẫn là yếu hơn một chút, rơi vào hạ phong nhưng vào lúc này trên thân Ly Hoàng Nguyên lão hiện lên khí tức một kiện tiên thiên nguyên bảo, đủ loại thủ đoạn công kích của y đều bỗng nhiên tăng vọt bắt đầu nghiền ép ảnh canh nguyên lão tiên thiên nguyên bảo có thể để thăng sức chiến đấu sao ta cũng có trên tay ảnh canh nguyên lão xuất hiện một cây trường thương cũng là một kiện tiên thiên nguyên bảo cầm trong tay cây trường thương này thực lực của ảnh canh nguyên lão tăng vọt một lần nữa nghiền ép ly hỏa nguyên lão lại là một phen chiến đấu ly hỏa nguyên lão bị thương tổn hơn nữa còn chịu thương thế không nhẹ tiếp tục đánh nữa cũng không có ý nghĩa y đã xuất toàn bộ át chủ bài vẫn là đánh không lại tiếp tục đánh nữa sẽ chỉ làm cho chính mình sắp gặp tử vong, còn phải cần Nguyên lão đệ nhất cứu giúp, vậy cũng không có ý nghĩa kiến thức được thực lực của ảnh canh Nguyên lão. Các Nguyên lão khác liền không định khiêu chiến y, có Nguyên lão bắt đầu khiêu chiến Nguyên lão thứ 34 trong Nguyên lão thứ 36 đứng đầu, thực lực cũng không thể dựa theo thứ tự phân chia, có khả năng Nguyên lão thứ 35 càng cường đại hơn so với Nguyên lão thứ 34 Nguyên lão thứ 34 đạo cổ Nguyên lão, cũng là Nguyên lão đạo tộc chỉ thấy thực lực của đạo cổ Nguyên lão không thua kém ảnh canh Nguyên lão một chút nào. Các nguyên lão khác khiêu chiến vẫn như cũ thất bại từng vị từng vị nguyên lão khiêu chiến thất bại, các nguyên lão khác không cảm thấy kỳ quái chút nào dù sao một khi trở thành 36 vị nguyên lão đứng đầu, tài nguyên cùng với chỗ tốt lấy được là không ít, thực lực nhất định sẽ càng cường đại hơn. Nguyên lão đến sau muốn đi vào 36 vị nguyên lão đứng đầu vô cùng khó khăn trừ phi có một trong 36 vị nguyên lão đứng đầu vẫn lạc, mới có thể cho kẻ đến sau cơ hội nhưng trong thời kỳ bây giờ này cũng không có ai trong 36 vị nguyên lão đứng đầu vẫn lạc. Bọn hắn không cảm thấy có nguyên lão có thể xâm nhập vào bên trong 36 vị nguyên lão đứng đầu này. Diệp thiên nguyên lão, ngươi muốn khiêu chiến vị nguyên lão nào? Nguyên lão đệ nhất đưa mắt nhìn tới các nguyên lão khác cũng là nhìn lại. Bọn hắn cũng không cho rằng Diệp Thiên có hy vọng khiêu chiến thành công, nhưng lại hiếu kỳ thực lực của Diệp Thiên dù sao Diệp Thiên bây giờ tại Liên minh Tiên Thiên Nguyên vực chính là một cái truyền kỳ, thực lực để thăng quá nhanh, mấu chốt là Diệp Thiên không chỉ trở thành nguyên lão một mình còn bồi dưỡng ba người nhà của mình thành nguyên lão, chuyện này liền rất lợi hại, ta muốn khiêu chiến ảnh canh nguyên lão. Được, vậy thì bắt đầu, Diệp Thiên cùng với ảnh canh nguyên lão xuất hiện ở đây, song phương bắt đầu trực tiếp giao thủ trên thân Diệp Thiên hiện lên từng loại thần thoại thể trí cường, 18 loại thần thoại thể trí cường bạo phát ra, lại đều hoàn thành lần thuế biến thứ ba, một màn này chấn kinh các nguyên lão khác, cũng làm cho ảnh canh nguyên lão bị khiếp sợ, 18 loại truyền thuyết thể trí cường, tương đương tiêu hao 18 loại truyền thuyết chi huyết trí cường. Diệp Thiên Nguyên lão từ nơi nào thu được nhiều truyền thuyết chi huyết trí cường như vậy? Những nguyên lão này vô cùng nghi hoặc hơn nữa, hoàn thành 18 loại thần thoại thể trí cường thuế biến ba lần, chuyện này cần tiêu phí bao nhiêu tài nguyên, quả thực là một con số khổng lồ. Nguyên lão đệ nhất cũng là hơi kinh ngạc, lão vốn cho rằng Diệp Thiên chỉ là thử một chút, không nghĩ tới còn thật sự có thực lực cạnh tranh 36 vị nguyên lão đứng đầu. Diệp Thiên hẳn là thu được một loại tiên thiên nguyên bảo có thể trợ giúp để thăng thần thoại thể, bằng không ở trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng để thăng nhanh như vậy nguyên lão đệ nhất phỏng đoán tiên thiên nguyên bảo có đủ loại năng lực lão thậm chí hoài nghi năng lực phân thân của diệp thiên chính là năng lực của một loại tiên thiên nguyên bảo trên thực tế các nguyên lão khác cũng là có chỗ phỏng đoán nhưng cũng không tiện cướp đoạt cơ duyên của diệp thiên mà thôi 18 loại thần thoại thể trí cường thuế biến 3 lần đích xác rất yêu nghiệt đáng tiếc thực lực vẫn như cũng không đủ ảnh canh nguyên lão nói thật sao trên thân diệp thiên lại hiện lên quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất lại đạt đến cảnh giới viên mãn khí tức kinh khủng bạo phát ra khiến cho ảnh canh nguyên lão cũng đều biến sắc y cảm thấy lần này mình có khả năng thất bại không thể ẩn giấu thực lực nhất thiết phải bộc phát toàn lực trên thân ảnh canh nguyên lão hiện lên khí tức ba loại tiên thiên nguyên bảo cũng là có trợ giúp tăng cao thực lực y phải ứng phó toàn lực mà diệp thiên cũng là như thế thôi động giám định chi nhãn la phò tượng dung nhập vào trong thân thể bộc phát sức chiến đấu càng cường đại hơn diệp thiên cùng với ảnh canh nguyên lão giao thủ lại ngay từ đầu diệp thiên liền chiếm cứ ưu thế tung một kích đánh bay ảnh canh nguyên lão thấy cảnh này các nguyên lão khác nhau nhau kinh ngạc diệp thiên giao thủ cùng với ảnh canh nguyên lão lại còn chiếm giữ ưu thế nếu vào trước khi khiêu chiến có nguyên lão nói như vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không tin nhưng bây giờ lại không thể không tin diệp thiên cùng với ảnh canh nguyên lão không ngừng giao thủ hoàn toàn nghiền ép ảnh canh nguyên lão ảnh canh nguyên lão toàn lực ứng phó nhưng vẫn như cũ không địch lại diệp thiên quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất vậy mà lĩnh ngộ đến cảnh giới viên mãn nguyên lão đệ nhất cũng có chút giật mình quy tắc trí đạo một mực là vô cùng khó mà lĩnh ngộ Đặc biệt là quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất, bên trong nguyên lão cũng chỉ có hơn 10 vị mới lĩnh ngộ thành công, mà lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất đến cảnh giới viên mãn, thì chỉ có cực ít mấy vị nguyên lão chỉ ở bên trên cảnh giới quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất. Diệp Thiên đã đủ để ngang hàng vài vị nguyên lão phía trước chỉ cần Diệp Thiên để thăng tu vi, lại hoàn thành thuế biến một loại thần thoại thể trí cường thêm mấy lần. Tất nhiên có thể đứng trong hàng ngũ mấy vị nguyên lão đứng đầu ảnh canh nguyên lão liền bị ép nhận thua, bởi vì tiếp tục chiến đấu chém giết, cũng không có ý nghĩa ảnh canh nguyên lão vừa nói ra lời này. Liên đại biểu cho Diệp Thiên trở thành nguyên lão thứ 35, đương nhiên ảnh canh nguyên lão bây giờ cũng có thể đi khiêu chiến các nguyên lão khác bên trong 36 vị nguyên lão đứng đầu. Nếu chiến thắng, cũng có thể tiếp tục đứng trong hàng ngũ ảnh canh nguyên lão lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Nhưng y khiêu chiến là nguyên lão thứ 36, trường nguyên lão thứ 36 tới, thương thế của y cũng sẽ an dưỡng không sai biệt lắm. Ở bên trong 36 vị nguyên lão đứng đầu, còn có ai muốn khiêu chiến? Nguyên lão thứ 25 đứng ra nói ta muốn khiêu chiến nguyên lão thứ 18, là nguyên lão thứ 25 lăng hà nguyên lão. Đông đảo nguyên lão thầm nghĩ lăng hà nguyên lão vô cùng điệu thấp, nhưng thực lực lại không yếu, cũng là nguyên lão thời đại cổ lão một mực sống sót đến hiện tại. Nhưng ý khiêu chiến nguyên lão thứ 18, vẫn là vượt ra ngoài ý muốn nguyên lão thứ 18 cũng ở nơi đây. Y đón nhận Lăng Hà Nguyên Lão khiêu chiến song phương giao thủ Lăng Hà Nguyên Lão thể hiện ra cảnh giới quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất, chấn kinh tất cả Nguyên Lão cho tới nay. Lăng Hà Nguyên Lão bày ra cũng là quy tắc trí đạo danh sách thứ hai, mà bây giờ lại bày ra quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất, lại không phải lĩnh ngộ sơ bộ, mà là đã lĩnh ngộ năm tháng dài đằng đẵng, ân tàng thật sâu. Một đám nguyên lão thầm nghĩ đương nhiên, cũng không chỉ là Lăng Hà Nguyên Lão. Rất nhiều nguyên lão ẩn tàng đều rất sâu, thậm chí có nguyên lão không nằm trong 36 vị nguyên lão đứng đầu, thực lực có thể so với bên trong 36 vị nguyên lão đứng đầu còn cường đại hơn chỉ có điều thu được tiên thiên nguyên bảo rất kinh người không muốn bại lộ tiên thiên nguyên bảo mà thôi có một số tiên thiên nguyên bảo đỉnh tiêm chỉ chuyên môn để thăng thực lực có thể khiến cho sức chiến đấu tăng vật gấp 10, một khi bại lộ là không ổn che giấu cũng rất bình thường cho nên không nên coi thường bất luận một vị nguyên lão nào đặc biệt là 36 vị nguyên lão đứng đầu bất kỳ một người nào cũng có thể ẩn tàng càng nhiều thực lực nguyên lão thứ 25 cùng với nguyên lão thứ 18 chém giết rất lâu thể hiện ra sức chiến đấu vô cùng đáng sợ từng kiện tiên thiên nguyên bảo bạo lộ ra chỉ vì chiến thắng cuối cùng, nguyên lão thứ 25 lăng hà nguyên lão chiến thắng, trở thành nguyên lão thứ 18 mới nhưng sau đó, không có nguyên lão tiếp tục khiêu chiến, thứ tự vẫn cố định như cũ, tạm thời sẽ không lại biến hóa lại một khoảng thời gian đi qua nguyên lão thứ 36 trở về, ảnh canh nguyên lão khiêu chiến nguyên lão thứ 36, kết quả lại thua đến nước này, ảnh canh nguyên lão bị rớt khỏi hàng ngũ, 36 vị nguyên lão đứng đầu, lập tức vô cùng phiền muộn nhưng thực lực của y không tốt, thua cũng liền thua tại trụ sở liên binh tiên thiên nguyên vực nguyên lão điện diệp thiên được nguyên lão đệ nhất đưa vào trong bảo khố nguyên lão điện lúc này nguyên lão đệ nhất nói diệp thiên nguyên lão trong bảo khố nguyên lão điện có để một số tiên thiên nguyên bảo số lượng mặc dù không nhiều nhưng nguyên lão điện từng có quy định phàm là nguyên lão mới lần đầu tiên tiến vào 36 vị nguyên lão đứng đầu sẽ miễn phí thu được một kiện tiên thiên nguyên bảo miễn phí thu được một kiện tiên thiên nguyên bảo liên minh tiên thiên nguyên vực lại hào phóng như vậy ngay cả tiên thiên nguyên bảo cũng đều trực tiếp tặng nguyên lão đệ nhất nói Tài nguyên bên trong bảo khố này nhiều khi là cùng nhau khai phá một tòa bảo địa, đưa một bộ phận tài nguyên bên trong vào trong bảo khố, có một số ít là thu mua từ phía dưới, là bởi vì một số trí đạo cảnh nhỏ yếu không nhận ra. Thời gian dần qua, trong bảo khố liền chứa được một số ít tiên thiên nguyên bảo, lại không dễ phân phối, lúc này mới lựa chọn phương án này. 36 vị nguyên lão đứng đầu đều đồng ý, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn một kiện diệp thiên sau đó đi theo nguyên lão đệ nhất tiến vào trong bảo khố. Trong bảo khố có rất nhiều tài nguyên, lại cơ hồ đều là đồ tốt, bảo vật kém cũng sẽ không đặt ở đây diệp thiên đi tới chỗ cất giữ tiên thiên nguyên bảo hết thảy còn có 17 kiện tiên thiên nguyên bảo nơi này có 17 kiện tiên thiên nguyên bảo người hãy lựa chọn một kiện trong đó nguyên lão đệ nhất không có giới thiệu tác dụng của 17 kiện tiên thiên nguyên bảo này bởi vì lão cũng không có luyện hóa tự nhiên không rõ lắm có thể thu được tiên thiên nguyên bảo gì đều phải nhìn vận khí của mình diệp thiên thì thúc giục giám định chi nhãn tiến hành giám định những tiên thiên nguyên bảo này nếu giá trị rất cao mà nói Hắn liền chọn từng kiện Tiên Thiên Nguyên Bảo bị Diệp Thiên giám định, cụ thể có chỗ lợi gì cũng đều giám định khi giám định hoàn thành toàn bộ 17 kiện Tiên Thiên Nguyên Bảo. Hắn lựa chọn một kiện Tiên Thiên Nguyên Bảo có tác dụng lớn nhất đối với hắn trong đó Tiên Thiên Nguyên Bảo Gia Thiên Kiếm Bàn, có thể để cho mấy vị trí đạo cảnh tâm ý tương thông thôi động, bộc phát ra ra thiên kiếm trận đáng sợ, cũng có thể dung nhập Gia Thiên Kiếm Bàn và Tiên Thiên Nguyên Vực, tạo thành đại trận công thủ bền chắc không thể phá đối với Diệp Thiên mà nói. Kiện tiên thiên nguyên bảo này có tác dụng lớn nhất tuy nói các tiên thiên nguyên bảo khác cũng có phụ trợ tu luyện tiên thiên nguyên bảo, nhưng trùng hợp với công năng tiên thiên nguyên bảo trên tay hắn ra thiên kiếm bàn thì không giống. Nếu dung nhập nó vào nhân vực, để cho mấy cỗ thân thể phòng chế tọa chấn, điều khiển ra thiên kiếm bàn, ngay cả nguyên lão đệ nhất cũng đều không thể công phá được nhân vực như thế. Hắn mới có thể chân chính yên tâm coi như sau này liên minh tiên thiên nguyên vực cùng với trí đạo hư ma khai chiến toàn diện, hắn cũng đều có hy vọng bảo toàn nhân vực, không đến mức để nhân tộc hủy diệt cũng sẽ không để chính mình hủy diệt vẫn lạc ra thiên kiếm bàn có tác dụng quá lớn ta lựa chọn kiện này diệp thiên chỉ về phía kiện tiên thiên nguyên bảo bộ dáng trận bàn nói nguyên lão đệ nhất gật gật đầu chợt diệp thiên lấy đi ra thiên kiếm bàn trong nội tâm vô cùng kích động nhưng không có biểu lộ ra diệp thiên đi ra từ nguyên lão điện quay trở về nhân vực sau khi trở về hắn liền bắt đầu nghiên cứu ra thiên kiếm bàn tranh thủ khai phát năng lực của gia thiên kiếm bàn nghiên cứu gia thiên kiếm bàn có tính nhắm vào đối với diệp thiên mà nói nghiên cứu ra năng lực của gia thiên kiếm bản cũng không khó khăn mấy chục vạn trí đạo kỳ nguyên trôi qua diệp thiên cuối cùng cũng nghiên cứu ra năng lực gia thiên kiếm trận của gia thiên kiếm bản cùng với nghiên cứu ra năng lực để cho gia thiên kiếm bản dung nhập vào tiên thiên nguyên vực thế là bắt đầu dung nhập gia thiên kiếm bản vào trong nhân vực gia thiên kiếm bản dung nhập gia thiên kiếm bản dung hợp với bản nguyên nhân vực thủy lấy gia thiên kiếm bản chấn áp bản nguyên nhân vực trưởng khống toàn bộ nhân vực trong khi gia thiên kiếm bản dung hợp với nhân vực gia thiên kiếm trận cũng dung hợp hoàn mỹ với nhân vực lấy ra thiên kiếm trận che lại toàn bộ nhân vực bây giờ nhân vực phẳng phất như ẩn chứa khí tức phong mang đáng sợ nếu như có ai dám tập kích nhân vực chẳng khác gì là đang công kích ra thiên kiếm trận mấy cỗ thân thể phòng chế của diệp thiên phân biệt tọa trấn ở phía trên mấy cái tiết điểm ra thiên kiếm bàn thời thời khắc khắc trấn thủ ở nơi này một khi có người công kích nhân vực hắn trước tiên liền có thể điều khiển ra thiên kiếm trận tạo thành phòng ngự bền chắc không thể phá diệp thiên cũng đều có thể cảm ứng được sự đáng sợ của gia thiên kiếm trận hắn công kích toàn lực cũng đều không thể dung chuyển ra thiên kiếm trận có ra thiên kiếm bàn, nhân vực không lo, chuyện này, hắn cũng không có nói cho những người khác, cũng không có thông báo cho các nguyên lão khác sau khi trở thành nguyên lão thứ 35 liên minh tiên thiên nguyên vực, toàn bộ đại sự của liên minh tiên thiên nguyên vực cơ hồ đều có hắn tham gia thương nghị quyết định, hơn nữa còn nắm giữ đủ loại tình báo không chỉ có như thế, tài nguyên bảo địa liên minh tiên thiên nguyên vực chiếm cứ, hắn đều được chia phần hắn có lẽ chướng mắt loại chia phần này, thế nhưng chia cho nhân tộc mà nói, đủ để bồi dưỡng rất nhiều cường giả tài nguyên để dành trong năm tháng dài đằng đẵng vẫn là vô cùng khả quan đây cũng là một trong những nguyên nhân rất nhiều nguyên lão muốn trở thành 36 nguyên lão đứng đầu nguyên lão đệ nhất triệu tập rất nhiều nguyên lão đến nguyên lão điện tham gia hội nghị diệp thiên đi tới nguyên lão điện 35 vị nguyên lão đứng đầu khác đều tới nhưng nguyên lão phổ thông lại không có tới rõ ràng nội dung hội nghị lần này chắc chắn là không có quan hệ với nguyên lão phổ thông bên trong đại điện huy hoàng từng vị nguyên lão ngồi xuống nhìn thấy mọi người đã tới không sai biệt lắm nguyên lão đệ nhất nói các vị vĩnh ám phục sâu đã đến thời gian thay phiên lần này do ai đi chấn thủ rất nhiều nguyên lão giữ im lặng từng người lộ ra biểu lộ không muốn rõ ràng tất cả mọi người đều không muốn đi vĩnh ám vực sâu nguyên lão đệ nhất nói các vị nguyên lão nguyên lão thứ 30 đã tọa trấn vĩnh ám vực sâu 100 triệu trí đạo kỳ nguyên đã đến thời gian nhất thiết phải thay phiên nguyên lão thứ 31 nói nguyên lão đệ nhất chúng ta đều đã từng tọa trấn vĩnh ám vực sâu diệp thiên nguyên lão tựa hồ chưa từng đi hơn nữa diệp thiên nguyên lão có ông đào phân thân điều động một cỗ phân thân đi tọa trấn vĩnh ám vực sâu hẳn là không vấn đề gì các nguyên lão khác nghe xong lập tức gật gật đầu đúng phân thân của diệp thiên nguyên lão rất đặc thù không sai biệt lắm so với bản thể tọa trấn vĩnh ám vực sâu tự nhiên là có thể các nguyên lão khác nhau nhau phụ họa diệp thiên bó tay rồi hắn ngay cả vĩnh ám vực sâu là cái gì cũng không rõ ràng đám người này liền đề cử hắn đi không cần suy nghĩ cũng biết vĩnh ám vực sâu chắc chắn là một cái hố bằng không thì đám nguyên lão này không có khả năng đều không nguyện ý đi diệp thiên nguyên lão ý của người thế nào nguyên lão đệ nhất nhìn về phía diệp thiên hỏi nguyên lão đệ nhất vĩnh ám vực sâu là địa phương nào nguyên lão đệ nhất giải thích vĩnh ám vực sâu cũng có thể nói là một tòa tiên thiên nguyên vực nhưng là tụ tập thể lực lượng tiêu cực của rất nhiều tiên thiên nguyên vực bất kỳ thế giới nào cũng đều có lực lượng tiêu cực mà tiên thiên nguyên vực cũng là như thế tiên thiên nguyên vực đại trận bao trùm toàn bộ tiên thiên nguyên vực có hắn tác dụng chuyển đi lực lượng tiêu cực chuyển tất cả lực lượng tiêu cực đến vĩnh ám vực sâu lúc này mới có thể khiến cho tất cả tiên thiên nguyên vực nhanh chóng phát triển không chịu ảnh hưởng của nhân tố nội bộ trượt hắn lại hỏi các vị nguyên lão vĩnh ám vực sâu có nguy hiểm gì không có nguy hiểm trong nội bộ vĩnh ám vực sâu tràn ngập vô số sinh vật vực sâu trí đạo từng sinh vật đều không có linh trí chỉ biết giết chóc sinh vật vực sâu trí đạo lợi hại nhất bị chúng ta phong ấn tại chỗ sâu vĩnh ám vực sâu mà sinh vật vực sâu trí đạo ở ngoại vi cũng tương đối nhiều vì phòng ngừa bọn chúng lao ra nhất thiết phải điều động một vị nguyên lão chứng thủ, nếu như có lao ra, liền giết chết chúng ta, không có cách nào giết chết toàn bộ sao, không thể, cho dù giết sạch toàn bộ, không mất bao lâu, bọn chúng vẫn sẽ dựng dục ra, hơn nữa mỗi lần đổ sát bọn chúng, còn có thể sẽ vẫn lạc một hai vị nguyên lão, vậy liền được không bù mất, cho nên, tiến hành phong ấn vực sâu trí đạo ma vật lợi hại, đây là biện pháp tốt nhất, đã hiểu, trượt. Hắn đáp ứng dù sao những nguyên lão này đều đề cử hắn đi chấn thủ vĩnh ám vực sâu, hắn cũng không thể nói không đi một trăm triệu trí đạo kỳ nguyên đích xác rất dài rằng rạc nhưng dần dần cũng sẽ đi qua diệp thiên lại hỏi ra một vấn đề cuối cùng vĩnh ám vực sâu có bảo vật không vĩnh ám vực sâu có thể sẽ dựng dục ra tiên thiên nguyên bảo cùng với vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất nhưng cơ hồ cũng là vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất phẩm chất thấp không có giá trị gì lại cơ hồ cũng là ở chỗ sâu vĩnh ám vực sâu cũng đúng nếu thật sự có bảo vật kinh người gì nguyên lão đệ nhất cũng đã tiến vào diệp thiên cũng không có tiếp tục hỏi thăm ở khu vực trung tâm vô số tiên thiên nguyên vực trong liên minh tiên thiên nguyên vực bên trong một khu vực bị phong ấn diệp thiên đến nơi này nơi đây bị liên minh tiên thiên nguyên vực bố trí 33 tầng đại trận một tầng lại một tầng mà diệp thiên thu được quyền hạn xuyên qua 33 tầng đại trận này lúc này mới nhìn thấy vĩnh ám vực sâu tại vị trí biên giới vĩnh ám vực sâu một tòa cung điện sừng sững ở nơi đây một vị thanh niên áo đỏ đang xuất thủ ở nơi đó giết chết một đầu sinh vật vực sâu trí đạo tính toán lao ra nguyên lão thứ 30, mươi diệp thiên xuất hiện ở trước mặt thanh niên nói ngươi là nguyên lão thứ 35 mới nguyên lão thứ 30 lộ ra vẻ hưng phấn bởi vì y rốt của cũng được đi ra đợi ở chỗ này quá nhàm chán hơn nữa ngay cả thời gian tu luyện cũng không có nhất thiết phải thời thời khắc khắc chấn thủ nơi đây nguyên lão đệ nhất có lệnh để cho thay phiên nguyên lão thứ 35, vậy nơi này liền giao cho ngươi Nguyên lão thứ 30 giao lệnh bài trưởng khống trận pháp nơi đây cho Diệp Thiên, lại dặn dò một ít chuyện. Nguyên lão thứ 30, tuyệt đối không nên tiến vào vĩnh ám vực sâu, vô luận nhìn thấy thứ gì, đều không cần đi vào. Một khi tiến vào vĩnh ám vực sâu, thực lực của chúng ta sẽ bị áp chế. Nếu những sinh vật vực sâu trí đạo kia liên thủ, vô cùng vô tận sinh vật vây công ngươi, ngươi vẫn là có khả năng vẫn lạc rõ ràng. Nguyên lão thứ 30 rời khỏi vĩnh ám vực sâu, mà Diệp Thiên thì đóng giữ nơi đây sinh vật vực sâu trí đạo cũng không phải một mực tính toán lao ra, ngẫu nhiên mới có một số sinh vật vực sâu trí đạo lao ra chỉ có điều hắn cần phải thời khắc khắc nhìn chằm chằm vĩnh ám vực sâu dạng sinh hoạt buồn tẻ nhàm chán này đối với những nguyên lão kia là vô cùng dày vò bọn hắn tình nguyện ngủ say cũng không muốn đợi ở chỗ này diệp thiên ngay từ đầu thành thành thật thật trấn thủ vĩnh ám vực sâu ngẫu nhiên chấn sát một chút sinh vật vực sâu trí đạo sinh vật vực sâu trí đạo ở nơi này sinh vật yếu nhất đều sánh ngang với trí đạo cảnh truyền thuyết lợi hại trong đó càng là sánh ngang nguyên lão thông thường cũng chính bởi vì vậy nếu như không có 36 vị nguyên lão đứng đầu chấn thủ, còn thật sự không chống được những sinh vật vực sâu trí đạo này, trong vĩnh ám vực sâu có bảo vật, không bằng vào xem. Diệp Thiên tự nhiên không phải thân thể phòng chế chân thân đi vào, mà là phòng chế thân thể một đầu sinh vật vực sâu trí đạo, lại tiến hành xâm nhập cứ như vậy, hẳn sẽ không bị các sinh vật vực sâu trí đạo vây công. Nhưng cũng nói không chính xác, dù sao những sinh vật vực sâu trí đạo này sẽ tự giết lẫn nhau Diệp Thiên bắt đầu ngưng kết sinh vật vực sâu trí đạo tên là vực sâu cổ viên thực lực của sinh vật vực sâu trí đạo này sánh ngang trí đạo cảnh thần thoại sơ kỳ có thể phòng chế được rất nhanh vực sâu cổ viên được phòng chế ra ngay sau đó diệp thiên lấy cỗ thân thể phòng chế vực sâu cổ viên này đi vào trong vĩnh ám vực tại vĩnh ám vực sâu diệp thiên tiến vào cảm nhận được vô số năng lượng tiêu cực phẳng phất như ngay cả ý chí cũng đều bị ảnh hưởng chẳng thể trách sinh vật nơi này không có linh trí liền xem như trí đạo cảnh truyền thuyết bình thường nếu tiến vào nơi đây chờ một khoảng thời gian cũng sẽ mất đi linh trí diệp thiên thầm nghĩ ý chí của hắn rất cường đại cũng có thể kiên trì tuế nguyệt rất lâu bất quá ở vào tình thế như vậy lực chiến đấu của hắn đích xác sẽ phải chịu ảnh hưởng bỗng nhiên có một số sinh vật vực sâu trí đạo tập kích hắn diệp thiên điều khiển quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất ra trì trên tay một quyển oanh sát chúng nó hắn đi một chút khu vực vĩnh ám vực sâu nhìn thấy khắp nơi đều là chém giết sinh vật vực sâu trí đạo ở nơi này cũng là trưởng thành ở trong vô số chém giết sinh vật nhỏ yếu căn bản không có cách nào sinh tồn đều trở thành đồ ăn của sinh vật vực sâu chỉ đạo cường đại khác cũng chính bởi vì vậy ở đây mới có thể sinh ra rất nhiều sinh vật vực sâu trí đạo sánh ngang trí đạo cảnh truyền thuyết cùng với sinh vật sánh ngang nguyên lão diệp thiên lấy thân thể vực sâu cổ viên tăng thêm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất sức chiến đấu cũng thập phần cường đại đủ để đứng vào hàng ngũ nguyên lão danh sách thứ hai cho nên hắn ngược lại là có thể dễ dàng sống sót ở đây hắn không có hứng thú giết sạch sinh vật vực sâu trí đạo nơi này coi như giết sạch cũng sẽ dựng dục ra lại cho nên hắn chỉ muốn tìm kiếm bảo vật tài nguyên nếu như có thể tìm được vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất phẩm chất cao vậy thì tốt nhưng mà căn cứ vào những gì nguyên lão đệ nhất nói quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất ở nơi này cơ hồ đều là phẩm chất thấp nhưng vạn nhất có ngoại lệ thì sao ngược lại chỉ là đi vào xem cũng không chậm trễ thời gian đây là vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất diệp thiên vừa mới giết chết một đầu sinh vật vực sâu trí đạo đầu sinh vật vực sâu trí đạo này nhất định muốn tập kích hắn, hắn không thể làm gì khác hơn là thuận tay giết chết. Nhưng đi tới xào huyệt của đối phương, kết quả phát hiện ra vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất hơn nữa, còn không phải một kiện, mà là có ba kiện. Ba kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất này là vật phẩm tinh thể sáng lấp lánh, bị đối phương treo ở trên vách xào huyệt làm vật phẩm vật trang sức. Ngưu bức xem vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất như vật trang sức. Diệp Thiên rất là ngoài ý muốn bất quá loại vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất phẩm chất thấp này thôn vệ luyện hóa liền sẽ trọng thương hoặc tử vong đầu sinh vật vực sâu trí đạo này tự nhiên không dám luyện hóa vật phẩm quy tắc trí đạo này ngoại trừ làm vật trang sức tựa hồ cũng không có tác dụng khác lấy đi diệp thiên mang vật phẩm này đi tuy nói bây giờ không có cách nào lợi dụng nhưng sau này có thể chậm rãi nghiên cứu vạn nhất tìm được biện pháp xóa đi tác dụng phụ liền có thể lợi dụng loại vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất này kế tiếp trong thời gian tương đối dài rằng rạc diệp thiên đều lăn lộn tại vĩnh ám vực sâu hắn tìm được không ít vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất nếu là lúc trước mà nói hắn tuyệt đối hưng phấn vô cùng nhưng bây giờ hắn đã sớm lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất lại đạt đến cảnh giới viên mãn nơi nào còn cần những vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất này ngoại vi đoán chừng không có thứ tốt gì có nên đi một chuyến đến chỗ sâu vĩnh ám vực sâu ở chỗ sâu bị nguyên lão đệ nhất bố trí trận pháp phong ấn lại một đám vực sinh vật vực sâu trí đạo kinh khủng phong ấn chủ yếu là phong ấn chỗ sâu khiến cho bọn chúng không ra được nhưng mà đi vào ngược lại là rất dễ dàng vào xem bất quá vào trước khi đi vào hắn còn phải đưa đồ vật tìm được ra ngoài thân thể phòng chế vực sâu cổ viên của hắn đưa những vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất này cùng với một số tài nguyên được thân thể phòng chế chân thần tiếp thu tiếp đó thân thể phòng chế vực sâu cổ viên của diệp thiên một lần nữa tiến vào vĩnh ám vực tại chỗ sâu vĩnh ám vực sâu nơi này có một tòa đại trận vô cùng huyền ảo ngay cả diệp thiên cũng đều xem không hiểu hẳn là do nguyên lão đệ nhất bố trí quá phức tạp rồi diệp thiên quan sát một hồi phát hiện ra quy tắc trí đạo liên quan đến tòa đại trận này tựa hồ cũng không phải quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất mà là vượt qua quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất nguyên lão đệ nhất cũng không phải là đi con đường trí đạo chí cường nhưng thực lực của lão lại siêu việt xa xa các nguyên lão khác. Tất nhiên là lĩnh ngộ quy tắc siêu việt phía trên quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất, bây giờ xem ra là thật sự. Hắn xem không hiểu những quy tắc này, càng xem không hiểu loại trận pháp này, liền trực tiếp đi diệp thiên bị đại trận hút vào vĩnh ám vực sâu, lại quay đầu xem xét. Lúc tính toán đi ra, cũng đã không ra được cỗ thân thể phòng chế này của hắn là vực sâu cổ viên, là sinh vật vực sâu trí đạo. Những sinh vật vực sâu trí đạo kinh khủng kia đều không ra được, hắn tự nhiên cũng là không ra được, liền đi dạo một vòng tại chỗ sâu vĩnh ám vực sâu này diệp thiên còn chưa có đi dạo quá xa liền gặp phải một đầu sinh vật vực sâu trí đạo vô cùng kinh khủng đối phương toàn thân tàn phá hiển nhiên là mới trải qua một hồi đại chiến thảm liệt nhưng bây giờ lại để mắt tới diệp thiên vực sâu huyền mãng đầu vực sâu huyền mãng này trực tiếp đánh tới diệp thiên vô số hắc vụ hóa thành hắc vụ tri hải muốn chấn sát diệp thiên diệp thiên dựa vào quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất cứng rắn chặn công kích của đối phương chém giết với đối phương tu vi của đầu vực sâu huyền mãng này rất cao đạt đến cảnh giới trí đạo cảnh thần thoại đỉnh phong nếu trọng thương cỗ thân thể phòng chế này của hắn căn bản không phải đối thủ sau khi chém giết một phen thân thể phòng chế vực sâu cổ viên của diệp thiên vẫn là trốn mà đầu vực sâu huyền mãng này cũng không có một mực truy sát dù sao đối phương không có linh trí gì không có ý nghĩ một mực đuổi giết tới cùng sau đó từng đầu sinh vật vực sâu trí đạo diệp thiên gặp phải đều vô cùng cường đại bất quá số lượng sinh vật vực sâu trí đạo ở đây không nhiều nếu rất nhiều liên minh tiên thiên nguyên vực liền không phải là đối thủ vậy thì không bình thường tìm được một kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất phẩm chất thấp xem ra nơi này có không ít vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất mới tiến vào không đến bao lâu đã tìm được một kiện hắn cũng thu lại tiếp tục tìm kiếm bảo vật vì phòng ngừa mình bị giết hắn lại phòng chế một cỗ thân thể phòng chế dạng này có thể bảo đảm sẽ không vẫn lạc cùng lúc thời gian chậm rãi trôi qua Diệp Thiên dần dần biết rõ tình huống thực lực của sinh vật vực sâu trí đạo chỗ sâu vĩnh ám vực sâu. Ở đây có tổng cộng 122 đầu sinh vật vực sâu trí đạo, đại bộ phận đều thuộc về nguyên lão cấp bậc thứ hai. Trong đó sinh vật vực sâu trí đạo sánh ngang 36 nguyên lão đứng đầu có chừng tầm 10 đầu thân thể phòng chế vực sâu cổ viên Diệp Thiên cao phải bọn chúng, đều sẽ bị mổ sắt. Diệp Thiên phát hiện ra một đầu sinh vật vực sâu trí đạo, vực sâu thái thản đang chém giết với một sinh vật vực sâu trí đạo khác hai đầu sinh vật vực sâu trí đạo này cũng là tồn tại sánh ngang 36 mươi lão đứng đầu mà diệp thiên thì thừa cơ tiến vào bên trong xào huyệt của vực sâu thái thản trong xào huyệt vực sâu thái thản có không ít đồ tốt vực sâu thái thản tuy nói không có linh trí nhưng vẫn có bản năng góp nhặt một chút đồ tốt theo bản năng diệp thiên trực tiếp thu sạch tiếp đó nhanh chóng đảo tàu vực sâu thái thản một khi trở về theo bản năng liền sẽ phẫn nộ từ đó đổi diệt hắn cho nên hắn nhất thiết phải thừa cơ đưa những bảo vật này ra ngoài đương nhiên thân thể phòng chế vực sâu cổ viên chắc chắn là không ra được, dù sao cỗ thân thể phòng chế này cũng là sinh vật vực sâu trí đạo, nhất định sẽ bị phong ấn ở đây nhưng hắn có thể phòng chế thân thể phòng chế chân thân, liền không bị hạn chế. Có thể ra ngoài từ nơi này tòa trận pháp này là do nguyên lão đệ nhất bố trí, chỉ hạn chế sinh vật vực sâu trí đạo, nếu hạn chế nguyên lão, như vậy còn làm sao đi vào thanh lý sinh vật vực sâu trí đạo, nhất thiết phải lưu lại đường lui cho mình. Rất nhanh, Diệp Thiên liền ngưng tụ ra thân thể phòng chế chân thân, thân thể phòng chế chân thân vừa xuất hiện, lập tức thu hút từng đầu sinh vật vực sâu trí đạo kinh khủng bọn chúng đối với khí tức nguyên lão vô cùng chán hét theo bản năng liền sẽ đánh tới diệp thiên bang theo rất nhiều bảo vật từ chỗ sâu vĩnh ám vực sâu thoát đi ra ngoài nhưng ở ngoại vi cũng bị một lượng lớn sinh vật vực sâu trí đạo vây công diệp thêm một đường giết xuyên ra cuối cùng lấy đại giới bị thương nặng đi ra từ vĩnh ám vực quả nhiên cho dù là bằng vào thực lực của ta cũng có thể vẫn lạc tại ngoại vi vĩnh ám vực sâu nếu không phải ta trồng chất quá nhiều truyền thuyết thể trí cường nếu không thì cũng sẽ vẫn lạc ở bên trong mà ngay vào lúc Diệp thiên đi ra vẫn là có một lượng lớn sinh vật vực sâu trí đạo lao ra ngoài ở bên ngoài vĩnh ám vực sâu Diệp thiên có thể triệt để phát huy ra thực lực hơn nữa còn có thể mượn nhờ trận pháp nơi này trấn áp những sinh vật vực sâu trí đạo này hắn lấy sức một mình là có thể ngăn trở những sinh vật vực sâu trí đạo này nếu thật sự không ngăn được còn có thể thỉnh cầu trợ giúp nhưng diệp thiên còn không cần trợ giúp chỉ bằng vào các người cũng muốn ra tới tự tìm cái chết diệp thiên thôi động đại trận hơn nữa còn ra tay toàn lực ông bạn đang xem siêu cấp yêu nghiệt tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất hóa thành từng đạo sợi tơ, xuyên thủng thân thể từng đầu từng đầu sinh vật vực sâu trí đạo, oanh sát bọn chúng, thi thể bọn chúng nhao nhao rơi vào vĩnh ám vực sâu thời gian dần qua. Sinh vật vực sâu trí đạo khác ở dưới bản năng sợ hãi, cũng không dám xông ra chỉ chốc lát thời gian sau, vĩnh ám vực sâu khôi phục như bình thường. Phù, cuối cùng cũng làm xong diệp thiên thở dài một hơi ít nhất có thể tạm nghỉ hắn bắt đầu chỉnh lý tài nguyên để cho một cỗ thân thể phòng chế khác nắm giữ giám định chi nhãn tới hắn muốn giám định một chút những vật phẩm này đặc biệt là hai kiện tiên thiên nguyên bảo tìm được từ bên trong xào huyệt của vực sâu thái thản cũng phải giám định kỹ càng một chút thân thể phòng chế nắm giữ giám định chi nhãn của diệp thiên tới thế là hắn bắt đầu giám định hai kiện tiên thiên nguyên bảo này kiện tiên thiên nguyên bảo thứ nhất rất nhanh được giám định ra tiên thiên nguyên bảo độn vực thạch nắm giữ lực lượng độn không cực mạnh, có thể trong nháy mắt vượt qua cương vực dài răng rạc, không phải quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất là không thể chặn lại. Tiên thiên nguyên bảo coi như không tệ, phù hợp cho nguyên lão phổ thông sử dụng, nếu như không gặp phải ma tôn nắm giữ quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất, cũng có thể lợi dụng nó chạy trốn, trở về liền cho con trai luyện hóa, đủ để cho y bảo mệnh Diệp Thiên bắt đầu giám định kiện tiên thiên nguyên bảo thứ hai. Kiện tiên thiên nguyên bảo này tự hồ có chức đặc thù, là một cái mâm tròn, bên trên có từng cái nỗ thủng hắn vậy mà từ bên trên cảm ứng được khí tức quy tắc trí đạo, hơn nữa là quy tắc trí đạo rất đặc thù, giám định, giám định chi nhãn chậm rãi giám định, mất thời gian rất lâu cũng không giám định xong rõ ràng, đẳng cấp của kiện tiên thiên nguyên bảo này cao hơn không ít so với giám định chi nhãn, cho nên cần tiêu phí thời gian rất lâu mới có thể giám định ra được rất lâu thời gian sau đó. Kết quả giám định đi ra tiên thiên nguyên bảo vĩnh hằng quy tắc bàn, nắm giữ năng lực dung hợp vật phẩm quy tắc trí đạo cao nhất có thể dung hợp vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất cũng có thể tiêu hao vật phẩm quy tắc trí đạo tạo thành vòng bảo hộ quy tắc bền chắc không thể gãy dung hợp vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất thiên phú sao chép cũng có năng lực dung hợp nhưng bây giờ không có tác dụng gì rất nhiều vật phẩm cao cấp đều không dung hợp được chớ nói chỉ là dung hợp vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất nhưng kiện tiên thiên nguyên bảo vĩnh hằng quy tắc bàn này lại có thể làm được không biết vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất dùng hợp lại sẽ biến thành dạng gì, có thể thử xem quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất của hắn đã viên mãn mà vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất hắn tìm được lần này cũng là phẩm chất thấp cho con trai vợ con gái sử dụng đều không được tác dụng phụ quá lớn cho nên dung hợp liền dung hợp không có tổn thất gì lớn hắn lấy ra chín kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất để vào trong từng cái trong lỗ trên vĩnh hằng quy tắc bàn tính toán dung hợp lại không được hắn chưa có nghiên cứu ra năng lực dung hợp tiên thiên nguyên bảo còn phải từng bước một nghiên cứu ra năng lực mới có thể chân chính sử dụng được hắn ở trong năm tháng tiếp theo liền nghiên cứu năng lực của vĩnh hằng quy tắc bàn hắn lấy ra một chút vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ năm phẩm chất thấp để thử nghiệm cứ như vậy năm tháng dài đằng đẵng qua đi vào một ngày hắn cuối cùng cũng nghiên cứu ra được năng lực của vĩnh hằng quy tắc bàn cuối cùng cũng nghiên cứu ra được có thể tiến hành dung hợp vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất diệp thiên một lần nữa lấy ra những vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất phẩm chất thấp kia ra đặt ở trong lỗ thủng vĩnh hằng quy tắc bàn ngay sau đó Diệp Thiên để vĩnh hằng quy tắc bàn vào trong thân thể của mình tiến hành luyện hóa thôi động vĩnh hằng quy tắc bàn nở rộ hào quang. Chín kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất phẩm chất thấp kia ở dưới tác dụng của vĩnh hằng quy tắc bàn bắt đầu dung hợp lại mà lúc này tác dụng phụ của vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất trồng chất ở trên người Diệp Thiên khiến cho thân thể phòng chế của hắn dần dần sụp đổ đây không phải tác dụng phụ của vĩnh hằng quy tắc bàn mà là tác dụng phụ của vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất phẩm chất thấp nếu hắn dung hợp là vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất cấp hoàn mỹ như vậy thì không có bất kỳ tác dụng phụ gì đáng tiếc hắn không tìm thấy vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất cấp hoàn mỹ cho nên năng lực của vĩnh hằng quy tắc bàn cho dù bị những người khác đào móc cũng là vô cùng gần gà, cũng chỉ có diệp thiên có thể phát huy ra tác dụng của nó trải qua từng cỗ thân thể phòng chế luyện hóa dung hợp cuối cùng dung hợp chín kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất này trở thành một kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất nhưng vẫn là phẩm chất thấp chỉ có điều bản nguyên quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất ẩn chứa bên trong càng cường đại hơn hơn nữa còn cường đại hơn gấp 10 lần, tiếp tục dung hợp. Sau đó, hắn tiến hành dung hợp toàn bộ vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất phẩm chất thấp mà chính mình lấy được theo tuyến nguyệt trôi qua. Vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất phẩm chất thấp đã dần dần biến thành một kiện mà vào giờ khác này, Dư Thiên cảm thấy kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất phẩm chất thấp này tựa hồ muốn phát sinh thuế biến, nhưng vẫn là kém một chút vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất còn chưa đủ phải đi vĩnh ám vực sâu tiếp tục thu thập vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất hắn tiếp tục tìm kiếm vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất tại chỗ sâu vĩnh ám vực sâu một khi tìm được liền nghĩ biện pháp để cho thân thể phòng chế chân thân đưa ra tuy nói cũng không phải mỗi lần đều có thể thành công đi ra nhưng đại bộ phận thời điểm đều có thể đi ra thời gian dần qua diệp Thi liền thu thập được thêm vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất thậm chí còn tìm được hai kiện tiên thiên nguyên bảo nhưng đây chỉ là loại tiên thiên nguyên bảo rất thông thường có thể tăng phúc sức chiến đấu cùng với đề thăng tốc độ tu luyện sau khi có những vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất phẩm chất thấp này diệp tiên liền tiến hành dung hợp không ngừng cuối cùng vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất sau khi dung hợp sinh ra thuế biến oanh vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất thuế biến phóng xuất ra dao động khủng bố cũng làm cho cỗ thân thể phòng chế này của diệp tiên tiêu diệt bất quá một cỗ thân thể phòng chế khác của hắn vẫn là thôi động trận pháp chấn áp củng cố khí tức của hắn không để cho khí tức phát tán ra sau một khoảng thời gian. Kiện vật phẩm quy tắc trí đạo này đã thành công hoàn thành thuế biến lúc này Diệp Thiên thấy được một kiện vật phẩm bất quy tắc xuất hiện ở trong cảm giác của hắn. Rõ ràng là một kiện vật phẩm quy tắc trí đạo, nhưng bản nguyên quy tắc trí đạo ẩn chứa trong nội bộ đã vượt qua quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất, dùng giám định chi nhãn giám định thử một chút. Diệp Thiên thúc giục giám định chi nhãn, giám định rất lâu lúc này mới giám định ra được vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng, phẩm chất thấp, tên không biết, có thể phụ trợ lĩnh hội quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng nhưng có rất nhiều tác dụng phụ dù sao đây cũng là dung hợp nhiều loại vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất phẩm chất thấp thành vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng tác dụng phụ của nó tự nhiên là rất nhiều có thể nói kiện bảo vật này cho các nguyên lão khác những nguyên lão kia cũng không dám luyện hóa diệp thiên thì rất kích động đây là vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng siêu việt phía trên vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất hắn hoàn toàn có thể dựa vào kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng này tiến hành lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng phía trên quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất chính là quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng nguyên lão đệ nhất cùng với ma tôn đệ nhất tuyệt đối đã lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng bằng không thực lực sẽ không siêu việt xa xa các nguyên lão ma tôn khác như vậy nhưng bây giờ hắn cũng có thể lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng kế tiếp liền lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng diệp thiên nuốt kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng này vào trong cơ thể bắt đầu tiến hành luyện hóa lại tiến hành lĩnh hội quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng nhưng một cỗ thân thể phòng chế của hắn căn bản không kiên trì được bao lâu liền sẽ sắp đổ cho nên hắn cần phòng chế rất nhiều lần thân thể phòng chế lần lượt tiến hành lĩnh hội mới có hy vọng lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng cỗ thân thể phòng chế thứ nhất báo hỏng sau đó là cỗ thứ hai cỗ thứ ba cỗ thứ tư diệp thiên cũng không biết chính mình đã phòng chế bao nhiêu cỗ thân thể phòng chế tài nguyên cũng đều tiêu hao một lượng lớn nhưng hắn vẫn như cũng không quan tâm tiếp tục luyện hóa lĩnh hội một vạn trí đạo kỳ nguyên trôi qua năm vạn trí đạo kỳ nguyên trôi qua 10 vạn trí đạo kỳ nguyên trôi qua mãi cho đến 182 vạn trí đạo kỳ nguyên tuế nguyệt, hắn mới chính thức lĩnh ngộ một tia quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng trên thân Diệp Thiên Tràn ngập ra một chút xíu quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng, vèn vẹn chỉ một tia quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng, liền ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng, hơn nữa thân thể của hắn được quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng rèn luyện, cũng đang phát sinh biến hóa yếu ớt căn cơ, tiềm lực đều đang thuế biến có thể tưởng tượng là sau này hắn tu luyện thần thoại thể trí cường hẳn là sẽ dễ dàng hơn so với trước đó thực lực của ta bây giờ so với quá khứ cường đại hơn nhiều lắm liền xem như nguyên lão thứ 35, ta cũng có thể dùng một chiêu đánh bại đối phương hắn ước chừng thực lực của mình hẳn là đạt đến nguyên lão mười vị trí đầu chỉ cần tu vi cùng với thần thoại thể trí cường tăng lên trong tương lai thực lực tuyệt đối có thể sáng ngang thậm chí siêu việt nguyên lão đệ nhất sự tình ta lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng tạm thời còn không thể bại lộ bằng không mà tồn đệ nhất tuyệt đối sẽ không tùy ý để cho ta trưởng thành ở trong tuyến nguyệt tiếp theo hắn liền trọng điểm tăng cao tu vi cùng với đề thăng thần thoại thể trí cường tại quỳnh tương giới một cỗ thân thể phòng chế của diệp thiên ngưng kết quỳnh tương kim vũ dịch ở đây nhưng lần này tốc độ ngưng tụ của hắn vô cùng nhanh bởi vì hắn dùng quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng ong 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 từng giọt quỳnh tương kim vũ dịch được ngưng tụ ra hiệu suất là gấp vô số lần quá khứ không nghĩ tới sau khi lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng còn có loại chỗ tốt này về sau nhân tộc liền có không ít quỳnh tương kim vũ dịch hắn đi tới chỗ sâu nhất quỳnh tương giới năng lượng ở nơi này càng thêm nồng đậm hắn chuẩn bị ngưng kết năng lượng ở nơi này xem thử liệu có thể ngưng tụ ra một loại tài nguyên có thể để thăng tu vi của nguyên lão không năng lượng ở chỗ sâu quỳnh tương giới được quy tắc chí đạo danh sách vịnh hằng ngưng tụ ra không ngừng áp xúc dần dần ngưng tụ tuế nguyệt như thoi đưa diệp thiên không ngừng áp xúc dựa theo phương thức ngưng kết quỳnh tương kim vũ dịch để ngưng kết tranh thủ ngưng tụ ra tài nguyên siêu việt quỳnh tương kim vũ dịch tuế nguyệt như thoi đưa một vạn trí đạo kỳ nguyên trôi qua một giò chất lỏng màu vàng hoàn mỹ không một tỷ vết ngưng kết mà ra không có cách nào tiếp tục áp xúc diệp thiên cầm giò chất lỏng màu vàng này há miệng nuốt vào xem thử hiệu quả tăng cao tu vi của nó tu vi của hắn đề thăng so với luyện hóa tài nguyên khác nhanh hơn nhiều hơn nữa hắn còn dùng thần quỳnh châu phụ trợ luyện hóa hiệu quả còn nhanh hơn tài nguyên rất không tệ nếu như có mấy trăm giọt ta có khả năng cao liền có thể đề thăng tu vi tới trí đạo cảnh thần thoại hậu kỳ hắn đặt cho chất lỏng màu vàng này một cái tên vĩnh hằng quỳnh tương kim dịch ở trong tuyến nguyên tiếp theo, hắn ở ngay chỗ này ngưng kết vĩnh hằng quỳnh tương kim dịch một vạn trí đạo kỳ nguyên liền có thể ngưng tụ ra một giọt hiệu suất vẫn là tạm được mấy chục vạn trí đạo kỳ nguyên trôi qua diệp thiên cũng ngưng tụ ra mấy chục giọt vĩnh hằng quỳnh tương kim dịch tu vi cũng là tăng lên không ít nhưng khoảng cách trí đạo cảnh thần thoại hậu kỳ còn kém không ít bất quá hắn lại là tiêu hao hết kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng kia lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng đạt đến hai phần cảnh giới cũng coi như có thể hai phần quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng cảnh giới rất thấp, nhưng vẫn như cụ có hy vọng sáng tạo ra quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng. Nếu là như thể sáng tạo ra dạng quy tắc trí đạo này, thực lực của ta chắc chắn còn có thể tăng vọt. Diệp Thiên bắt đầu cố gắng sáng tạo ra quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng, độ khó mặc dù rất lớn, nhưng hắn có thể lần lượt nếm thử, tuyệt đối có thể sáng tạo ra mấy cỗ thân thể phòng chế chân thân của Diệp Thiên tiến vào nơi đây. Bây giờ thực lực của hắn sánh ngang nguyên lão 10 hạng đầu, cho dù là không có cách nào chống lại toàn bộ sinh vật vực sâu trí đạo, nhưng sống sót lại không có vấn đề gì thế là hắn thu thập thật nhiều vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất cùng với tiên thiên nguyên bảo ở đây thu sạch sẽ tài nguyên ở nơi đây hắn còn chuẩn bị dung hợp ra thêm mấy kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng dùng để tăng cường cảnh giới quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng của chính mình dạng này thực lực của hắn cũng sẽ để thăng hơn nữa loại đồ chơi như tiên thiên nguyên bảo này đó là càng nhiều càng tốt sau một khoảng thời gian vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất cùng với tiên thiên nguyên bảo có thể tìm được đều bị hắn tìm được vậy mà thu được 13 kiện tiên thiên nguyên bảo. Diệp Thiên rất là kinh hỉ hắn đều phải cảm tạ những nguyên lão kia để cho hắn chấn thủ vĩnh ám vực sâu, bằng không hắn làm sao có thể thu được dạng cơ duyên cùng với chỗ tốt này. Tại nhân vực, Si La Chi vực tiêu nguyệt, Diệp Tinh Thần, Diệp Tinh Nguyệt đều đến nơi này, Diệp Thiên gọi bọn họ tới, phu quân. Ba người hô Diệp Thiên lấy ra độn vực thạch, kiện tiên thiên nguyên bảo này có thể giúp Diệp Tinh Thần nắm giữ năng lực chạy trốn, trừ phi là gặp phải cường giả nắm giữ quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất, mới có thể khiến cho y không có cách nào mượn nhờ độn vực thạch đào tẩu. Tinh thần, đây là tiên thiên nguyên bảo độn vực thạch, ngươi thường xuyên ra ngoài sông sáo, món bảo vật này có thể làm cho ngươi nắm giữ năng lực bảo mệnh rất cường đại. Diệp Tinh Thần kích động nói sau đó, Diệp Thiên lại lấy ra một kiện tiên thiên nguyên bảo, đây là tiên thiên nguyên bảo tí ngọ giáp, có thể dung nhập thân thể, để cho nắm giữ lực chiến đấu cùng với phòng ngự càng mạnh mẽ, còn có hiệu quả tăng cao tu vi yếu ớt, cũng cho người. ngươi trở về tự mình nghiên cứu một chút, nghiên cứu ra được năng lực của nó, là liền có thể sử dụng một hơi lấy ra hai kiện tiên thiên nguyên bảo diệp tinh thần rất là chấn kinh y bây giờ cũng là nguyên lão liên minh tiên thiên nguyên vực tự nhiên biết sự chân quý của tiên thiên nguyên bảo có một số nguyên lão là ngay cả một kiện tiên thiên nguyên bảo cũng không có có một kiện tiên thiên nguyên bảo cũng đã rất không tệ nhưng diệp tinh tiện tay liền đưa ra ngoài hai kiện tiên thiên nguyên bảo Tự thân tự nhiên không chỉ có hai kiện tiên thiên nguyên bảo này ngay sau đó liền đến phiên vợ của hắn tiêu nguyệt tiêu nguyệt như hiện nay gần như không đi sông sáo, nhưng thân là nguyên lão liên minh tiên thiên nguyên vực, ngẫu nhiên cũng phải xử lý một ít chuyện lại thêm sự tình nhân tộc tư nguyệt cũng đang hỗ trợ quản lý cũng phải cho một kiện tiên thiên nguyên bảo nguyệt nhi đây là tiên thiên nguyên bảo lân giới châu nó có thể khiến cho nàng trong nháy mắt phong ấn tự thân tạo thành phòng ngự bền chắc không thể gãy trong khi phong ấn chính mình cũng sẽ khiến cho địch nhân không có cách nào làm bị thương nàng mặt khác còn có thể kích phát lực lượng lân giới châu phong ấn địch nhân nhưng chỉ có thể phong ấn kẻ yếu hơn mình đa tạ phu quân Tư Nguyệt tiếp nhận lân giới châu sau đó liền đến phiên con gái Diệp Tinh Nguyệt, Diệp Thiên cũng là lấy ra hai kiện Tiên Thiên Nguyên Bảo, giống như con trai vậy. Tinh Nguyệt, đây là Tiên Thiên Nguyên Bảo Huyền Nguyệt bàn, có thể phụ trợ tu luyện, còn có thể tăng cường ngộ tính nhất định. Kiện này là Tiên Thiên Nguyên Bảo Linh Lung Kim Y, là Tiên Thiên Nguyên Bảo loại phòng ngự, có thể khiến phòng ngự của người tăng thêm rất nhiều lần, còn có thể tăng phúc tu luyện. Hai kiện Tiên Thiên Nguyên Bảo này khiến cho Diệp Tinh Nguyệt vui vẻ không thôi, lập tức tiếp nhận ngoại trừ Tiên Thiên Nguyên Bảo. Diệp Thiên còn có lễ vật khác hắn cho mỗi người một giọt vĩnh hằng quỳnh tương kim dịch, có thể để thăng không ít tu vi cho bọn họ. Đây là vĩnh hằng quỳnh tương kim dịch, các người cầm lấy tu luyện, có thể để thăng tu vi trên diện rộng. Sau này, cách mỗi 10 vạn trí đạo kỳ nguyên, các người cũng có thể tới tìm ta xin một giọt vĩnh hằng quỳnh tương kim dịch. Hắn bây giờ đã điều động mấy cỗ thân thể phòng chế tới ngưng kết vĩnh hằng quỳnh tương kim dịch, cho nên tạm thời sẽ không khuyết thiếu thứ đồ chơi này Diệp Tinh Nguyệt cùng với Tiêu Nguyệt. Các nàng cũng không phải là đi con đường trí đạo chí cường, tăng cao tu vi hơi dễ dàng cho nên diệp thiên chuẩn bị trong khi chính mình để thăng tu vi cũng để thăng tu vi cho bọn họ có những tiền thiên nguyên bảo cùng với vĩnh hằng quỳnh tương kim dịch này thực lực của tường nguyệt diệp tinh thần cùng với diệp tinh nguyệt sẽ để thăng rất nhanh bất quá thực lực của bọn họ so sánh với diệp thiên vậy thì không đáng giá được nhắc tới sau khi có nhiều cỗ thân thể phòng chế ngừng kết vĩnh hằng quỳnh tương kim dịch biên độ để thăng tu vi của Diệp Thiên cũng tăng lên rất nhiều trong bất tri bất giác, lại là năm 600 ngàn trí đạo kỳ nguyên tuế nguyệt trôi qua ở dưới sự giúp đỡ của một lượng lớn vĩnh hằng quỳnh tương kim dịch, tu vi của Diệp Thiên rốt cuộc cũng tăng lên tới cảnh giới trí đạo cảnh thần thoại hậu kỳ tu vi của Diệp Thiên đột phá, thực lực lại tăng cường một chút một lần nữa mặt khác, thần thoại thể trí cường của hắn cũng sắp hoàn thành thuế biến lần thứ tư một khi hoàn thành thuế biến lần thứ tư, vậy thì bất khả tư nghị tuyệt đối nắm giữ chiến lược gần với nguyên lão đệ nhất, e rằng ngay cả nguyên lão đệ nhị nguyên lão đệ tam cũng đều không phải là đối thủ của hắn đến lúc đó. Hắn mới có đầy đủ tự tin bại lộ thực lực của mình sau khi tu vi của Diệp Thiên đột phá thành trí đạo cảnh thần thoại hậu kỳ. Hắn liền đưa một lượng lớn vĩnh hằng quỳnh tương kim dịch cho người nhà mình mấy chục vạn trí đạo kỳ nguyên tuế nguyệt ngắn ngủi lại qua. Tu vi của con trai Diệp Tinh Thần đột phá đến trí đạo cảnh thần thoại trung kỳ mà tu vi của vợ Tiêu Nguyệt, con gái Diệp Tinh Nguyệt trực tiếp tăng đến trí đạo cảnh thần thoại hậu kỳ các nàng dù sao cũng không phải đi con đường trí đạo trí cường tăng cao tu vi càng thêm nhanh một chút mà trí đạo cảnh truyền thuyết nhân tộc có đầy đủ quỳnh tương kim vũ dịch cho nên những trí đạo cảnh truyền thuyết nhân tộc này dễ dàng liền có thể đề thăng tu vi tới trí đạo cảnh truyền thuyết đỉnh phong nan đề duy nhất chính là lĩnh hội quy tắc trí đạo dù sao đối với bọn hắn mà nói lĩnh hội quy tắc trí đạo là chỉ có thể chậm rãi lĩnh hội hiệu suất tương đối chậm diệp thiên gọi diệp tinh thần diệp tinh nguyệt tương nguyệt tới thương lượng một việc ta chuẩn bị thả ra di chi vực diệp tinh thần cả kinh Phụ thân, Sila Chi vượt quá chân quý, thật sự muốn thả ra mà nói, tin tức chắc chắn không gạt được, các nguyên lão khác cũng sẽ biết, đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ tạo áp lực cho phụ thân. Thực lực của ta đã tăng vọt, có đầy đủ sức tự vệ, đương nhiên, trước mắt sẽ không thả ra toàn bộ, chỉ cho phép tinh nguyện nhân tộc đỉnh tiêm đi vào lĩnh hội, đại lập xuống lời thề, không cho phép tiết lộ, trong thời gian ngắn sẽ không tiết lộ ra ngoài, như vậy ngược lại là không có vấn đề, diệp tinh thần đi chọn lựa tinh nguyện nhân tộc đỉnh tiêm cũng chính là cấp độ trí đạo cảnh truyền thuyết này lại nhất thiết phải trung thành đối với nhân tộc loại phẩm tính tốt kia mới có thể nhận được đãi ngộ tiến vào di la chi vực diệp tinh thần liền chọn lựa hơn 30 vị trí đạo cảnh truyền thuyết chuẩn bị để cho bọn hắn tiến vào di la chi vực nhóm trí đạo cảnh truyền thuyết này sau khi tiến vào di la chi vực diệp tinh thần đứng ra giải thích chỗ ảo rượu của nơi này lập tức tất cả trí đạo cảnh truyền thuyết đều hưng phấn không thôi các người nhất thiết phải lập số lời thề không được tiết lộ nơi đây bằng không tin tức truyền ra bên ngoài nhân vực sẽ có chút phiền phức Diệp Tinh Thần nói những trí đạo cảnh truyền thuyết nhân tộc này tự nhiên lập tức liền lập xuống lời thề trí đạo, dù sao bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến tiết lộ, lời thề này đối bọn hắn cũng không có ảnh hưởng gì sau khi lập xuống lời thề. Sau này những trí đạo cảnh truyền thuyết nhân tộc này liền có thể ở đây tu luyện lĩnh hội quy tắc trí đạo, bọn hắn nếu như hối đoái thêm vật phẩm quy tắc trí đạo phẩm chất cao trở lên, vậy thì có thể lĩnh ngộ quy tắc trí đạo càng nhanh cho dù là Diệp Thiên, cũng không có lấy ra quá nhiều vật phẩm quy tắc trí đạo cho bọn hắn hồi đoái bởi vì vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ tư Vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ ba cùng vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ hai phẩm chất cao thật sự rất hiếm thấy Diệp Thiên bây giờ nếu như đi tìm, cũng là có thể tìm được, nhưng hắn lười đi tìm dù sao hắn cũng không trông cậy vào đám nhân tộc này có thể trợ giúp hắn, hắn chỉ là hy vọng đám nhân tộc này có thể phát triển nhân tộc tốt hơn mà thôi cho nên, thuận theo tự nhiên là được, ngẫu nhiên trợ giúp liền có thể, nhưng nếu như trợ giúp giống như trợ giúp người nhà mình, vậy khẳng định là không được gì là chi vực sau khi nửa công bố. Quy tắc trí đạo của trí đạo cảnh truyền thuyết nhân tộc liền tiến bộ tương đối nhanh mà Diệp Thiên cũng đang toàn lực để thăng thần thoại thể trí cường của chính mình. Mấy chục vạn trí đạo kỳ nguyên sau đó, long lần thần thoại thể của hắn hoàn thành thuế biến lần thứ tư trước tiên cường độ thân thể của Diệp Thiên tăng vọt trong tuế nguyệt sau đó, các thần thoại thể trí cường khác cũng là từng cái hoàn thành thuế biến. Thẳng đến 18 loại thần thoại thể trí cường đều hoàn thành thuế biến lần thứ tư lúc này. Thực lực của hắn đã tăng vọt Diệp Thiên cũng dung hợp ra kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng thứ hai lại lợi dụng kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng này lĩnh hội quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng Và sau khi hao hết kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng này quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng của hắn đạt đến 5 phần cảnh giới đáng tiếc gì là pho tượng có trợ giúp không lớn đối với quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng nếu không thì có thể nhanh chóng tìm hiểu trong nháy mắt lại qua một tỷ trí đạo kỳ nguyên tuế nguyệt thực lực của diệp thiên so sánh với quá khứ không có đề thăng quá lớn hắn muốn đề thăng thần thoại thể trí cường tới thuế biến lần thứ năm đoán chừng không có năm tỷ trí đạo kỷ nguyên tuế nguyệt là không làm được điều kiện tiên quyết là còn phải tiêu hao vô số tài nguyên đi con đường trí đạo trí cường quả nhiên quá tiêu hao tài nguyên hơn nữa chi phí hiệu quả không cao đây vẫn là ta nắm giữ truyền thuyết huyết bảo nếu như không có truyền thuyết huyết bảo muốn hoàn thành nhiều thần thoại thể trí cường thuế biến nhiều lần như vậy là gần như không có khả năng một đám sinh vật vực sâu trí đạo tính toán lao ra Diệp Thiên dễ dàng chấn sát chúng nó đối với hắn bây giờ mà nói giết những sinh vật vực sâu trí đạo này quả thực là quá dễ dàng tại Nguyên Lão Điện Nguyên Lão đệ nhất cùng với Diệp Thiên đang nói chuyện trời đất Diệp Thiên bây giờ chấn thủ vĩnh ám vực sâu không có vấn đề gì chứ cũng chỉ ngẫu nhiên có một số sinh vật vực sâu trí đạo tính toán đi ra dựa vào trận pháp ngăn trở bọn chúng cũng không khó khăn Nguyên Lão đệ nhất khẽ gật đầu hai người trò chuyện một chút liền thảo luận một kiện sự tình trọng yếu căn cứ vào tình báo của ta mà Tôn đệ nhất đang bế quan tu luyện gã lấy đi những mảnh vỡ cổ uyên quả mà nhóm ma tôn thu thập kia lợi dụng những mảnh vỡ cổ uyên quả kia tăng thêm vô số bảo vật quý giá tính toán bước ra một nửa bước kia mặc dù không phải chân chính đột phá nhưng gã hơi để thăng một bước thực lực liền có khả năng tăng vọt một đoạn đến lúc đó ngay cả ta cũng không chống đỡ nổi ma tôn đệ nhất nguyên lão đệ nhất ngươi định làm gì nguyên lão đệ nhất trầm tư một hồi lúc này mới nói ta hy vọng ngươi có thể đi một chỗ trợ giúp ta cầm một kiện đồ vật địa phương nào thần thoại cốc thần thoại cốc là một chỗ hết sức đặc thù bên trong vô cùng nguy hiểm mặc dù ta còn nắm chắc cầm được món đồ kia nhưng ma tôn đệ nhất nhìn chằm chằm vào ta nếu tiến vào thần thoại cốc trong thời gian ngắn căn bản không ra được một khi ta không ra được ma tôn đệ nhất tất nhiên sẽ lập tức xâm lấn liên minh tiên thiên nguyên vực đem liên minh tiên thiên nguyên vực phá hủy lại đến thần thoại cốc cửa vào bố trí đại trận ngăn chặn ta cho nên ta không thể tiến vào thần thoại cốc nguyên lão đệ nhất người để cho ta đi thần thoại cốc lấy đồ vật gì thần thoại kim thảo Loại tài nguyên này có thể trợ giúp ta nửa bước đột phá, nhưng tương đối khó thu được, lại rất dễ dàng vẫn lạc. Các nguyên lão khác chắc chắn là không muốn đi vào. Nhưng ngươi bây giờ tu vi đột phá, thần thoại thể cũng đột phá, ta đoán chừng ngươi đã nắm giữ thực lực nguyên lão mười hạng đầu. Hơn nữa, phân thân của ngươi coi như vẫn lạc, đại giới luyện chế ra cũng không tính quá lớn. Nếu lấy ra được thần thoại kim thảo, ta sẽ không bạc đãi ngươi diệp thiên tỷ. Mình nghĩ lại. Vẫn là đáp ứng nguyên nhân Diệp Thiên đáp ứng nguyên lão đệ nhất tự nhiên không phải hy vọng nguyên lão đệ nhất đột phá, mà là hắn cần một đoạn phát triển bình thường mà một khi Ma Tôn đệ nhất nửa bước đột phá, lấy thực lực của hắn bây giờ còn thật sự không có cách nào chống lại, liền xem Như Gia Thiên kiếm bàn, cũng đều không chắc chắn có thể chống đỡ được công kích của Ma Tôn đệ nhất cho nên, Gia Thiên kiếm bàn chặn công kích của Ma Tôn đệ nhất, nhưng hắn cũng đừng hòng đi hiện tại, vẫn còn cần nguyên lão đệ nhất chống lại Ma Tôn đệ nhất, nguyên lão đệ nhất, thần thoại cốc ở nơi nào? hắn mặc dù là nguyên lão nhưng chưa từng nghe nói qua thần thoại cốc nguyên lão đệ nhất tiết lộ thần thoại cốc ở một chỗ tiết điểm thời không đặc thù bởi vì trong đó ẩn chứa rất nhiều cơ duyên nhưng quá nguy hiểm cho nên ta mới không có công bố trước mắt cũng chỉ vẹn vẹn có một ít nguyên lão mới hiểu cũng là lo lắng một ít nguyên lão tự tiện đi vào như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ rất nhanh nguyên lão đệ nhất cáo chỉ vị trí cụ thể tiếp đó lão lại lấy ra ba kiện tiên thiên nguyên bảo diệp thiên đây là ba kiện tiên thiên nguyên bảo loại phòng ngự đưa cho ngươi xem như bảo vật bảo mệnh nguyên lão đệ nhất vậy ta sẽ không khách khí diệp thiên tiếp thu ba kiện tiên thiên nguyên bảo này thứ tiên thiên nguyên bảo này hắn cũng sẽ không ghét bỏ nhiều nguyên lão đệ nhất cho hắn hắn cũng liền nhận hơn nữa nguyên lão đệ nhất trải qua năm tháng dài đằng đẵng không biết đã góp nhặt bao nhiêu tiên thiên nguyên bảo lão lại không có hộ bối cho nên chỉ là lấy ra ba kiện tiên thiên nguyên bảo đối với lão mà nói căn bản không coi là cái gì diệp thiên liền đi tới thần thoại cốc vào sau khi diệp thiên đi hy vọng diệp thiên có thể tìm được một gốc thần thoại kim thảo bằng không thật sự để cho ma tôn đệ nhất đột phá gã tuyệt đối sẽ tìm ta gây phiền phức trước tiên nguyên lão đệ nhất lẩm bẩm nói tại thần thoại cốc diệp thiên xuyên qua rất lâu lúc này mới tới nơi đây tiết điểm thời không bị diệp thiên phá vỡ hắn trốn vào trong đó thấy được thần thoại cốc thần thoại cốc phảng phất như rất nhỏ lại phảng phất như vô biên vô hạn một cỗ lực lượng kỳ dị đang hấp dẫn hắn đi vào căn cứ theo lời nói của nguyên lão đệ nhất thần thoại cốc tiến vào dễ dàng đi ra khó khăn nhất thiết phải tại thời kỳ đặc thù mới có thể đi ra nếu như hắn tiến vào thần thoại cốc bên trong dài rằng ra thời gian vẫn là không có cách nào đi ra ngoài mà thời gian này đại khái là 5 triệu trí đạo kỳ nguyên đối với nguyên lão 5 triệu trí đạo kỳ nguyên không phải rất dài nhưng nguyên lão đệ nhất một khác cũng không dám rời đi nếu không thì sẽ rất nguy hiểm diệp thiên trực tiếp chui vào thần thoại cốc trong thần thoại cốc diệp thiên lập tức cảm ứng được áp chế của phiến thiên địa này đối với chính mình giống như là cốt cách linh hồn đều muốn bị độc vụn một lát sau mới thích ứng Át chế thiên địa thật là khủng khiếp, không hổ là bảo địa ngay cả nguyên lão đứng đầu cũng không dám tiến vào. Hắn đã sớm vào lúc tiến vào, liền dùng thiên phú sao chép dò xét bốn phía căn cứ vào những gì nguyên lão đệ nhất nói. Đã qua tuyến nguyệt dài đằng đẵng không có nguyên lão đi vào, tình báo đối với nơi này rất là qua loa căn cứ vào tư liệu quá khứ. Trong thần thoại cốc nắm giữ một số ít sinh vật cấp thần thoại, mỗi một đầu đều là đã sống vô tận tuyến nguyệt, thực lực vô cùng kinh khủng, có thể so với nguyên lão đứng đầu nhưng trong thần thoại cốc kinh khủng chân chính là thần thoại chi linh thần thoại chi linh là bản thăng cấp của truyền thuyết chi linh thực lực vô cùng kinh khủng nhưng thần thoại chi linh cũng bị thần thoại cốc ước thúc chỉ có thể chờ ở một chỗ không thể rời đi quá xa thần thoại kim thảo trên thực tế chính là một loại linh vật thần thoại đặc thù bên người tất nhiên nắm giữ thần thoại chi linh có thần thoại chi linh thậm chí có thể sánh ngang với nguyên lão đệ nhất có thể còn có thần thoại chi linh so với nguyên lão đệ nhất còn mạnh hơn đây đều là sự tình có khả năng tồn tại đương nhiên vận khí tốt liền sẽ gặp phải thần thoại chi linh yếu kém diệp thiên cũng đều có hy vọng chém giết đối phương mà nguyên lão đệ nhất để cho diệp thiên đi nếm thử một khi gặp phải thần thoại chi linh cường đại liền lập tức chạy trốn gặp phải thần thoại chi linh yếu kém mới đi xem thử nơi đó có thần thoại kim thảo hay không nhưng mà thần thoại kim thảo vô cùng hiếm thấy nguyên lão đệ nhất cũng không dám xác định ở đây còn có thần thoại kim thảo hay không lão chỉ là tại tuế nguyệt vô cùng cổ lão trước đó đi vào một lần nhưng cũng không có thu được thần thoại kim thảo bây giờ tại thời đại này lão cùng với ma tôn đệ nhất kiềm chế lẫn nhau ai cũng không dám tiến vào thần thoại cốc trong lúc đó bọn hắn cũng điều động ma tôn cùng với nguyên lão đi vào nhưng đều vẫn lạc đằng sau cũng không có ma tôn cùng với nguyên lão nào đi vào nếu không phải lần này ma tôn đệ nhất có khả năng nửa bước đột phá nguyên lão đệ nhất cũng sẽ không để diệp thiên đi vào thần thoại cốc có rất nhiều tài nguyên nói không chừng ta liền có thể thu được bảo vật cùng với tài nguyên kinh người từ đó khiến cho thực lực tăng vọt chợt hắn bắt đầu ngưng kết cỗ thân thể phòng chế thứ hai cỗ thân thể phòng chế thứ ba của chính mình thần thoại cốc nguy hiểm như thế, thân thể phòng chế vẫn lạc là rất bình thường, hắn tự nhiên muốn làm thêm mấy cỗ thân thể phòng chế. Lần lượt đi tìm thần thoại Kim Thảo Diệp Thiên để cho một cỗ thân thể phòng chế của chính mình đi tìm tòi một đầu sinh vật cấp thần thoại xuất hiện, nhìn qua là một đầu sinh vật cấp thần thoại loại hổ thần thoại huyền hổ thực lực của đầu sinh vật cấp thần thoại này rất khủng bố. Tu vi sánh ngang trí đạo cảnh thần thoại đỉnh phong, nhục thân cũng thập phần cường đại, trên thân còn tràn ngập khí tức quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất luận thực lực nó tuyệt đối sánh ngang 36 nguyên lão đứng đầu, mới tiến vào thần thoại cóc, lại đụng phải sinh vật cấp thần thoại sánh ngang 36 nguyên lão đứng đầu, chẳng trách nguyên lão đệ nhất không để cho các nguyên lão khác đi vào, ai đi vào người đó liền chết. Đầu thần thoại huyền hổ này công kích Diệp Thiên, lực lượng thần thoại thể kinh khủng bạo phát ra, lại thêm uy lực của quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất, một kích của đối phương đủ để miểu sát nguyên lão cấp bậc thứ hai. Nhưng, đối với Diệp Thiên mà nói, đầu thần thoại huyền hổ này không tính là gì, quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng. Diệp Thiên cầm trường thương trong tay, một kích xuyên thủng đầu thần thoại huyền hổ này, quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng bộc phát, trực tiếp phá hư thân thể nó, vỡ vụn sinh cơ của nó trong chớp mắt. Đầu thần thoại huyền hổ này vẫn lạc, thực lực của ta bây giờ đã có thể miểu sát loại nguyên lão đỉnh tiêm như nguyên lão thứ 35. Diệp Thiên lẩm bẩm nói tiếp theo, hắn thu hồi đầu thi thể thần thoại huyền hổ này, thi thể một đầu sinh vật cấp thần thoại, cũng là có chức giá trị trượt. Hắn tiếp tục đi tới, không có gặp phải sinh vật cấp thần thoại, nhưng không lâu sau đó, liền xông vào lãnh địa của một đầu thần thoại chi linh một cỗ nguy cơ sinh ra hắn bị để mắt tới là thần thoại chi linh một hư ảnh màu vàng hiện lên có chút giống với truyền thuyết chi linh nhưng lại kinh khủng hơn xa xa so với truyền thuyết chi linh đây mới thật sự là thần thoại chi linh khí tức của đầu thần thoại chi linh này quá kinh khủng Diệp thiên cũng đều lạnh cả người tròn hắn nhanh chóng bỏ chạy nhưng bàn tay của thần thoại chi linh vượt qua mà đến một kích đánh bể diệp thiên thần thông trí đạo loại phòng ngự lấy quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng hình thành lại đánh lên trên cánh tay của hắn trực tiếp tiêu diệt nửa người hắn bất quá hắn trốn rất nhanh cỗ thân thể phòng chế này cũng không có vẫn lạc chỉ là mất nửa người ở vào trạng thái trọng thương đầu thần thoại chi linh kia không có cách nào rời đi lãnh điệu của mình không có tiếp tục đổi giết diệp thiên bạn đang xem siêu cấp yêu nghiệt tại kênh youtube Di các phim dạng thần thoại chi linh này đoán chừng ngoại trừ nguyên lão đệ nhất các nguyên lão khác gặp phải cũng không phải là đối thủ thậm chí ngay cả trốn cũng đều trốn không thoát diệp thiên lầm bẩm nói hắn đổi một cỗ thân thể phòng chế tiếp tục tìm tòi nhưng thần thoại chi linh ở nơi này đều vô cùng kinh khủng hắn có một lần gặp phải thần thoại chi linh trực tiếp bị đối phương oanh sát ngay cả chạy trốn cũng không kịp ta còn tưởng rằng thực lực của mình vô cùng kinh khủng không nghĩ tới vẫn là tranh lệch rất lớn theo tuế nguyệt trôi qua diệp thiên ngẫu nhiên cũng có thể tìm được đồ tốt tại thần thoại cốc tiếp đó đưa tài nguyên đến trên tay một cỗ thân thể phòng chế trong đó diệp thiên còn tìm được một kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất phẩm chất cao chỉ cần sử dụng một chút bảo vật liền có thể loại trừ tác dụng phụ kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất này có thể cho tinh thần sử dụng diệp thiên đụng phải một đầu thần thoại chi linh thực lực không tính quá lợi hại thực lực không bằng hắn hắn có hy vọng chém giết đối phương đầu thần thoại chi linh này thân người đôi rắn cũng là toàn thân màu vàng hai cỗ thân thể phòng chế của diệp thiên vây công đầu thần thoại chi linh này triển khai đại chiến ở dưới không ngừng chém giết đầu thần thoại chi linh này cuối cùng cũng bị diệp thiên chém giết thần thoại chi linh ở nơi này đều rất lợi hại nếu như không nắm giữ quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng ta căn bản không phải đối thủ nguyên lão đệ nhất đoán trường cũng đã đánh giá thấp thực lực của những thần thoại chi linh này khả năng cao là trải qua tuế nguyệt quá dài lâu thần thoại chi linh ở nơi này đã cường đại hơn nhiều so với quá khứ nguyên lão đệ nhất không kịp cập nhật tình báo sau khi chém giết đầu thần thoại chi linh này diệp thi liên ở trong xào huyệt cùng với lãnh địa của đầu thần thoại chi linh này tìm kiếm bảo vật kết quả còn thật sự tìm được không ít bảo vật tài nguyên đủ loại tài nguyên bị hán thu thập hơn nữa hắn còn tìm được vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất, số lượng đạt đến hơn 30 kiện, 6 kiện tiên thiên nguyên bảo, cùng với đủ loại vật phẩm chân quý, thu hoạch lớn. Diệp Thiên trực tiếp quét sạch xào huyệt của đầu thần thoại chi linh này mặt khác hắn cũng phát hiện ra một kiện thần thoại linh vật, là một gốc dây leo màu đỏ thẳng hắn không có mang theo giám định chi nhãn, không có cách nào giám định kiện thần thoại linh vật này, nhưng truyền thuyết linh vật đều có thể trợ giúp một vị trí đạo cảnh truyền thuyết đột phá thành trí đạo cảnh thần thoại, giá trị của kiện thần thoại linh vật này chỉ có thể cao, trừ lần sau khi đi ra mang nó ra ngoài giám định một chút liền biết tác dụng cụ thể diệp thiên nghĩ thầm đương nhiên hắn cũng có thể để cho thân thể phòng chế khác đưa giám định chi nhãn vào nhưng thần thoại cốc dù sao cũng rất nguy hiểm bất luận nguy cơ gì cũng có thể xuất hiện hắn còn không muốn làm mất giám định chi nhãn cho dù chỉ là một chút rủi ro tóm lại hắn vào sau năm triệu chí đạo kỳ nguyên nữa liền có thể ra ngoài không cần thiết mạo hiểm chờ thêm một đoạn thời gian là được rồi một cỗ thân thể phòng chế của diệp thiên chờ ở sao huyệt thần thoại chi linh thân thể phòng chế khác thì đi thăm dò một khi tìm tòi được đồ tốt sẽ đưa trở về theo thời gian trôi qua diệp thiên tìm được không ít đồ tốt nhưng vẫn không có tìm được thần thoại kim thảo bất quá hắn còn rất nhiều thời gian ngược lại cũng không cấp bách diệp thiên lại phát hiện ra một đầu thần thoại chi linh thực lực mạnh mẽ hơn hắn nhưng không phải cường đại hơn quá nhiều dùng hai cỗ thân thể phòng chế ngăn chặn đối phương một cỗ thân thể phòng chế khác đi tìm kiếm tài nguyên lại thu hoạch được một chút tài nguyên cùng với tiên thiên nguyên bảo đương nhiên hắn là thu được tài nguyên liền đi dựa vào loại phương thức này hắn thu thập được không ít vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất phẩm chất cao liền ước chừng thu được 6 kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất phẩm chất thấp đã tìm được hơn 100 kiện cứ như vậy từ từ sẽ đến nói không chừng liền có thể thu thập được một lượng lớn vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất sau khi ra ngoài liền có thể lợi dụng vĩnh hằng quy tắc bản dung hợp thành nhiều kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng vừa nghĩ tới có thể thu được nhiều kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng hắn liền có thể lĩnh hội quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng cảnh giới sẽ không ngừng để thăng diệp thiên giống như mọi khi tiềm nhập vào lãnh địa một đầu thần thoại chi linh hai cỗ thân thể phòng chế ngăn chặn đối phương mà hắn thì tiến vào xào huyệt của đối phương một gốc cỏ vàng cắm rễ ở bên trong hư không hấp dẫn sự chú ý của diệp thiên thần thoại linh vật hắn dám trăm phần trăm xác định đây chính là thần thoại kim thảo mà nguyên lão đệ nhất cần có thể trợ giúp lão hoàn thành nửa bước đột phá diệp thiên lập tức hái gốc thần thoại kim thảo này lại lấy đi tài nguyên của thần thoại chi linh liền nhanh chóng bỏ chạy sau đó hắn đưa thần thoại kim thảo này lên trên tay một cỗ thân thể phòng chế khác nhiệm vụ đã hoàn thành kế tiếp chỉ cần chờ đến thời gian ra ngoài là được hắn liền không cần tìm kiếm thần thoại kim thảo tùy tiện tìm kiếm tài nguyên tài nguyên có thể hữu dụng đối với chính mình hắn đều sẽ thu thập lại thần thoại cốc có nhiều tài nguyên lắm bất quá nguy hiểm cũng rất nhiều diệp thiên cứ như vậy vượt qua năm tháng dài đằng đẵng mà trong đoạn tuế nguyệt này hắn cũng tu luyện tại thần thoại cốc lợi dụng tài nguyên trong thần thoại cốc tăng cường tu vi của chính mình chỉ có điều không có truyền thuyết huyết bảo trợ giúp luyện hóa tài nguyên tốc độ tu luyện không bằng ngoại giới trong bất tri bất giác hắn đã tiến vào thần thoại cốc sắp được 5 triệu trí đạo kỳ nguyên tuế nguyệt thần thoại thể của diệp thiên hoàn thành thuế biến lần thứ năm thực lực lại tăng vọt một lần tức đó diệp thiên đổi một lần thân thể phòng chế của chính mình ha 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 thần thoại thể hoàn thành thuế biến lần thứ năm thực lực tăng vọt một số thần thoại chi linh trước đó có thể giết chết ta nhưng bây giờ là giết không được ta có thể lèn vào lãnh địa của bọn nó, cướp đi tài nguyên của bọn nó. Mà hắn cũng đang chuẩn bị để cho một cỗ thân thể phòng chế ra ngoài, dù sao thần thoại cốc cũng đã sắp đến thời kỳ đặc thù thần thoại cốc chấn động, bên trong hư không xuất hiện cực quang màu vàng. Ngay vào lúc này, Diệp Thiên theo cực quang màu vàng, phóng ra bên ngoài thần thoại cốc quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng bảo vệ toàn thân của hắn, tiếp đó xé rách hàng rào, thành công rời khỏi thần thoại cốc, trở về bên trong hư vực địa trụ sở liên minh tiên thiên nguyên vực nguyên lão điện một cỗ thân thể phòng chế của diệp thiên đến nơi này chỉ mang theo thần thoại kim thảo về phần những bảo vật khác tài nguyên đều được đưa vào nhân vực không phải hắn không yên lòng nguyên lão đệ nhất nhưng cẩn thận một chút vẫn rất có cần thiết nguyên lão đệ nhất biết được diệp thiên trở về lập tức xuất hiện diệp thiên nguyên lão ngươi là có tìm được thần thoại kim thảo hay không nguyên lão đệ nhất dùng ngữ khí giò vô cùng chờ mong hỏi may mắn không làm nhục mệnh tìm được một gốc nhưng cũng bỏ ra rất nhiều phân thân Diệp Thiên nói lời này của hắn ngược lại là không có bất kỳ hư giả gì. Hắn đích xác tổn thất rất nhiều thân thể phòng chế trượt. Diệp Thiên lấy ra gốc thần thoại kim thảo kia nguyên lão đệ nhất sau khi xem xét, lập tức vô cùng kích động. Đích thật là thần thoại kim thảo. Nguyên lão đệ nhất ngược lại là không có lập tức tiếp nhận gốc thần thoại kim thảo này, mà là sau khi cảm tạ một phen, lúc này mới tiếp nhận thần thoại kim thảo. Hơn nữa cũng lấy ra một kiện đồ tốt. Diệp Thiên nguyên lão, đây là vĩnh hằng nguyên tùy vẹn vẹn chỉ một giọt liền có thể để thăng tu vi của ngươi tới cảnh giới trí đạo cảnh thần thoại đỉnh phong vĩnh hằng nguyên tủy chỉ một giọt liền có thể để thăng tu vi tới trí đạo cảnh thần thoại đỉnh phong đây đích xác là đồ tốt có thể tiết kiệm hắn khổ tu vô số năm tháng nguyên lão đệ nhất không hổ là nguyên lão cường đại nhất liên minh tiên thiên nguyên vực cũng là nguyên lão cổ lão nhất đồ tốt rất là nhiều diệp thiên thu vĩnh hằng nguyên Tùy diệp thiên rời đi nguyên lão điện quay trở về nhân vực mà nguyên lão đệ nhất cũng tuyên bố bế quan tại nhân vực diệp thiên lấy ra giọt vĩnh hằng nguyên tủy này đầu tiên là dùng giám định chi nhãn giám định sau khi xác nhận không sai lúc này mới phục dụng luyện hóa dùng để tăng cường tu vi của chính mình diệp thiên cũng dùng giám định chi nhãn giám định tài nguyên khác tìm được tại thần thoại gốc ví dụ như những thần thoại linh vật kia ví dụ như gốc dây leo màu đỏ thắm kia hắn trực tiếp giám định thần thoại huyền đằng tu vi sau khi đạt đến trí đạo cảnh thần thoại đỉnh phong thần thoại thể sau khi đạt đến chín lần thuế biến trực tiếp mài nó thành bụi phấn phục dụng luyện hóa có thể phụ trợ thân thể vĩnh hằng trí đạo hóa vĩnh hằng trí đạo hóa đây là cái gì Diệp Thiên cũng không biết, nhưng tuyệt đối là việc mà nguyên lão đệ nhất, ma tôn đệ nhất cần phải làm, cũng chính là cái gọi là nửa đột phá. Hắn lại lấy ra kiện thần thoại linh vật thứ hai, tiếp tục giám định thần thoại kỳ lân hoa, có thể dùng để đề thăng thần thoại thể thuế biến, cũng có thể dùng để tăng cao tu vi ngoại trừ những thần thoại linh vật này, những kiện tiên thiên nguyên bảo kia, hắn cũng đều giám định từng kiện, trong đó có không ít đồ tốt đặc biệt là một kiện tiên thiên nguyên bảo trong đó khiến cho diệp thiên đặc biệt coi trọng tiên thiên nguyên bảo tích huyết thạch có thể khiến cho trí đạo cảnh thần thoại cùng với người tu vi thấp hơn dung nhập một giọt máu nhỏ vào trong đó sau khi ngã xuống tiên thiên nguyên bảo tích huyết thạch có thể hồi sinh năng lực là vì bị động không cần nghiên cứu đổ tốt tích huyết thạch quá trọng yếu rất nhanh hắn liền gọi con trai diệp tinh thần tới trước mặt lấy ra tích huyết thạch tinh thần cho ngươi kiện tiên thiên nguyên bảo này nó tên là tích huyết thạch ngươi dung nhập một giọt tinh huyết của chính mình vào trong đó Tiếp đó đạt ở nhân tộc thánh điện, một khi ngươi vẫn lạc ở bên ngoài, cũng có thể mượn nhờ lực lượng tích huyết thạch, phục sinh một lần nữa tại nhân tộc thánh điện, Tiên Thiên Nguyên Bảo có thể trợ giúp phục sinh, phụ thân, ngài vẫn là sử dụng cho bản thân đi, Diệp Thiên cười nói, ta có rất nhiều phân thân, ai có thể giết ta, ngươi cầm đi, nghe vậy, Diệp Tinh Thần cũng liền nhận Diệp Thiên đưa vài cánh hoa thần thoại kỳ lân hoa cho Diệp Tinh Thần, đây là cánh hoa của thần thoại linh vật thần thoại kỳ lân hoa có thể trợ giúp người tăng cao tu vi cùng với đề thăng thần thoại thể diệp tinh thần vui vẻ nói diệp tinh thần cầm cánh hoa thần thoại kỳ lân hoa đi bế quan tu luyện diệp thiên còn phân cánh hoa thần thoại kỳ lân hoa cho vợ cùng với con gái đủ để đề thăng tu vi của các nàng tới trí đạo cảnh thần thoại đỉnh phong còn có thể giúp các nàng hoàn thành thần thoại thể thuế biến lần lượt diệp tinh thần diệp tinh nguyệt cùng với tiêu nguyệt tu vi của bọn họ không ngừng tăng vọt thần thoại thể lần lượt hoàn thành thuế biến thực lực đang nhanh chóng để thăng mà diệp thiên cũng mượn nhờ vĩnh hằng nguyên tủy thành công để thăng tu vi tới trí đạo cảnh thần thoại cảnh giới đỉnh phong hơn nữa hắn còn mượn nhờ thần thoại kỳ lân hoa còn lại cùng với các tài nguyên khác khiến cho thần thoại thể trí cường của chính mình hoàn thành thuế biến lần thứ sáu lúc này thực lực của hắn lại tăng vọt một lần nữa có thể tìm được đồ vật càng tốt hơn tại thần thoại cốc cùng với chém giết càng nhiều thần thoại chi linh thời gian dần qua Đồ tốt Diệp Thiên lấy được là càng ngày càng nhiều Diệp Thiên mượn nhờ vĩnh hằng quy tắc bản dung hợp một lượng lớn vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất trở thành vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng phẩm chất thấp có những vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng này. Hắn liền có thể nhanh chóng để thăng quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng của chính mình theo tuế nguyệt trôi qua. Lại là năm tháng dài đằng đẵng qua đi quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng của Diệp Thiên dần dần tăng lên tới một thành cảnh giới sau đó là hai thành cảnh giới thời gian đi ra ngoài thần thoại cốc lần tiếp theo là 18 triệu kỳ nguyên sau khi đi ra thực lực của ta sẽ nhanh đón một lần thuế biến nữa. Hắn cũng đang chú ý tình huống giữa nguyên lão đệ nhất cùng với ma tôn đệ nhất hắn có một kiện tiên thiên nguyên bảo loại thôi diễn, vạn diễn bản, có thể thôi diễn tình huống đại khái của ma tôn đệ nhất. Nếu như ma tôn đệ nhất xuất quan mà nói, hắn sẽ lập tức biết được vào một ngày ma tôn đệ nhất xuất quan, hơn nữa còn dùng tốc độ cực nhanh hướng về phía tiên thiên nguyên vực, xem ra, chưa ma tôn đệ nhất đã nửa bước đột phá không biết nguyên lão đệ nhất đã đột phá hay diệp thiên truyền tin tức cho nguyên lão đệ nhất nếu nguyên lão đệ nhất không ngăn nổi mà nói hắn nhất định phải ra tay ngăn trở ma tôn đệ nhất lấy thực lực của hắn bây giờ hắn cảm thấy mình cũng không yếu hơn nguyên lão đệ nhất nhưng ai mạnh hơn chân chính còn phải đánh một trận mới biết được nhưng nhiều cỗ thân thể phòng chế đồng loạt ra tay liền xem như đối mặt với ma tôn đệ nhất cũng là không phải sợ nhưng hắn không cần thiết bây giờ liền bại lộ thực lực trừ phi là đến lúc vạn bất đắc dĩ nguyên lão đệ nhất thu được tin tức về ma tôn đệ nhất cũng thôi diễn một phen xác định ma tôn đệ nhất đích xác tới vĩnh hằng trí đạo hóa tiến bộ một chút cho dù còn không phải đối thủ của ma tôn đệ nhất nhưng gã muốn giết ta lại là làm không được nguyên lão đệ nhất lẩm bẩm nói ma tôn đệ nhất đang không ngừng duyên thẳng qua đột nhiên nguyên lão đệ nhất xuất hiện cản lại gã ma cổ ngươi tới nơi này làm cái gì nguyên ngươi cảm thấy ta là tới làm cái gì ma tôn đệ nhất bây giờ rất ngông cuồng toàn thân tản ra sát ý điên cuồng gã muốn giết chết nguyên lão đệ nhất hủy diệt toàn bộ liên minh tiên thiên nguyên vực giết sạch địch nhân của mình gã cũng không muốn liên minh tiên thiên nguyên vực trong tương lai sinh ra một tồn tại có thể uy hiếp bản thân ma tôn đệ nhất đánh tới nguyên lão đệ nhất mỗi người đều trồng chất nhiều loại thần thoại thể trong chớp mắt song phương va chạm với nhau chỉ một chiêu nguyên lão đệ nhất liền bị đánh bay toàn thân đều dạn nứt nhưng một kiện tiên thiên nguyên bảo lại làm cho thương thế của lão cấp tốc khôi phục nguyên lão đệ nhất cũng bắt đầu liều mạng cũng mang đến một chút phiền toái nhỏ cho ma tôn đệ nhất nguyên ngươi vậy mà cũng hoàn thành ba thành vĩnh hằng trí đạo hóa phá vỡ cảnh giới ma tôn đệ nhất kinh ngạc may mắn đột phá mà thôi căn cơ của ta không bằng ngươi cảnh giới quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng không bằng ngươi nhưng ta cũng có át chủ bài nếu thật sự liều mạng vẫn như cũ có thể trọng thương ngươi hơn nữa nơi này chính là địa bàn của liên minh tiên thiên nguyên vực chúng ta ngươi cho dù có thể lấy đại giới trọng thương giết chết ta người cũng không chắc chắn có thể đào tàu đã có nguyên lão âm thầm nhìn trộm nơi đây ma tôn đệ nhất khẽ nhíu mày nếu nguyên lão đệ nhất không có đột phá đã hoàn toàn có thể giết chết nguyên lão đệ nhất mà không tổn thương không cần trả giá đánh đổi quá lớn cho dù toàn bộ nguyên lão liên minh tiên thiên nguyên vực vây công gã gã cũng đều có thể giết sạch toàn bộ nhưng bây giờ lại không được quá mạo hiểm sau khi suy nghĩ rõ ràng ma tôn đệ nhất hử lạnh một tiếng quay người rời đi sau khi chờ ma tôn đệ nhất rời đi nguyên lão đệ nhất mới thở dài một hơi may mắn diệp thiên nguyên lão mang về thần thoại kim thảo ta lại may mắn đột phá, bằng không lần này thật sự nguy hiểm. Bất quá, tranh lệch thực lực của lão lần này cùng với ma tôn đệ nhất đã lớn hơn, tương lai nói không chừng tranh lệch sẽ càng ngày càng lớn. Thằng đến khi ma tôn đệ nhất siêu việt xa xa lão, chỉ có thể trông cậy vào diệp thiên, hy vọng hắn có thể đề thăng thần thoại thể trí cường tới thuế biến lần thứ 9, lại thêm toàn bộ phân thân của hắn, liên thủ với ta, vẫn là có thể áp chế ma tôn đệ nhất. Nguyên lão đệ nhất thầm nghĩ nhưng lão căn bản cũng không biết diệp thiên đã lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng tại nhân vực diệp thiên thông qua tiên thiên nguyên bảo nhìn trộm ma tôn đệ nhất cùng với nguyên lão đệ nhất chiến đấu thực lực của nguyên lão đệ nhất so với ma tôn đệ nhất tranh lệch rất nhiều. bất quá hắn thừa nhận trước đó vẫn đã khinh thường ma tôn đệ nhất ma tôn đệ nhất nắm giữ trí cường huyết mạch tương đương với đi con đường trí đạo trí cường hơn nữa gã còn trồng chất 11 loại thần thoại thể trí cường lại đều đã tu luyện toàn bộ đến chín lần thuế biến hơn nữa còn đã bắt đầu vĩnh hằng trí đạo hóa luận cường độ thân thể Ma tôn đệ nhất siêu việt xa xa hắn nhưng cảnh giới quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng của ma tôn đệ nhất vậy mà chỉ có một thành cảnh giới, cảnh giới thấp hơn so với hắn nhưng mà, luận thực lực tổng hợp, tranh lệch giữa Diệp Thiên với gã vẫn là rất lớn thậm chí, so với nguyên lão đệ nhất, vẫn là tranh lệch rất lớn nguyên lão mười hạng đầu so sánh với nguyên lão đệ nhất, hoàn toàn là không cùng một đẳng cấp bất quá, thực lực của hắn so với nguyên lão đệ nhất tranh lệch cũng không phải rất lớn hơn nữa. Quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng của hắn còn đang để thăng, Tương lai siêu Việt nguyên lão đệ nhất cũng chỉ là vấn đề thời gian sự uy hiếp của ma tôn đệ nhất tạm thời được giải trừ. Nhưng trong tương lai chắc chắn còn có thể đến tập kích liên minh tiền thiên nguyên vực một lần nữa diệp thiên một mực đang khổ tu thần thoại thể trí cường của chính mình. Tu vi của hắn bây giờ đã tăng lên tới trí đạo cảnh thần thoại đỉnh phong, chỉ có thần thoại thể trí cường còn chưa có tăng lên. Tự nhiên muốn cố gắng tăng lên, tranh thủ hoàn thành lần thuế biến thứ bảy tuế nguyệt như thoi đưa ở dưới sự giúp đỡ của truyền thuyết huyết bảo cùng với rất nhiều tài nguyên thần thoại thể trí cường của Diệp Thiên tiến bộ rất nhanh trong bất tri bất giác, lại là mấy trăm vạn trí đạo kỷ nguyên tuế nguyệt trôi qua long lân thần thoại thể của Diệp Thiên cuối cùng lại thuế biến một lần nữa, hoàn thành thuế biến lần thứ bảy, thực lực tăng trưởng một đoạn sau đó, các thần thoại thể khác của hắn cũng nhao nhao hoàn thành thuế biến lần thứ bảy, mà lần này đột phá, cơ hồ tiêu hao hết đủ loại tài nguyên đỉnh cấp hắn thu thập được, tài nguyên phổ thông cũng là tiêu hao vô số không thể không nói, 18 loại thần thoại thể trí cường, quá hao phí tài nguyên đây vẫn là có truyền thuyết huyết bảo hỗ trợ bằng không căn bản không làm được tại thần thoại cốc diệp thiên đổi toàn bộ thân thể phòng chế một lần thực lực thuế biến hắn liền có thể đi tìm những thần thoại chi linh mà trước đây không có cách nào đối phó kia mà hắn lại thu thập một nhóm tài nguyên trở về trong đó liền bao gồm một lượng lớn vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất cùng với tiên thiên nguyên bảo đợi thêm mấy trăm vạn trí đạo kỷ nguyên tuế nguyệt ta liền có thể lại đi ra một lần nữa có những tài nguyên này ta hẳn là liền có thể hoàn thành thần thoại thể trí cường thuế biến chín lần lại tiến hành xung kích vĩnh hằng trí đạo hóa Diệp Thiên thành công đi ra từ thần thoại cốc đương nhiên, hắn còn có thân thể phòng chế ở lại trong thần thoại cốc, tiếp tục thu thập tài nguyên, trở về nhân vực. Diệp Thiên hết sức kích động, hắn lần này thu được quá nhiều tài nguyên cùng với bảo vật chợt, hắn liền dùng giám định chi nhãn giám định tất cả bảo vật mình đạt được sau khi giám định, hắn liền càng thêm kích động, đồ tốt có nhiều lắm, ở trong tuyến nguyệt tiếp theo, thực lực của ta nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa, hắn còn có nắm chắc để thăng vợ và con gái mình tới trí đạo cảnh thần thoại cực hạn, hơn nữa để thăng căn cơ của các nàng, thậm chí là trồng chất các loại thần thoại thể ở dưới tình huống bình thường. Sau khi đột phá đến trí đạo cảnh thần thoại, liền không có cách nào trồng chất thần thoại thể nhưng có một số tiên thiên nguyên bảo lại có thể trợ giúp bọn hắn trồng chất thần thoại thể ví dụ như trong tay Diệp Thiên Liền có một kiện tiên thiên nguyên bảo như vậy tiên thiên nguyên bảo thần thoại huyết cốt, dung nhập vào trong thân thể, dung luyện thần thoại chi huyết, có thể luyện thành loại thần thoại thể thứ hai thậm chí là càng nhiều thần thoại thể cực hạn là chín kiện thần thoại huyết cốt này liền có thể khiến cho trí đạo cảnh thần thoại trồng chất chín loại thần thoại thể ma tôn đệ nhất trồng chất 11 loại thần thoại thể trí cường ước chừng là thu được tiên thiên nguyên bảo tốt hơn lúc này mới có thể làm được như thế mà thần thoại huyết cốt cũng đã rất tốt giống như nguyên lão đệ nhất cũng chỉ là trí loại thần thoại thể hắn gọi vợ hắn tới trước mặt nàng không phải đi con đường trí đạo trí cường trước hết để cho nàng trồng chất một đống thần thoại thể đỉnh tiêm chờ sau khi tu vi của nàng đạt đến trí đạo cảnh thần thoại cực hạn lại cho con trai cùng với con gái để cho bọn họ trồng chất thần thoại the nguyệt nhi đây là thần thoại huyết cốt diệp thiên nói một lần tác dụng của thần thoại huyết cốt tương nguyệt khiếp sợ không gì sánh nổi đều đã đột phá trở thành trí đạo cảnh thần thoại còn có thể trồng chất thần thoại thể tiêu nguyệt trong khi khiếp sợ lại khiêm nhường nói phu quân trước tiên đưa thần thoại huyết cốt cho tinh thần đi nguyệt nhi chờ thần thoại thể trí cường của tinh thần hoàn thành thuế biến lần thứ 9, lại để cho y mượn nhờ thần thoại huyết cốt tu hành cũng được nàng tu luyện chính là thần thoại thể đỉnh tiêm tu luyện dễ dàng hơn một chút nàng dùng trước đi. Sau khi nghe Diệp Thiên khuyên bảo, tiêu Nguyệt vẫn là tiếp nhận kiện tiên thiên nguyên bảo thần thoại huyết cốt này sau đó, Diệp Thiên còn lấy ra đủ loại tài nguyên để bồi dưỡng vợ mình, tranh thủ để cho nàng sớm ngày tu luyện thần thoại thể tới 9 lần thuế biến, lại một lần nữa lần trồng chất càng nhiều thần thoại thể đình tiêm mà lúc này. Những sinh vật cấp thần thoại hắn chém giết ở trong thần thoại cốc kia liền có chỗ hữu dụng Diệp Thiên rút ra thần thoại chi huyết trên người chúng nó ra, cho vợ mình ở dưới sự giúp đỡ của thần thoại huyết cốt. Vợ hắn không cần bắt đầu tu luyện từ truyền thuyết thể, trực tiếp liền có thể bắt đầu tu luyện từ thần thoại thể giảm bớt được tuế nguyệt khổ tu dài đằng đẵng mà diệp thiên cũng đang cố gắng tăng cường thực lực của chính mình hắn lợi dụng vĩnh hằng quy tắc bàn dùng hợp ra từng kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng phẩm chất thấp đồng thời cũng dùng hết không ít thần thoại linh vật có trợ giúp để thăng thần thoại thể dùng để tăng cường thần thoại thể của chính mình ở dưới tình huống như vậy diệp thiên không cần thời gian quá dài sẽ hoàn thành thần thoại thể thuế biến lần thứ 8 đến lúc đó thực lực của hắn sẽ lại để thăng thêm một đoạn ba triệu trí đạo kỳ nguyên tuế nguyệt sau đó diệp thiên mượn nhờ vĩnh hằng quy tắc bản dung hợp ra vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng phẩm chất thấp không ngừng lĩnh hội quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng bây giờ đã để thăng quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng tới ba thành cảnh giới chờ dùng xong những vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng kia có khả năng cao có thể để thăng quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng tới năm thành cảnh giới thần thoại thể cũng đã sắp hoàn thành thuế biến lần thứ tám diệp thiên ước chừng nói long lân thần thoại thể hoàn thành thuế biến lần thứ tám trước tiên sau đó các thần thoại thể khác cũng là từng cái hoàn thành thuế biến lần thứ 8, thực lực của hắn tăng vọt một đoạn, thực lực của ta bây giờ quá cường đại, nguyên lão đệ nhất cũng đã không phải đối thủ của ta, nhưng vẫn là không bằng ma tôn đệ nhất, ma tôn đệ nhất có thể dễ dàng làm bị thương nguyên lão đệ nhất, chỉ có điều nguyên lão đệ nhất có rất nhiều tiên thiên nguyên bảo, trong đó có tiên thiên nguyên bảo chữa trị thương thế trong nháy mắt, còn có rất nhiều ác chủ bài, có thể làm bị thương ma tôn đệ nhất trên thực tế, thực lực của bản thân nguyên lão đệ nhất ở trong mắt ma tôn đệ nhất là căn bản không đáng chú ý đã thuế biến lần thứ 8, lại thuế biến một lần nữa, sẽ chính là thuế biến lần thứ 9, ta cũng sẽ đạt đến trí đạo cảnh thần thoại cực hạn, hắn tiếp tục tu luyện, đồng thời cũng đang tiếp tục thăm ngộ quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng mặt khác. Hắn cũng sáng tạo được từng môn thần thông trí đạo danh sách vĩnh hằng, có thể đem phát huy ra uy lực lớn nhất của quy tắc trí đạo danh sách vĩnh hằng Diệp Thiên để mắt tới lãnh địa của một đầu thần thoại chi linh. Thực lực của đầu thần thoại chi linh này so với ma tôn đệ nhất còn kinh khủng hơn rất nhiều, cho dù là hắn bây giờ cũng nhiều lắm là kiên trì được một hồi hắn sở dĩ để mắt tới đầu thần thoại chi linh này là bởi sau một lần xâm nhập thấy được đồ tốt đó chính là khoáng mạch vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất phẩm chất thấp đó là một loại tảng đá màu vàng đặc thù là vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ nhất nhưng lại tạo thành khoáng mạch ước chừng có mấy ngàn khối diệp thiên rất muốn cướp đoạt tòa khoáng mạch này nếu cướp đoạt tới tay vậy thì kiếm lợi lớn đưa tiên thiên nguyên bảo huyền ngọc bàn vào đi kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người